tựa như là một quả cao bạo tạc đạn, từ bên ngoài nhìn vào đến, không có chút nào lực lượng, một khi nổ tung, lực lượng là tuyệt đối khủng bố. Hóa kính cao thủ là đóng chặt nguyên khí, khí huyết tại thể nội nhấp nhô, bạo phát. Kim đan cao thủ là đem khí thế phát huy đến cực hạn, lấy khí thế ép người, lấy võ đạo tinh thần đúc thành vũ hồn, lại đem khí huyết chi lực ngưng tụ thành một viên kim đan, như thế bạo phát, càng thêm cường đại. Đến hóa thần chi cảnh, khí huyết chi lực bắt đầu bị nội liễm. Nhất trưởng ra ngoài, tất cả lực lượng đều không lãng phí, trực tiếp toàn bộ đánh giết đến đối phương thân thể bên trên. Tựa như là một trái bóng ra ở trên mặt nước, thường nhân nhất trưởng xuống dưới, lực lượng dễ dàng bị đẩy ra, hoặc là bị hóa giải. Nhưng là hóa thần cao thủ nhất trưởng xuống dưới, tất cả lực lượng đều sẽ được không lãng phí đánh giết đến bóng cao su trên thân. Lạc Ninh một chiêu băng quyền trực tiếp băng thẳng hướng Nhạc Đại Bằng vị trí hiểm yếu. Nhạc Đại Bằng liên tiếp lui về phía sau, hắn nhưng là biết hàng người, biết Lạc Ninh một quyền này lợi hại. Lạc Ninh bước nhanh xông tới, tiếp lấy lại là một băng xoắn một phát nhất sát. Nàng cái này tam bản phủ nhanh như thiểm điện, để Nhạc Đại Bằng không có sức đánh trả chút nào. La Quân khí huyết khôi phục lại, hắn hét lớn một tiếng, tiếp lấy lại như một đài hình người cao đến giết đi qua. Hắn có 5 giây bạo phát lực. Huyết hạch chi lực điên cuồng phát động, mặt đất từng khúc rạn nứt. Nhạc Đại Bằng né tránh Lạc Ninh công sát sau khi, lập tức cảm giác đến giống như là đầu tàu tại tốc độ cao đánh tới. Nhạc Đại Bằng né tránh không kịp, phanh một tiếng, cả người bay ra ngoài, sau cùng trùng điệp ngã trên mặt đất. Máu tươi từ Nhạc Đại Bằng tai mắt mũi miệng chảy ra, hắn nghẹo đầu, tại chỗ. Chết! La Quân thân hình định trụ. Trên người hắn có loại điên cuồng bạo quân đồng dạng khí thế khủng bố. Lúc này, hắn thu nhiếp tinh thần, liền khôi phục lại thư thái trạng thái. Lạc Ninh hơi hơi im lặng, La Quân con hàng này nói đến đánh nhau, quá không theo phương pháp đi. Thật có điểm loạn quyền đả chết lão sư phụ vị đạo. Cái này Khổng Tước Vương mạnh mẽ tuyệt đối cả đời, sau cùng cứ như vậy bị La Quân đụng chết. Cái kia Green Ten ở một bên cũng là ngây người. Hắn cái này mới chính thức cảm nhận được La Quân cùng Lạc Ninh lợi hại. Hắn không khỏi may mắn chính mình một mực không có đắc tội hai người này. Hạ Thụy Đào cũng là theo ở phía sau, hắn lập tức tới đến Green Ten trước mặt, lo lắng hỏi, lão bản, ngài không có sao chứ? Green Ten nói ra, không có việc gì. Hắn đón đến, nói ra, các ngươi làm sao trở về? La Quân nghe vậy, hắn lập tức nói, lúc đầu chúng ta là phải đi bệnh viện, nhưng là Hạ huynh đệ nói không yên lòng. Hắn trực giác nơi này có thể sẽ xảy ra chuyện, khẩn cầu chúng ta muốn ở một bên trông coi. Ta cảm thấy Hạ huynh đệ một người ở chỗ này dốc sức làm cũng không dễ dàng, thì đồng ý hắn. Không nghĩ tới, bọn họ thế mà thật tới. Green Ten nghe vậy, ánh mắt nhất thời khác biệt. Hắn vỗ vỗ Hạ Thụy Đào bả vai, nói ra, lão Hạ, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi La Quân lý do thoái thác. Bởi vì hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. La Quân có thể dự liệu được đối phương sẽ đến. Người này thi thể, phiền phức Green Ten tiên sinh ngươi xử lý một chút. Chúng ta thì muốn đi trước một bước, La Quân nói ra. Green Ten nói ra, mệnh ta cũng là hai vị cứu, muốn không phải là ngồi xuống ăn cơm tối lại đi thôi. La Quân cười một tiếng, nói ra, không cần, phiền phức vốn chính là chúng ta mang đến. Đây là chúng ta nghĩa vụ. Green Ten gặp La Quân ý tứ kiên quyết, liền nói ra. Đó còn là để lão Hạ cho các ngươi lái xe. La Quân nói ra, đa tạ, bất quá ngài bảo an vấn đề. Green Ten nói ra, ta từ có sắp xếp, trước đó là chủ quan, hiện tại ta sẽ không chủ quan. La Quân nói ra, vậy là tốt rồi. Hắn đón đến, tiếp tục nói, người này là Trình Kiến Hoa đồng bạn, Trình Kiến Hoa hai chân tàn tật, không thể đi động. Phiền phức Green Ten tiên sinh ngươi tiếp tục đuổi cha. Green Ten nói ra, nói như vậy đứng lên. Trình Kiến Hoa hẳn là không cái uy hát yêu ta gì tính. La Quân nói ra, cũng không thể nói như vậy. Cái này Trình Kiến Hoa khôn khéo vô cùng, nếu như ngài thì a được, tuyệt đối không nên tùy tiện hành động, trước tiên cho chúng ta biết. Green Ten nói ra, tốt. Như thế giao phó xong về sau, La Quân cùng Lạc Ninh như vậy cáo từ. Hạ Thụy Đào cũng đi theo ra. Vẫn là từ Hạ Thụy Đào lái xe, La Quân cùng Lạc Ninh ngồi ở phía sau. Xe rất nhanh mở ra mật liệt ngươi tiểu khu. La huynh đệ, là đi bệnh viện sao? Hạ Thụy Đào hiện tại đối La Quân cảm kích rất lợi hại, trong lời nói đã là tránh thức tôn kính. La Quân nói ra, không đi bệnh viện, lân cận tìm quán rượu. Lạc Ninh không khỏi nói, tìm khách sạn làm cái gì?
La Quân trầm giọng nói ra, ta đối Trình Kiến Hoa không yên lòng, sợ cái này Nhạc Đại Bằng vạn nhất tại trên người chúng ta chơi thứ gì, mà chúng ta không có phát giác. Chúng ta đi tắm, sau đó đem đổi lại y phục toàn bộ không muốn. Như thế cũng liền an toàn. Trình Kiến Hoa chân là tàn tật, đã không đủ gây sợ, chúng ta tiếp xuống thì chuyên tâm qua tìm Tây Nại Pháp Điển. Lạc Ninh nói ra, Trình Kiến Hoa có quỷ dị như vậy. La Quân nói ra, mặc kệ như thế nào, cẩn thận chạy được vãn năm thuyền, không phải sao. Lạc Ninh thầm nghĩ, gấp cũng không vội tại cái này nhất thời. Ngay sau đó cũng liền đáp ứng. Hạ Thụy Đào liền lân cận tìm khách sạn, đồng thời, La Quân lại để cho Hạ Thụy Đào hỗ trợ qua trước kia quán rượu lấy hành lý tới. La Quân cùng Lạc Ninh yên tâm lớn mật các đặt trước một gian phòng. Hai người tắm rửa xong, không sai biệt lắm thời điểm, Hạ Thụy Đào đem hành lý thu hồi lại. Hắn đem hành lý thả ở ngoài cửa, sau đó rời đi. Lạc Ninh khỏa khăn tắm, ở ngoài cửa lấy hành lý, thay đổi quần áo mới. La Quân cũng là như thế. Đây hết thảy sau khi làm xong, La Quân tránh thức buông lỏng một hơi. Hắn là hoàn toàn dựa theo Trình Kiến Hoa tư duy đến làm việc, hắn nghĩ, Trình Kiến Hoa nhất định cũng ngờ tới Nhạc Đại Bằng đến đây, có khả năng gặp được chính mình. Cho nên hắn mới không có xuất động. Nhạc Đại Bằng rất có thể sẽ âm thầm làm tay chân. La Quân kiến thức rộng rãi, biết có một ít dược vật vẩy vào trên thân người, vô sắc vô vị, nhưng lại có hiệu quả. Cái này không thể không phòng. Bây giờ, tự mình rửa tắm, cầm quần áo cũng vứt bỏ. Hắn thực sự nghĩ không ra còn có cái gì có thể trúng bộ cơ hội. Mà lại, Nhạc Đại Bằng vừa chết, Trình Kiến Hoa chẳng khác nào lúc bị nhổ lão hổ hàm răng. Mặc cho hắn có vạn thiên so đo, đó cũng là không thể làm gì. Tắm rửa xong sau khi ra ngoài, La Quân cùng Lạc Ninh tụ hợp. Lạc Ninh tóc đã thổi khô, rất là xóa tung. Hai người đều là mặc lo lắng, La Quân màu đen, Lạc Ninh màu trắng, nhìn giống như là tình lữ trang. Một ngày không có ăn cái gì, chúng ta trước qua ăn chút gì không? La Quân nói với Lạc Ninh, ăn xong đồ, vật lại đi bệnh viện. Lạc Ninh nói ra, tốt ha. Bởi vì Nhạc Đại Bằng đã chết, nàng cũng là buông lỏng một hơi. Nàng theo La Quân một dạng ý nghĩ, Nhạc Đại Bằng chết, Trình Kiến Hoa cũng là không có hàm răng lão hổ, không đủ gây sợ. Đây là trong nhiệm vụ, bây giờ nhiệm vụ đã quan bế. Trình Kiến Hoa không có khả năng lại có hắn trợ thủ. Ngay sau đó, La Quân cùng Lạc Ninh còn có Hạ Thụy Đào ngay tại trong tửu điếm ăn một bữa phong phú bữa tối. Hạ Thụy Đào kiên trì muốn mời khách. La Quân cùng Lạc Ninh liền cũng liền tùy theo Hạ Thụy Đào. Ăn xong cơm tối về sau, đã là 10 giờ tối. Lúc này mọi người lại không hắn chần chờ, trực tiếp chạy tới thánh cùng bệnh viện. Mật liệt người tiểu khu, Green Ten thật dài thở phào, hắn cảm thấy hết thảy khó khăn đều đã giải quyết. Hơn nữa còn kết giao với La Quân cùng Lạc Ninh dạng này cao thủ, đây là một chuyện tốt. Hắn lập tức an bài 10 tên bảo tiêu đến đây, thuận tiện muốn chuyên nghiệp đoàn đội xử lý Nhạc Đại Bằng thi thể. Green Ten là tại trên đường lăn lộn, dưới tay hắn cũng không ít nhân mạng, đối với xử lý thi thể, đó là rất đơn giản một việc. Bất quá lần này, lại không thuận lợi như vậy. Biệt thự trong phòng khách, 10 tên bảo tiêu đến đây. Có 4 tên bảo tiêu trên tay mang bao tay màu trắng, liền muốn dọn đi Nhạc Đại Bằng thi thể. Bên ngoài xe tải cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Green Ten ở một bên trên ghế salon ngồi, thong dong tự tại hút xì gà. Đúng lúc này, một người nam nhân nhàn nhạt thanh âm truyền vào tới. Green Ten, đứng lên. Cái thanh âm này mang theo một loại nói không nên lời kỳ quái, có loại nhiếp nhân tâm phách năng lực. Green Ten lúc đầu rất bình thường, nhưng nghe đến cái thanh âm này về sau, hắn tựa như là chúng ta, thế mà thật sự ngoan ngoãn đứng lên. Vừa dứt lời âm, đại môn kia chỗ, hai tên tráng hán giơ lên một cái xe lăn tiến đến. Trên xe lăn ngồi là một cái sắc mặt tái nhợt thanh niên. Người thanh niên này chính là Trình Kiến Hoa. Cái kia nhấc xe lăn hai cái tráng hán là người Hoa, hai người kia là Trình Kiến Hoa từ trong nước lặng lẽ mang đến. Trình Kiến Hoa chỉ là để bọn hắn nhấc xe lăn, thuận tiện hành tẩu. Cái này có thể không tính là cùng ngoại nhân mưu hại đồng môn. Đây là Trình Kiến Hoa chui thần đế quy định chỗ trống. Không nói đến những này, Trình Kiến Hoa sau khi đi vào, cái kia còn lại bảo tiêu liền phát hiện không hợp lý. Bảo tiêu đầu lĩnh là cái nước Nga đại hán, hắn trong mắt lóe lên hàn quang, xông đồng bạn nói, gia hỏa này có quỷ, xử lý hắn. Hắn nói vừa xong, vung tay lên, liền dẫn mấy tên bảo tiêu nhanh chóng hạng hướng Trình Kiến Hoa.
quỳ xuống, Trình Kiến Hoa bỗng nhiên một tiếng uống. Hắn tiếng hét này đồng dạng nhiếp nhân tâm phách, phảng phất là uống tại nhân tâm ở giữa, khiến người ta cảm thấy thân thể vô cùng trọng, cơ hồ muốn chống đỡ không nổi. Trong nháy mắt, cái này mấy tên bảo tiêu trên mặt xuất hiện vẻ dãy giụa. Bọn họ giống như tại cùng người đang làm đấu tranh, bọn họ gương mặt bên trên mồ hôi chảy ròng ròng. Sau một hồi khá lâu, sở hữu bảo tiêu đều quỳ đi xuống. Trình Kiến Hoa bên người hai tên tráng hán nhìn thấy đây hết thảy, bọn họ giống như là ngốc. Bọn họ lại nhìn Trình Kiến Hoa ánh mắt lúc đã tràn đầy kính sợ. Trình Kiến Hoa lại không để ý tới cái này hai tên tráng hán ánh mắt, hắn đẩy xe lăn đi vào Green Ten trước mặt. Sau đó, hắn nhìn về phía Green Ten, từ tốn nói, ngồi xuống đi. Green Ten nhất thời giống như là hồi hồn, hắn ánh mắt khôi phục thư thái. Lúc này, hắn cũng liền thấy Trình Kiến Hoa, nhìn thấy chung quanh quỷ bảo tiêu. Green Ten giống như gặp quỷ, hắn lại nhìn Trình Kiến Hoa lúc, ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ. Thánh cùng bệnh viện thành phố Jerusalem một nhà chứ danh bệnh viện. Cái này chỗ bệnh viện kiến trúc hiện ra Âu thức phong cách, như một tòa thành bảo. Mặc dù là 10 giờ rưỡi tối, nhưng thánh cùng bệnh viện y nguyên đèn đuốc sáng trưng. Đêm nay mặt trăng rất tròn, ánh trăng lạnh lùng vẩy chiếu vào thánh cùng bệnh viện trong đình viện. Cái kia trong đình viện có mấy cây cành lá tươi tốt ngô đồng thụ, ánh trăng hỗn hợp màu trắng ánh đèn, để bệnh viện này đình viện phong cảnh lộ ra rất là mỹ lệ. La Quân cùng Lạc Ninh để Hạ Thụy Đào tại bệnh viện bên ngoài chờ đợi, hai người bọn họ trực tiếp qua Khôn Cách Lâm tiến sĩ phòng bệnh. Khôn Cách Lâm tiến sĩ tại lầu 3 trọng chứng phòng bệnh. Hai người cấp tốc đi vào trọng chứng trước phòng bệnh mặt, cái kia phòng bệnh phòng cửa đóng kín. La Quân gõ cửa, chỉ chốc lát về sau, một tên do thái nữ tử đến đây mở cửa. Nữ tử này khoảng 40 tuổi, lại là Khôn Cách Lâm tiến sĩ cháu gái, gọi là Connie Bessie. Connie Bessie dài cũng không tính đẹp mắt, một đầu tóc quăn. Bất quá nàng vẫn còn có chút khí chất, không giống những quảng trường đó bác gái. Các ngươi là, Connie Bessie gặp La Quân cùng Lạc Ninh, không khỏi kỳ quái hỏi. Nàng nói là tiếng Anh. La Quân liền nói ra, chúng ta là Khôn Cách Lâm tiến sĩ bằng hữu, biết hắn bệnh tình, cho nên muốn nhìn một chút hắn. Thúc thúc ta chưa từng có đều không có bất kỳ cái gì bằng hữu. Connie Bessie lạnh lùng nói. Các ngươi đến là ai? Connie Bessie lộ ra lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc, nếu như là thường nhân khẳng định bị hù ngã. Nhưng là La Quân lại là mặt không đổi sắc, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi giải thúc thúc của ngươi sao? Ngươi dựa vào cái gì nói hắn không có bằng hữu? Khôn Cách Lâm tiến sĩ hiện tại đã đến sau cùng thời gian, hắn không tiền không thế, khó nói chúng ta còn đối với hắn có ý đồ gì, hoặc là muốn mưu hại hắn sao? La Quân phen này thần sắc nghiêm nghị nhất thời để Connie Bessie có chút choáng váng, nàng nghi hoặc nói ra, các ngươi thật sự là thúc thúc ta bằng hữu. Tránh ra, La Quân lạnh giọng nói ra. Connie Bessie nhiếp tại La Quân uy nghiêm, không tự chủ được tránh ra. Như thế, La Quân cùng Lạc Ninh cũng liền thuận lợi tiến gian phòng. Trên giường bệnh, Khôn Cách Lâm tiến sĩ trên thân cắm đầy ống dẫn. Trên mặt hắn tràn đầy màu nâu ban, nhìn có chút khủng bố. Vị này tiến sĩ thật đã là gần đất xa trời. Hắn nhắm chặt hai mắt, thoạt nhìn là ngủ. Cũng có thể là hôn mê. Connie Bessie đi đến La Quân bên người, nói ra, thúc thúc thật vất vả ngủ, thầy thuốc nói hắn khả năng không chống nổi 3 ngày. La Quân trầm giọng nói ra, Khôn Cách Lâm tiến sĩ thì ngươi một cái thân thích sao? Connie Bessie nói ra, vâng, thúc thúc ta cả đời này đều vì sở La Môn Vương bảo tàng mà si mê, chưa bao giờ cưới vợ yêu đương. Người trong nhà cũng không nguyện ý để ý tới hắn. Ta là kính nể thúc thúc cả đời này chấp nhất, cho nên mới đến đây vì thúc thúc ẩm thực hậu sự. La Quân như có điều suy nghĩ. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Lạc Ninh, nói ra, trên tay ngươi có hay không nhiều tụ linh đan. Lạc Ninh cũng nhìn La Quân liếc một chút, nàng nói ra, có. Làm sao, ngươi muốn cho Khôn Cách Lâm tiến sĩ phục dụng. La Quân nói ra, không sai. Lạc Ninh nói ra, cũng được. Tuy nhiên tụ linh đan vô pháp chỉ tận gốc Khôn Cách Lâm tiến sĩ ung thư, nhưng cũng có thể vì hắn tranh thủ đến mấy ngày sinh cơ. Sau đó, Lạc Ninh lấy ra một hạt tụ linh đan cho La Quân. Viên này tụ linh đan là dùng bình sứ trang. La Quân nhìn ra Lạc Ninh còn có không ít tụ linh đan. Xem ra cái này tụ linh đan thật đúng là bạo khoản, rất nhiều rất rộng khắp A. La Quân cầm tụ linh đan đối Connie Bessie nói ra, đây là một hạt linh dược, dược hiệu rất mạnh. Ta muốn cho thúc thúc của ngươi phục dụng,
hắn phục dụng về sau, bệnh tình có lẽ sẽ có chuyển biến tốt. Nhưng cũng có khả năng hắn không chịu nổi dược lực, trực tiếp qua đời. Chẳng qua nếu như là bởi vì ăn ta linh dược này nhi dẫn đến thúc thúc của ngươi qua đời, ta nguyện ý bồi thường ngươi 10 vạn USD. Ngươi nhìn ngươi có ý kiến gì hay không? Khôn-ni Besi nghe được 10 vạn USD lúc, trong mắt thả ra ánh sáng. Dù sao, chỉ cần là người bình thường, như thế nào lại không thích tiền đâu. Vậy chúng ta muốn ký một cái hợp đồng. Khôn-ni Besi nói ra, ta phải đối thúc thúc ta phụ trách. Lạc Ninh lấy ra một tờ kim tạp, nói ra, tấm thẻ này ngươi cầm, mật mã là 6 cái 8, ngươi bây giờ đi dò tra. Ngươi có thể trực tiếp lấy 2 vạn USD đi ra, đây là máy rút tiền hạn mức. Nếu như thúc thúc của ngươi xảy ra chuyện, ngày mai ngươi liền đến quầy hàng đi lấy. Khôn-ni Besi nghe vậy liền kích động, nàng tiếp nhận kim tạp, không nói gì, xoay người rời đi. Nàng vừa đi, La Quân cùng Lạc Ninh cũng là thanh tịnh. Lạc Ninh tiến đến đóng cửa phòng bệnh, La Quân đi vào Khôn Cách Lâm tiến sĩ trước mặt, hắn đem tụ linh đan đưa đến Khôn Cách Lâm tiến sĩ miệng bên trong. Cái này tụ linh đan gặp được nhiệt độ, lập tức liền hội hòa tan, ngược lại không lo lắng Khôn Cách Lâm tiến sĩ vô pháp ăn. Cho ăn xong tụ linh đan, La Quân cùng Lạc Ninh cũng chỉ có thể ở một bên tĩnh tĩnh chờ đợi. La Quân lúc này trong lòng có một tia khó chịu, đó là bởi vì tụ linh đan. Lạc Ninh có như thế nhiều tụ linh đan, nhưng không có theo chính mình chia sẻ. Cái này khiến La Quân cảm thấy không thoải mái. Bất quá lập tức, La Quân trong lòng run lên, hắn ý thức được chính mình tâm tính xảy ra vấn đề. Người Lạc Ninh, cái kia tụ linh đan là nàng vì sao phải cho ngươi La Quân? Nàng như cho là tình cảm, không cho là bản phận. La Quân cảm thấy mình nếu như bởi vì cái này mà tức giận, vậy mình thật sự là không bằng heo chó đồ, vật. Thiên hạ này, không có đồ vật gì là hẳn là đương nhiên qua đòi lấy. Hỏi ít hơn người khác vì cái gì, nhiều hỏi mình dựa vào cái gì. La Quân hít sâu một hơi, tâm tính bày ngay ngắn, hắn nhất thời cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Lạc Ninh ở một bên chú ý Khôn Cách Lâm tiến sĩ, nàng tự nhiên không biết La Quân vừa rồi kinh lịch một phen tâm lý dễ dụa biến hóa. Lúc này, Khôn Cách Lâm tiến sĩ rốt cục có phản ứng. Hắn đầu tiên là tay động một cái, sau đó chậm chạp mở to mắt. Hắn tức giận sắc bắt đầu biến tốt. Tụ linh đan cũng là có tác dụng kỳ diệu như thế. Khôn Cách Lâm tiến sĩ mở mắt tứ phương, La Quân cùng Lạc Ninh đi vào trước mặt hắn. Hắn nỗ lực muốn chống đỡ ngồi xuống. Lạc Ninh vội vàng giúp hắn cầm gối đầu đệm ở phía sau, để hắn thuận lợi ngồi xuống. Các ngươi là, Khôn Cách Lâm tiến sĩ nghi hoặc vạn phần. Hắn tại trong trí nhớ tìm không ra La Quân cùng Lạc Ninh đến, cho nên giờ khắc này, hắn không khỏi hoài nghi là không phải mình lão, từ đó làm cho trí nhớ xảy ra vấn đề. Khôn Cách Lâm tiến sĩ, Lạc Ninh dùng tiếng Anh trầm giọng nói ra, chúng ta là vì Sở La Môn Vương bảo tàng mà đến. La Quân ở một bên không khỏi im lặng. Cái này Ninh sư tỷ tu vi tuy nhiên cao, nhưng là nói chuyện kỹ xảo quá không tốt. Nói như vậy, rất dễ dàng gây nên Khôn Cách Lâm tiến sĩ phản cảm. Phải biết, Khôn Cách Lâm tiến sĩ thế nhưng là người Do Thái. Người Do Thái là đem Sở La Môn Vương bảo tàng xem như bọn họ tư có cái gì. Quả nhiên, Khôn Cách Lâm tiến sĩ trong mắt lộ ra không vui thần sắc. Nói ra, nơi này không chào đón các ngươi đi thôi. Lạc Ninh khẽ giật mình. Nàng trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Nhớ nàng Lạc Ninh thân là thần vực nội môn đệ tử, phong quang vô hạn. Chưa từng bị người không lễ phép như vậy đối đãi qua. Nhưng nàng thật đúng là cầm Khôn Cách Lâm tiến sĩ không thể làm gì. Đối với một kẻ hấp hối sắp chết, người còn có thể thế nào? La Quân lập tức nói ra, Khôn Cách Lâm tiến sĩ, ta nghĩ người khả năng có chỗ hiểu lầm. Chúng ta cũng không thiếu tiền, cho nên không phải vì tham lam Sở La Môn Vương bảo tàng. Chúng ta chỉ là giống như ngài, đối Sở La Môn Vương bảo tàng có mãnh liệt hứng thú, tỉ như Tây Nại Pháp Điển thần kỳ, tỉ như thứ ba thánh điện truyền thuyết. Khôn Cách Lâm lại là bất phi sở động, từ tốn nói, đây hết thảy đều không quan hệ với ta, các ngươi xin cứ tự nhiên đi. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, chúng ta đi là có thể đi. Chúng ta còn trẻ, còn có bó lớn thời gian đến nghiên cứu. Nhưng là tiến sĩ ngài thời gian lại không nhiều, ta không tin. Ngài nghèo cả đời nghiên cứu Sở La Môn Vương bảo tàng, sau khi chết còn nguyện ý mang theo nỗi tiếc nuối này qua đi gặp Thượng Đế. Khôn Cách Lâm tiến sĩ ánh mắt biến phức tạp, Sở La Môn Vương bảo tàng chi mê, đây là hắn vĩnh viễn tiếc nuối. Hắn khi để không cam tâm cứ như vậy chết đi,
thế nhưng là đối mặt sinh lão bệnh tử, hắn lại lộ ra là yếu ớt như vậy cùng bất đắc dĩ. Khôn Cách Lâm tiến sĩ quét La Quân cùng Lạc Ninh liếc một chút, nói ra, ta nghèo cả đời đều nghiên cứu không ra, chẳng lẽ tại ta còn lại mấy ngày, các ngươi liền có thể nghiên cứu ra được. Không có khả năng a. La Quân nói ra, chỉ ít, ngài hẳn là đem ngài tích lũy kinh nghiệm cùng tri thức truyền cho chúng ta lại thì a được. Có lẽ, Thượng Đế quyến cố ngài, để cho chúng ta tại ngài sau cùng trong vòng vài ngày, để cho chúng ta tìm ra bảo tàng bí mật chứ. Hắn ngừng một lát, nói ra, Khôn Cách Lâm tiến sĩ, ngài tin tưởng Thượng Đế tồn tại sao? Lạc Ninh nhìn La Quân liếc một chút, nàng hiện tại đối La Quân khẩu tài rất bội phục, biết con hàng này lại phải mở ra đầy trời ra châu hình thức. Khôn Cách Lâm tiến sĩ nghi hoặc nhìn La Quân liếc một chút, không hiểu hắn tại sao muốn hỏi như vậy. Nhưng hắn vẫn là hồi đáp, Thượng Đế đương nhiên là tồn tại. Người Do Thái đối Thượng Đế sùng bái đã trở thành một loại tín ngưỡng, bọn họ tuyệt sẽ không qua nghi vấn Thượng Đế có tồn tại hay không. Điểm này, từ bọn họ muốn mang nón nhỏ đang khóc tường trước cầu nguyện thì có thể thấy được lốm đốm. Đó là bởi vì bọn họ không muốn dùng đầu đối Thượng Đế, để tránh đối Thượng Đế bất kính. La Quân liền nói ra, hết thảy phát sinh, tồn tại, sắp phát sinh, đều là Thượng Đế ý chỉ. Nếu như tiến sĩ ngài có thể cung cấp cho chúng ta tin tức, để cho chúng ta tìm tới Sở La Môn Vương bảo tàng, đó là Thượng Đế ý chỉ. Là Thượng Đế nể tình ngươi cả đời khổ tâm phân thượng, tròn ngươi cái này mộng. Nếu như chúng ta tìm không được, đó cũng là Thượng Đế ý chỉ. Là Thượng Đế không cho phép Sở La Môn Vương bảo tàng công chư tại thế. Hắn đón đến, nói ra, cho tới bây giờ cái niên đại này, Sở La Môn Vương bảo tàng càng nhiều ý nghĩa là nó lịch sử giá trị, mà không phải tài phú giá trị. Chúng ta thời đại cần tiến bộ, chúng ta cần đối lịch sử có một lần nữa xem kỹ cùng nhận biết. Tiến sĩ, ngài cảm thấy thế nào? Lạc Ninh ở một bên không khỏi bội phục La Quân, con hàng này nói chuyện, quả thực là câu câu đều nói tại Khôn Cách Lâm tiến sĩ trong tâm khảm. La Quân hiểu được khách hàng nhu cầu. Nếu như muốn con hàng này đi làm tiêu thụ, vậy khẳng định là phi thường xuất sắc. Thượng Đế ý chỉ, Khôn Cách Lâm tiến sĩ ánh mắt biến phức tạp, nói cho đúng, hẳn là rằng co. La Quân liền cũng thì không nói thêm lời, kiên nhẫn chờ lấy Khôn Cách Lâm tiến sĩ quyết định. Sau một hồi khá lâu, Khôn Cách Lâm tiến sĩ nói với La Quân, tốt, ta hợp tác với các ngươi. Hắn tựa hồ là dưới quyết tâm rất lớn. La Quân mỉm cười, nói ra, tiến sĩ, thực ngài rất không cần phải xoắn suýt. Mấy ngàn năm nay đều không tìm ra Sở La Môn Vương bảo tàng, chúng ta cũng rất khó tìm ra. Chúng ta cũng bất quá là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh a. Khôn Cách Lâm tiến sĩ khẽ thở dài một cái, nói ra, Thượng Đế ý chỉ chẳng lẽ thì thật sự là muốn bao phủ Sở La Môn Vương bảo tàng sao? Lạc Ninh làm theo nói ra, tiến sĩ, ngài cho rằng Sở La Môn Vương bảo tàng là tồn tại sao? Nàng đầu tiên hỏi ra lớn nhất vấn đề mấu chốt. Khôn Cách Lâm tiến sĩ lúc này nói ra, đương nhiên là tồn tại. Lạc Ninh nói ra, vậy tại sao mấy ngàn năm nay đều không người tìm tới? Mà lại, ngài dựa vào cái gì khẳng định nó là tồn tại? Ngài cũng là chúng ta thời đại này người, dựa vào cái gì khẳng định trước công nguyên chuyện phát sinh? Có lẽ là truyền thuyết, có lẽ là hư cấu đâu, có lẽ căn bản chính là một trận thời gian âm mưu đâu. Lạc Ninh ngữ phong sắc bén. Khôn Cách Lâm tiến sĩ lại không giận, bởi vì hắn là làm học thuyết nghiên cứu. Hắn đem Sở La Môn Vương bảo tàng xem như cả đời đầu đề đang nghiên cứu. Tại học thuật bên trên, hắn là hoan nghênh người khác nghi vấn. Bởi vì đạo lý không phân biệt không rõ mà. Khôn Cách Lâm tiến sĩ nói ra, trong truyền thuyết, Jehovah ước quý cùng Tây Nại Pháp Điển là để đặt tại Abraham trên đá lớn. Trước đó, tại mái vòm nhà thờ Hồi giáo bên trong, mọi người phát hiện một cái dưới đất thông đạo. Lòng đất thông đạo chính là thông hướng thứ hai thánh điện di tích, ở nơi nào, ta tận mắt thấy Abraham cự thạch. Hắn ngừng một lát, tiếp tục nói, khối cự thạch này, cùng trong truyền thuyết hình dung giống như đúc. Nó là chúng ta người Do Thái thánh thạch A. Quan phương mấy lần muốn đưa nó chuyển ra, làm triển lãm, đáng tiếc, không ai có thể chuyển đến động nó. Khối này Abraham cự thạch bây giờ còn tại chỗ cũ. Lạc Ninh nói ra, nhưng cuối cùng, vẫn là không có trông thấy thất lạc ước quý cùng pháp điển. Tiến sĩ, ngài cũng là bằng điểm này khẳng định sao? Khôn Cách Lâm tiến sĩ nói ra, tại trong truyền thuyết, ước quý có được đem thời không trèo chống thành rưỡi duy không gian năng lực. La Quân ở một bên không khỏi nghi hoặc, nói ra, ta nghe nói qua không gian 3D, không gian 3D lại thêm thời gian, là tứ duy không gian.
nhưng năm hạng không gian, cái này lại là cái gì thuyết pháp? Chú thích, không gian 3D tức là điện ảnh 3 kỹ thuật, cũng là 3 thứ nguyên không gian. Sinh hoạt hàng ngày bên trong có thể chỉ từ dài rộng lớp 12 cái duy trì chỗ cấu thành không gian. Không gian 3D tăng thêm thời gian cái này một cái duy trì, cấu thành tứ duy không gian. Bất quá La Quân cùng Lạc Ninh chưa từng nghe nói qua năm hạng không gian. Khôn Cách Lâm tiến sĩ giải thích nói, năm hạng không gian là các khoa học gia giả thiết, từ thời gian, tăng thêm không gian 3D chèo chống trở thành tứ duy không gian. Cái thứ năm duy trì cũng là để thời gian lập thể đứng lên. Tựa như là 1949 năm, năm 1950 chờ một chút năm ở trước mặt các ngươi sắp xếp. Mỗi một năm phần đều là độc lập, song hành, ước quỹ năng lực cũng là sinh ra cái này năm hạng không gian, có thể khiến người ta tiến vào muốn tiến vào niên đại bên trong qua. La Quân rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ, ta dựa vào, nói trắng ra, ước quỹ không phải thì thời không xuyên toa máy bay sao? Chúng ta hiểu, tiến sĩ, ngài nói tiếp, Lạc Ninh nói ra. Khôn Cách Lâm tiến sĩ nói ra, mà Tây Nại Pháp Điển, tại trong truyền thuyết, phương pháp này điển chính là thái sơ thời điểm sinh ra, ghi chép thế gian mọi chuyện. Chỉ cần có thể giải mã bên trong mật mã, liền có thể tìm được mỗi người kiếp trước kiếp này, cũng có thể đoán trước đến thế gian tương lai đã phát sinh thời điểm, cũng có thể nhìn thấy viễn cổ sự tình. Lạc Ninh trong mắt lóe lên vẻ kích động, nàng rất tốt che giấu đi. Nàng hít sâu một hơi, nói ra, tiến sĩ, ngài xác định Tây Nại Pháp Điển thật có thể thấy qua sự tình. Khôn Cách Lâm tiến sĩ nhìn về phía Lạc Ninh, nói ra, ta tại Abraham trên đá lớn thấy qua một đoạn văn tự, đoạn chữ viết này là chúng ta người Do Thái độc hữu mật mã. Ta giải mã mở về sau, phát hiện đó là một đoạn ghi chép. Ghi chép cái gì? Lạc Ninh hô hấp dồn dập. La Quân ở một bên kỳ quái mắt nhìn Lạc Ninh, thầm nghĩ, Ninh sư tỷ nhất tâm muốn tìm Tây Nại Pháp Điển. Nghe được Tây Nại Pháp Điển có thể thấy qua sự tình về sau kích động như thế. Chẳng lẽ nàng là muốn sử dụng Tây Nại Pháp Điển tia, a rõ ràng sự tình gì? Khôn Cách Lâm tiến sĩ nói nhiều, liền có chút cố hết sức. Hắn liên tục thở đứng lên. Lạc Ninh vội vàng lại lấy ra một hạt tụ linh đan, muốn cho Khôn Cách Lâm tiến sĩ ăn vào. La Quân giật mình, vội vàng ngăn cản, nói ra, tiến sĩ thân thể suy yếu, lại ăn vào, quá bổ không tiêu nổi, vậy liền hỏng bét. Lạc Ninh khẽ giật mình, sau đó liền cũng cảm thấy La Quân lời nói không phải không có lý, ngay sau đó thì thu tụ linh đan. La Quân thì đi cho Khôn Cách Lâm tiến sĩ đập cõng thuận khí. Sau một hồi khá lâu, Khôn Cách Lâm tiến sĩ khôi phục bình thường. Hắn nói ra, phía trên là ghi chép một đoạn Sở La Môn Vương sự tình, lúc trước Sở La Môn Vương từng tại cùng thập tự quân tác chiến bên trong, bởi vì sai lầm kém chút dẫn đến tai họa ngập đầu. Về sau Sở La Môn Vương sử dụng ước quỹ xuyên toa đến chiến tranh trước đó, cải biến sai lầm, sau cùng thắng được thắng lợi. Hắn đón đến, còn nói thêm, bất quá giống như từ khi một lần kia chiến dịch về sau, Sở La Môn Vương thân thể thì biến rất tồi tệ. Nghe nói, đây là bởi vì hắn sử dụng ước quỹ, cải biến thời không, từ đó đem sở hữu ác quả tiếp nhận đến trên người hắn. Phải biết, trong truyền thuyết Sở La Môn Vương là vũ lực ngập trời, so mãnh thú còn cường tráng hơn. Dạng này người sau cùng lại là bệnh nặng mà chết. La Quân gần nhất đối Sở La Môn Vương nghiên cứu rất nhiều, nghe vậy không khỏi kỳ quái nói, ta tại trong tư liệu trông thấy lại nói là bởi vì Sở La Môn Vương tuổi già lúc theo hắn Tần Phi qua kính bái lúc, sự tình phụng rất nhiều thần minh, cũng không có chiếu phụ thân hắn David Vương tấm gương một lòng tự phụng Jehovah, bởi vậy trêu chọc Jehovah phẫn nộ. Jehovah sai phái tiên tri bày ra là người Á Hy Nhã tại Jerusalem ngoài thành đem hắn một kiện mới áo ngoài xé thành 12 phiến, mời Hiero sóng an lấy đi 10 mảnh, ý là thượng đế tại Sở La Môn sau khi qua đời sẽ đem Liên Hợp Vương quốc xé rách trở thành hai cái vương quốc, Bắc quốc Israel từ 10 cái chi tạo thành, đem về Hiero sóng an thống trị, Nam quốc Do Thái làm theo còn lại Do Thái cùng liền nhã mẫn hai cái chi, tiếp tục từ con trai của Sở La Môn Vương La Ba An thống trị. Từ đó về sau, Sở La Môn Vương liền một bệnh không tầm thường, rất nhanh đi thế. Ngươi ở đâu nhìn thấy tư liệu? Khôn Cách Lâm tiến sĩ lập tức hỏi La Quân. La Quân nhất thời ngẩn ngơ, hắn sau đó có chút xấu hổ nói ra, bách khoa. Khôn Cách Lâm tiến sĩ cũng là ngẩn ngơ, nói ra, cái gì là bách khoa? Lạc Ninh liền hướng Khôn Cách Lâm tiến sĩ giải thích nói ra, bách khoa cũng là trên Internet một loại điều tia, a công cụ, hắn biết một số đáng thương tư liệu đều là tại trên Internet cha. Khôn Cách Lâm tiến sĩ không khỏi phẫn nộ, nói ra, quả thực cũng là hồ nháo. Trên Internet đồ, vật đều là dân mạng truyền lên,
tất cả đều là tin đồn, có thể có mấy phần chân thực. Toàn bộ là nghe nhầm đồn bậy. La Quân cũng liền á khẩu không trả lời được, hắn quyết định vẫn là không muốn tùy ý khoe khoang tri thức. Dù sao, Khôn Cách Lâm tiến sĩ tại Sở La Môn Vương bảo tàng nghiên cứu phương diện là tuyệt đối chuyên gia, mình tại trên Internet nhìn ít tài liệu liền đến biện chứng, vậy thì thật là làm trò hề cho thiên hạ a. Lạc Ninh nói ra, tiến sĩ, ngài lại làm sao biết Tây Nại Pháp Điển là có thể thẩm ti a quá khứ sự tình. Khôn Cách Lâm tiến sĩ nói ra, đây là bởi vì tại cái kia thánh thạch bên trên ghi chép, phía trên nói đến Sở La Môn Vương bệnh nặng về sau, đối thân thể của mình tình huống cảm thấy rất không hài lòng, cũng rất thống khổ. Hắn loáng thoáng biết là bởi vì chính mình dùng Jehovah ước quỹ bố trí. Nhưng là hắn muốn thông qua Tây Nại Pháp Điển tìm ra phá giải chi pháp. Hắn đón đến, nói ra, Sở La Môn Vương không chỉ có là vũ lực ngập trời, mà lại tại chúng ta người Do Thái trong lòng, vẫn là trí tuệ chi vương. Hắn phá giải ra Tây Nại Pháp Điển, nhưng ở hắn phá giải ra cùng ngày, hắn liền trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Đằng sau ghi chép nói, có thể là bởi vì, mặc kệ là ước quỹ xuyên toa thời không, vẫn là Tây Nại Pháp Điển tìm quá khứ tương lai, đều là một loại tiết lộ thần linh cử động, cho nên, Sở La Môn Vương mới gặp đến khủng bố ác quả. La Quân cùng Lạc Ninh lâm vào trầm mặc. Sau một hồi khá lâu, Lạc Ninh nói ra, tiến sĩ, ngươi nghèo cả đời đều đang nghiên cứu Sở La Môn Vương bảo tàng. Ta cũng hướng ngài ăn ngay nói thật, ta lần này sở dĩ muốn tìm được Sở La Môn Vương bảo tàng, là bởi vì ta muốn thông qua Tây Nại Pháp Điển biết rõ ràng ta thân thế. Cái này đối ta rất trọng yếu. Khôn Cách Lâm tiến sĩ nhìn Lạc Ninh liếc một chút, hắn hơi hơi ngoài ý muốn Lạc Ninh thẳng thắn. La Quân nghe vậy, lại là chứng thực trong lòng mình ý nghĩ. Ninh sư tỷ quả nhiên là muốn thông qua Tây Nại Pháp Điển đến làm ra một ít chuyện. Khôn Cách Lâm tiến sĩ làm theo nói ra, ta cả đời này, nếu như trước khi chết có thể nhìn thấy Tây Nại Pháp Điển hoặc Jehovah ước quỹ, bên kia là chết cũng không tiếc. Nhưng là, tiểu cô nương, ta nói thật với ngươi, ngươi cùng tìm đến Tây Nại Pháp Điển qua biết rõ ràng thân ngươi thế, vậy còn không như qua từ bên cạnh ngươi người hoặc sự tình theo đuổi cha, như thế hội càng thêm dễ dàng thực hiện. Lạc Ninh lắc đầu, nói ra, ta thuở nhỏ liền bị sư phụ ta thu dưỡng, ta hỏi qua sư phụ ta liên quan tới ta thân thế, nhưng là hắn nói ta là không cha không mẹ cô nhi. La Quân nhìn nhiều Lạc Ninh, hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì Lạc Ninh đối chính nàng thân thế chuẩn tin tức có loại rất cố chấp tinh thần, thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, nhất định muốn biết rõ ràng. La Quân không có cách nào cảm động lây, bởi vì hắn cũng là không cha không mẹ, không biết mình phụ mẫu là ai. Từ nhỏ cũng là bị sư phụ thu dưỡng, nhưng hắn đối phụ mẫu không có cảm giác gì. Mặc kệ phụ mẫu hiện tại là cái dạng gì, phản chính tự mình không thua thiệt bọn họ. Bọn họ chỉ là sinh hạ chính mình, nhưng lại chưa bao giờ chỉ qua một điểm phụ mẫu trách nhiệm. Như vậy chính mình cần gì phải qua quải niệm tại bọn hắn đâu. La Quân có đôi khi nằm mơ hội mộng thấy phụ mẫu, nhưng là rất mơ hồ, cho dù ở trong mộng, hắn cũng cảm thấy rất lợi hại lạ lẫm. Ngược lại là nhớ tới sư phụ lúc, hắn sẽ cảm thấy rất lợi hại ấm áp. Khôn Cách Lâm tiến sĩ tiếp tục nói, ta nghèo cả đời đều đang đuổi tìm Sở La Môn Vương bảo tàng. Qua nhiều năm như vậy, kinh nghiệm ta thật có. Nhưng ta sở hữu kinh nghiệm đều là liên quan tới Sở La Môn Vương bảo tàng ý nghĩa. Còn cái này bảo tàng đến đó, ta lại là không thu hoạch được gì. Muốn đến, giống như vị tiểu ca này nói, đây là Thượng Đế ý chỉ. Thượng Đế không cho nhóm này bảo tàng diện thế, hoặc nói, Thượng Đế đã đem nhóm này bảo tàng thu hồi qua. La Quân cùng Lạc Ninh nghe vậy liền cũng biết, tại Khôn Cách Lâm tiến sĩ nơi này có thể được đến manh mối không sai biệt lắm cũng chỉ có những thứ này. Lạc Ninh tiếp tục hỏi, tiến sĩ, như vậy ngài từng nghe nói thứ ba thánh điện sao? Khôn Cách Lâm tiến sĩ hơi hơi ngoài ý muốn nhìn về phía Lạc Ninh, hắn nói ra, thứ ba thánh điện là không tồn tại. Trong lịch sử hết thảy chỉ có hai tòa thánh điện, đệ nhất thánh điện hủy về sau, người Do Thái trọng kiến tòa thứ hai thánh điện. Tòa thứ hai thánh điện hủy về sau, liền chỉ có cái kia một đạo khốc tường. Còn như lời ngươi nói thứ ba thánh điện, những cái kia đều là nhà hư cấu. Hư cấu lấy tại cái gì lòng đất thành lập thần bí thứ ba thánh điện, ước quỹ thì giấu ở chỗ nào mặt. Nhưng cái này sao có thể? Chúng ta người Do Thái đối thánh điện sùng kính, nếu như muốn kiến tạo thứ ba thánh điện, tuyệt sẽ không dưới đất xây. Chúng ta có thể nào để cung phụng thượng đế thần thánh cung điện giấu ở dưới đất? Lạc Ninh nói ra, đã các ngươi như thế tôn kính tại thượng đế, vì cái gì một mực không kiến tạo thứ ba thánh điện? Khôn Cách Lâm nhìn Lạc Ninh liếc một chút, nói, ngươi hỏi câu nói này.
thì đại biểu ngươi không hiểu chúng ta người Do Thái. Chúng ta tổ tiên ở trong mưa gió phiêu diêu, khốc tường chính là chúng ta thánh điện. Khốc tường là chúng ta trụ cột tinh thần. Nếu như, nhất định muốn nói có cái gì thứ ba thánh điện, như vậy, khốc tường tại trong lòng chúng ta, cũng là thứ ba thánh điện. La Quân cùng Lạc Ninh tinh thần chấn động, bọn họ phảng phất minh bạch một ít gì. Liền cũng tại lúc này, Khôn Cách Lâm cháu gái Khôn Ni Bessie trở về. Khôn Ni Bessie lấy 2 vạn USD, đem kim tạp trả lại Lạc Ninh. Lạc Ninh tiếp nhận kim tạp, sau đó nói với Khôn Cách Lâm, chúng ta quyết định qua khốc tường hảo hảo nghiên cứu một chút, nếu như chúng ta có thể tìm tới Tây Nại Pháp Điển, hoặc là ước quỹ, nhất định đưa đến tiến sĩ trước mặt ngươi, cho ngươi xem xét. Khôn Cách Lâm gật gật đầu, hắn có chút cảm khái, nói ra, tốt, ta sẽ dùng lớn nhất đại lực khí đến còn sống, đến chờ các ngươi. Sau đó, La Quân liền cùng Lạc Ninh rời đi thánh cùng bệnh viện. Lúc này, bất chi bất giác đã là trời vừa rạng sáng. La Quân cùng Lạc Ninh bên trên Hạ Thụy Đào xe Mercedes bên trong lúc, Hạ Thụy Đào từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại. Hắn có phần có chút xấu hổ, nói ra, nhất thời có chút buồn ngủ, liền ngủ mất. Các ngươi sự tình có tiến triển sao? Lạc Ninh trầm tư, lại không để ý Hạ Thụy Đào. La Quân nói ra, không tính là có tiến triển, chuyện này không phải nhất thời nửa khắc có thể làm rõ ràng. Chúng ta bây giờ muốn đi khốc tường, Hạ huynh, làm phiền ngươi. Hai người này làm việc, đó là ngay cả ăn cơm ngủ đều muốn quên. Hạ Thụy Đào hơi hơi khó khăn, nói ra, qua là có thể qua, nhưng là khốc tường ban đêm đã quan bế, các ngươi căn bản vào không được. Lạc Ninh nói ra, vào không được cũng không quan hệ, chúng ta thì ở bên ngoài nhìn xem cũng không sao. Hạ Thụy Đào gặp Lạc Ninh kiên trì, cũng thì không nói thêm lời, chỉ nói một chữ hảo, sau đó thì nổ máy xe, hướng khốc tường phương hướng mở đi ra. Cái giờ này, trên đường cái lui tới xe cộ đã giảm rất nhiều. Đèn đường sáng ngời, xe Mercedes biểu đến 60 yard. Nửa giờ sau, xe Mercedes rốt cục đi vào khốc tường chung quanh. Cái kia khốc tường là trọng điểm bảo hộ văn vật, lúc này bên ngoài đại môn đã quan bế, lúc này muốn đi vào là có chút khó khăn. Khốc tường chung quanh cũng bị tường viện vây quanh. Cái kia tường viện cao có 3 mét, còn có lưới điện giữ gìn, ngoại nhân muốn lặng lẽ đi vào là rất khó. Mà lại, bên trong còn có giám sát thiết bị đang giám thị. La Quân cùng Lạc Ninh đứng tại đại kéo miệng cống bên ngoài, hơi cảm thấy đau đầu. Hai người muốn mạnh mẽ xông vào là rất dễ dàng. Nhưng là trong này có giám sát thiết bị, mà lại bên trong cũng có thủ vệ nhân viên. Một khi phát sinh xung đột, như vậy La Quân cùng Lạc Ninh về sau ở chỗ này hành sự thì rất lợi hại không tiện. Hai người ngẫm lại, cũng liền quyết định chỉ ở bên ngoài nhìn xem tính toán. Dù sao ban ngày nơi này liền sẽ đối ngoại mở ra, thực sự không cần thiết bí quá hóa liều, dẫn xuất không tất yếu phiền phức tới. Lạc Ninh đưa ra muốn vòng quanh khốc tường bốn phía nhìn xem. Chuyện này nhất định phải can đảm cẩn trọng, cũng không thể sợ lãng phí thời gian. La Quân gật đầu, thực hắn muốn nói không có gì tất yếu. Tiền nhân mấy ngàn năm nay đều không ở chỗ này nghiên cứu ra cái đạo đạo đến, chính mình hai người này có thể nhìn ra cái gì đến. Nhưng làm chuyện gì cũng không thể bởi vì cảm thấy không được thì không đi làm. Có lẽ, có kỳ tích đâu. Có lẽ, liền thành đâu. La Quân cùng Lạc Ninh một đường đi vòng qua, khiến cho Lạc Ninh cùng La Quân bất đắc dĩ là cái kia chung quanh đều đã xây xong nhà lầu, lại không cái gì trước kia bộ dáng. Một đường hướng đi lên, 10 bậc mà lên. Nơi này đã là tòa nhà lớn san sát, một phái hiện đại đô thị phong quang, lại không thứ hai thánh điện phục cổ phong. Lưu lại vẻn vẹn cái kia một đạo khốc tường A. Đây là thành thị tốc độ cao phát triển tất yếu quá trình. Lạc Ninh một đường trầm mặc. La Quân đi ở phía sau. Hai bên còn có đèn đường sáng ngời, ánh trăng thanh lãnh. Đèn đường quang mang cùng ánh trăng hỗn hợp lại cùng nhau, lại có loại nói không nên lời mị hoặc. Lạc Ninh mặc là quần bò, nàng đi ở phía trước, La Quân ở phía sau nhìn lấy nàng lúc đi lại, cái kia căng cứng tại trong quần jean bờ mông, cái kia đi lại ở giữa phong tình, thật sự là khiến người ta có chút cầm giữ không được. Nam nhân là một loại thị giác động vật. Tuy nhiên La Quân thật là vì Tây Nại Pháp Điển mà lao tâm lao lực. Nhưng là giờ phút này nhìn thấy Lạc Ninh bờ mông lúc, hắn vẫn là dậy phản ứng. Cái này một cái chớp mắt, hắn có loại muốn ở dưới ánh trăng hóa thân nhân lang, sau đó cứ như vậy án lấy Lạc Ninh trong mông chơi xúc động. Liền cũng tại lúc này, Lạc Ninh bỗng nhiên dừng bước lại. Nàng quay đầu,
nói ra, ta nhìn nơi này giống như cũng nhìn không ra cái gì. La Quân giật mình, hắn hiện tại đã chi dậy lều vải. Nếu để cho Lạc Ninh nhìn thấy mình tình trạng quẫn bách, cái kia Lạc Ninh nhất định có thể đoán ra là chuyện gì xảy ra. Mẹ chứng, chính mình cái này trong lúc mấu chốt, còn muốn xấu xa như vậy sự tình. Vậy thì thật là lại không mặt mũi gặp Lạc Ninh. Thế là tại cái này một cái chớp mắt, La Quân bỗng nhiên khom lưng đi xuống, che cái bụng, nói ra, cái bụng có chút đau nhức. Lạc Ninh nao nao, sau đó, sắc mặt nàng lạnh xuống, ngươi là kim đan đỉnh phong tu vi, nội tạng như thép như sắt thép, làm sao lại đau bụng. La Quân nhất thời ngây người, hắn cảm thấy mình thật sự là ngày chó. Một chiêu này tại Đinh Hàm trước mặt dùng tốt, nhưng là tại Lạc Ninh trước mặt thật không nên dùng a. Lạc Ninh theo chính mình giống nhau là tu luyện võ đạo người a. Nhưng đến lúc này, La Quân cũng phải chết chống đến, hắn nói ra, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, một trận rảo đau. Bất quá bây giờ không sai biệt lắm tốt, hắn đứng dậy lúc, đã vận chuyển khí huyết, đem dục vọng chân áp xuống dưới. Cái kia nhi cũng liền trung thực xuống dưới. Lạc Ninh nhưng cũng không nghĩ tới La Quân là dậy phản ứng, nàng tuy nhiên 26 tuổi. Nhưng là đối với chuyện nam nữ còn là ở vào một loại ngây thơ trạng thái. Ngươi cảm thấy thế nào? Lạc Ninh nói ra. La Quân nhất thời không có kịp phản ứng, nói, cảm thấy cái gì? Lạc Ninh hơi hơi tức giận, lớn nhất rồi nói ra, không có gì, chúng ta trở về đi. Chuyến này, liền cũng coi là bạch dày vò. Xuống dưới trên đường, La Quân khôi phục suy nghĩ. Hắn nghĩ đến cái gì, không khỏi nói ra, Ninh sư tỷ, có câu nói ta muốn hỏi hỏi ngươi. Lạc Ninh thản nhiên nói, nói. La Quân nói ra, ta giống như ngươi, đều là không cha không mẹ cô nhi. Ta cũng là bị sư phụ ta từ nhỏ thu dưỡng, nhưng là ta không hiểu, vì cái gì ngươi đối cha mẹ ngươi muốn như vậy chấp nhất tìm kiếm. Vẻn vẹn bởi vì tầng kia liên hệ máu mủ sao. Lạc Ninh lãnh đạm nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, chuyện của ta, không có quan hệ gì với ngươi. Cái này nói rõ là không muốn nói. La Quân lấy cái chán, cũng thì không nói thêm lời. Xuống dưới về sau, La Quân cùng Lạc Ninh bên trên lao vụt. Hạ Thụy Đào nổ máy xe. La Quân nói ra, hồi trước đó quán rượu đi. Hạ Thụy Đào gặp rốt cục có thể nghỉ ngơi, không khỏi thở phào. Trở lại quán rượu về sau, La Quân hướng Hạ Thụy Đào nói ra, bắt đầu từ ngày mai, Hạ huynh ngươi thì không cần tới. Xe lưu tại nơi này liền tốt. Hạ Thụy Đào nhất thời không hiểu, đồng thời nói, La Quân huynh đệ, có phải hay không ta chỗ nào không làm tốt? La Quân mỉm cười, nói ra, người khác suy nghĩ nhiều, tiếp xuống sự tình, không tiện để ngươi tham dự vào. Hạ Thụy Đào nghe vậy, liền cũng liền thoải mái. Đợi Hạ Thụy Đào sau khi đi, Lạc Ninh kỳ quái hỏi La Quân, nói, vì cái gì không cho Hạ Thụy Đào tới? La Quân nói ra, tuy nhiên Nhạc Đại Bằng không tại, Trình Kiến Hoa đã là không có hàm răng lão hổ. Nhưng là cẩn thận chạy được vãn năm thuyền. Ta sợ Trình Kiến Hoa sẽ đi tìm Green Ten, hoặc là Hạ Thụy Đào sau khi trở về bị Trình Kiến Hoa tính kế, từ đó tính kế đến trên đầu chúng ta. Cho nên, chúng ta dứt khoát không hề dậy gặp nhau, đây là tốt nhất cũng an toàn nhất. Lạc Ninh nói ra, có cần phải e sợ như thế một cái Trình Kiến Hoa sao? Cái này Trình Kiến Hoa không có chút nào tu vi, còn tàn phế hai chân, ta một đầu ngón tay liền có thể bóp chết hắn. La Quân mỉm cười, nói ra, cẩn thận nhiều điểm là sẽ không sai. Chúng ta trong phòng ta đều làm ký hào, cũng bàn giao phục vụ viên không cho phép vào đến quét dọn. Ta đi trước phòng ngươi nhìn xem, nhìn có người hay không đi vào qua. Đi qua La Quân kiểm tra, Lạc Ninh gian phòng cũng không có người đi vào qua. Cho nên, Lạc Ninh gian phòng cảnh báo giải trừ. La Quân lại kiểm tra, gian phòng của mình, cũng là không có người đi vào. La Quân thở phào, liền tắm rửa ngủ. Hiện tại để hắn tiếc nuối là, bởi vì Nhạc Đại Bằng chết, cảnh báo giải trừ. Hắn rốt cuộc không có cơ hội cùng Lạc Ninh cùng ở một gian phòng. La Quân cũng phát hiện mình có chút không bình thường, trước kia đối Đinh Hàm dục vọng còn có thể khống chế, hiện tại làm sao không khỏi đối đột nhiên đối Lạc Ninh có loại dục vọng đâu. Còn rất mãnh liệt nói. La Quân rất nhanh liền ngủ, hắn làm một giấc mộng. Trong mộng đầu tiên là cùng Đinh Hàm triền miên, sau cùng không biết vì cái gì, dưới thân người biến thành Lạc Ninh. Hắn mộng thấy Lạc Ninh đột nhiên mở to mắt. La Quân nhất thời hoảng sợ không nhẹ, tại chỗ thì cái kia chơi. Buổi sáng khi tỉnh dậy, La Quân phát hiện mình quần đùi ẩm ướt. Ta dựa vào, thế mà mộng tinh. La Quân chính mình cũng cảm thấy đỏ mặt, 20 hơn nam nhân, còn tới cái này một lần,
mất mặt a. À. Hắn vội vàng thoát quần đùi, thân thể trần truồng qua phòng tắm tắm rửa. Lúc tắm rửa, La Quân lại có chút áy náy, cảm thấy thẹn với Linh Nhi a. À. Nằm mơ lại muốn đến Ninh Hàm, còn nghĩ tới Lạc Ninh, hết lần này tới lần khác thì không nhớ tới Linh Nhi. La Quân trong lòng cũng minh bạch, đây là bởi vì hắn đối Linh Nhi là yêu thương lớn hơn tính. Linh Nhi là loại kia khiến người ta trông thấy sẽ muốn thương nàng, thương tiếc nàng. Nằm mơ không tính vượt quá giới hạn a, cũng không tính có lỗi với Linh Nhi a. Dù sao mỗi một nam nhân đều sẽ có loại tư tưởng này bên trên vượt quá giới hạn, cái này không tính là gì. La Quân như là tự an ủi mình. Jerusalem khí trời giống như hải tân, cho dù là tại mùa đông cũng rất ấm áp. Buổi sáng tia nắng ban mai rất tươi đẹp, vẩy vào quán rượu trong phòng, có loại dị dạng mỹ lệ. La Quân mặc một bộ màu trắng nghỉ dưỡng áo sơ mi, vẫn là quần bò, giày thể thao cách ăn mặc. Dạng này cách ăn mặc cũng thuận tiện hành động. Hắn sau đó phải đi tìm Lạc Ninh. Để La Quân ngoài ý muốn là, Lạc Ninh thế mà tại ngủ nướng. La Quân vẫn cho là Lạc Ninh loại nữ nhân này là rất lợi hại nghiêm tại kiềm chế bản thân. Xem ra rất nhiều chuyện đều là không thể chỉ nhìn bề ngoài a. Lạc Ninh cho La Quân mở cửa thời điểm còn buồn ngủ, bẩn thỉu. Chờ nhìn thấy La Quân sau tựa hồ mới phản ứng được, phanh một chút đóng cửa lại, nói ra, chờ lấy. La Quân phiền muộn sờ mũi một cái, hắn đương nhiên cũng chỉ có thể chờ lấy. Sau 10 phút, Lạc Ninh thu thập gọn gàng đi ra. Buộc đuôi ngựa, ăn mặc màu đen quần áo thể thao, giày thể thao. La Quân xem như phát hiện, chính mình mặc màu đen, Lạc Ninh cũng là màu trắng. Chính mình mặc đồ trắng, nàng thì màu đen. Dù sao hai người nhan sắc cứ như vậy hai loại. Hắn có chút hít phiền muộn nói ra, Ninh sư tỷ, chúng ta muốn hay không mỗi ngày dạng này nha. Lạc Ninh nao nao, nàng cảm thấy có chút không khỏi rượu, cau mày nói, có ý tứ gì? La Quân nói ra, hai người chúng ta cái này xuyên qua, mỗi ngày đều là hắc bạch vô thường a. Lạc Ninh ngốc ngẩn ngơ, sau đó cẩn thận một lần nghĩ, cảm giác đến giống như thật đúng là chuyện như thế. Khóe miệng nàng hơi hơi một liên lụy. Bật cười. Bất quá Lạc Ninh cũng là cười yếu ớt chiếp rừng, theo rồi nói ra, đi thôi, hôm nay đi trước Uy Linh Uôn, sau đó lại qua tìm Khôn Cách Lâm tiến sĩ hỏi rõ ràng Abraham cự thạch địa chỉ, chúng ta tới cha. La Quân liền cũng nghiêm mặt đứng lên, hắn nói ra, tốt. Đón đến, còn nói thêm, bất quá Ninh sư tỷ, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy chúng ta lộ tuyến có thể là sai. Lạc Ninh sắc mặt hơi hơi không vui, nói ra, nói thế nào? La Quân nói ra, Uy Linh Uôn, Abraham cự thạch đều đã không phải là bí mật gì. Mấy ngàn năm qua, không biết bao nhiêu người đến đi qua chúng ta muốn tìm những này lộ tuyến. Bọn họ đều là không thu hoạch được gì, như vậy chúng ta thì so cái này hơn nghìn năm người tới lợi hại hơn sao? Lạc Ninh tự nhiên cũng biết La Quân nói có đạo lý, nhưng nàng một mực không có nghĩ như vậy, chính là sợ chính mình ủ rũ. Lúc này, nàng có chút nổi nóng nói, vậy người ý tứ cũng là ngồi trong nhà qua suy nghĩ. La Quân gặp nàng nổi giận, liền nói ra, ta không phải ý tứ này, đi thôi, coi như ta không nói gì. Lạc Ninh nhưng cũng không phải cái hung hăng càn quấy người, ngay sau đó cũng không nhiều lời. Muốn là thay cái dễ dàng chăm chỉ người, nhất định còn muốn truy vấn La Quân có phải hay không hối hận đến chuyến này. La Quân thực cũng không nghĩ nhiều, hắn cũng là cảm thấy cũng không vội vã như vậy qua tìm, mà chính là muốn nhiều suy nghĩ một chút, suy nghĩ nhiều thi. Bất quá. Hắn cảm thấy coi như đi một bên tìm, một bên suy nghĩ, có lẽ sẽ có phát hiện đâu. Cho nên hắn cũng không phản đối qua tìm. Ra quán rượu về sau, hai người trước lái xe đi một chuyến siêu thị. Tại trong siêu thị mua đầy đủ thực vật, phóng tới trong xe. Sau đó mới lại lái xe đi Uy Linh Uôn. La Quân là vừa lái xe một bên ăn bánh mì. Lạc Ninh ngồi ở hàng sau, cũng không ngồi tay lái phụ. Dù sao nàng là sẽ không muốn. Dạng này có hay không không tôn kính La Quân, có hay không khi La Quân là tài xế loại hình lo lắng. La Quân cũng biết Lạc Ninh là cái tính cách này, tự nhiên cũng sẽ không nhiều nghĩ. 9 giờ sáng, hai người đến Uy Linh Uôn. Lúc này Uy Linh Uôn đã đối ngoại mở ra, có thật nhiều người Do Thái ở chỗ này làm lên thể dục buổi sáng đến, dù sao cũng chính là mang nón nhỏ cầu nguyện. Đương nhiên, bên trong cũng có du khách. La Quân cùng Lạc Ninh theo trào lưu. Mua nón nhỏ cùng vé vào cửa tiến vào danh lam thắng cảnh bên trong. Sau đó, hai người mang nón nhỏ, tại người Do Thái trung gian quỳ đi xuống. La Quân cũng biết, lần này nhiệm vụ không thể coi thường.
chính mình nhất định phải xuất ra toàn bộ tinh thần đến ứng đối. Ngay sau đó, hắn nhắm mắt lại, tâm ý chạy không. Mặt trời chói chang. La Quân bỗng nhiên cảm giác được chung quanh người Do Thái tựa hồ tại nói lẩm bẩm, bọn họ đọc lấy La Quân nghe không hiểu lời nói. Những này lời nói, La Quân tuy nhiên nghe không hiểu, nhưng lại có thể cảm nhận được những này lời nói chỗ sinh ra âm tiết lực lượng. Âm tiết lực lượng cùng Wailing Won ở giữa tựa hồ sinh ra một loại nào đó kỳ diệu từ trường chi lực. Cụ thể là cái gì? La Quân cũng tham tường không rõ ràng. La Quân cảm thấy cái này rất lợi hại thần kỳ, nhưng trừ cái đó ra, hắn cũng không có dư thừa ý nghĩ. Bởi vì những này từ trường huyền diệu, thực sự để hắn vô pháp đi cùng Sở La Môn Vương bảo tàng liên lạc đứng lên. Căn bản không có chỗ xuống tay mà. Lạc Ninh rất lợi hại La Quân tại làm đồng dạng sự tình, nhưng nàng cũng không có dư thừa cảm giác. Hai người cầu nguyện hoàn tất về sau, thậm chí đi vào Wailing Won trước mặt. Bọn họ vươn tay ra vuốt ve Wailing Won, cái này Wailing Won tuy nhiên rất có lịch sử phong xương. Nhưng là cũng không có hắn cảm giác đặc biệt. Hai người ở chỗ này đợi 4 giờ, 1 giờ chiều phương mới rời khỏi. Kết quả tự nhiên là không thu hoạch được gì. Trở lại trên xe về sau, hai người uống nước suối, ăn bánh mì, bảo trì thể lực. Như thế về sau, La Quân lái xe đi thánh cùng bệnh viện. Wailing Won tính toán là hoàn toàn không có nói cung cấp manh mối, La Quân cùng Lạc Ninh tâm tư đều có chút nặng nề. Tuy nhiên một tháng kỳ hạn vẫn rất dài, nhưng là loại này không có bất kỳ cái gì mạch suy nghĩ nôn nóng cảm giác đầy đủ khiến người ta phát cuồng. La Quân vừa lái xe, một bên thầm nghĩ, ca lần này sẽ không thật cứ như vậy cắm a. Tuổi trẻ tươi đẹp còn chưa bắt đầu, thì bị băng phong 10 năm. 10 năm đi ra, hết thảy cảnh còn người mất. Cái này nội dung cốt truyện cũng quá cẩu huyết. Mình là trời mệnh giả, thiên mệnh giả cũng là vận mệnh nhân vật chính a. Muốn là mình bị giam lại, chỗ này vận mệnh phim truyền hình còn thế nào diễn a? La Quân suy nghĩ miên man, trong lòng của hắn thực cũng rõ ràng. Nếu như vận mệnh là một chỗ phim truyền hình, như vậy nếu như mình bị giam lại, như vậy, chính mình cũng bất quá là chỗ này phim truyền hình vai phụ mà thôi. Vận mệnh chỗ này phim truyền hình nhưng không có người xem, không có có nhân vật chính nhất định phải là người tốt định luật. Không bao lâu, La Quân cùng Lạc Ninh đến thánh cùng bệnh viện. Hai người lần nữa nhìn thấy Khôn Cách Lâm tiến sĩ. Lần này, Khôn Ni Bối Tây đối hai người thái độ tốt vô cùng. Mà Khôn Cách Lâm tiến sĩ khí sắc so với hôm qua lại đỡ một ít, hết thảy đều là tụ linh đan tác dụng. Nhưng tụ linh đan cũng bất quá là chỉ ngọn không chỉ gốc, không có khả năng thật chữa khỏi Khôn Cách Lâm tiến sĩ ung thư. Cái này tụ linh đan tác dụng là như thế này, nếu như bản thân có một ít bệnh nhẹ, hoặc là không có bệnh. Ăn về sau, liền có thể kéo dài tuổi thọ. Muốn là đến bệnh nan y, cái kia đan dược gì đều không thể làm gì. Dược y không chết bệnh, đây là tuyên cổ bất biến đến đạo lý a. Tiến sĩ, chúng ta hôm nay đi một chuyến Wailing Won. Lạc Ninh nói ra. Khôn Cách Lâm tiến sĩ nhìn về phía Lạc Ninh, mỉm cười, nói, thế nào? Lạc Ninh nói ra, không có đầu mối. Khôn Cách Lâm tiến sĩ nói ra, không có đầu mối là bình thường, ta đối cái kia Wailing Won nghiên cứu so với các ngươi phải sâu, không giống nhau không thu hoạch được gì. Lạc Ninh nói ra, ta muốn lại đi xem một chút Abraham cự thạch. Khôn Cách Lâm tiến sĩ nói ra, ngươi muốn đi nhìn, cũng là được. Như vậy đi, ta cho ngươi một cái mã số. Các ngươi liên hệ người này, liền nói là ta giới thiệu. Hắn sẽ an bài các ngươi đi xem thánh thạch, bất quá người này ưa thích tiền tài, các ngươi có thể muốn phá một số tài. Lạc Ninh lập tức nói, tiền không là vấn đề. Ngay sau đó, Khôn Cách Lâm tiến sĩ thì cho dãy số. Lạc Ninh liền để La Quân qua liên hệ, loại này xuất đầu lộ diện sự tình, đương nhiên là giao cho La Quân tương đối tốt. La Quân cũng phải đi liên hệ. Liên hệ người kia là tròn đỉnh nhà thờ Hồi giáo công tác nhân viên, gọi là Iveco. La Quân đáp ứng cho hắn 1 vạn USD, con hàng này lập tức vui vẻ ra mặt. Hận không thể lái xe tới đón La Quân cùng Lạc Ninh. Sự tình cứ như vậy thỏa đàm. Sau một tiếng, La Quân cùng Lạc Ninh vừa giận mau tới đến mái vòm nhà thờ Hồi giáo. Iveco cái kia hàng ra nghênh tiếp, lại là cho La Quân cùng Lạc Ninh hai bộ thầy tu quần áo màu đen. Hắn nói ra. Rạng sáng 2 giờ các ngươi tới, hôm nay ta trực đêm, ta mang các ngươi đi vào. Con hàng này cũng là một thân thầy tu y phục, nhìn dạng chó hình người, nhưng là cái yêu thích tiền tài tục nhân. Nói trở lại, cũng không có người nào quy định thầy tu, hòa thượng, đạo sĩ không thể yêu tiền.
Bởi vì bọn hắn ra đi ăn cơm, làm chơi, cũng không phải dùng tiền mà. Cái gọi là tài lữ pháp địa, cái này tài thế nhưng là tại vị thứ nhất. Song phương ước định cẩn thận về sau, La Quân cùng Lạc Ninh nhìn thời gian còn sớm, liền quyết định về trước quán rượu nghỉ ngơi. Một ngày này, cũng là rất mệt nhọc. La Quân lúc này lái xe trở về. Trên đường đi, Lạc Ninh ngồi ở hàng sau đều không có lời nào. La Quân cũng liền không tự làm mất mặt. Xe chạy ra khỏi đoạn đường về sau, Lạc Ninh bỗng nhiên nói ra, La Quân, nếu như thánh thạch nơi đó không còn manh mối, bước kế tiếp ngươi định làm như thế nào? La Quân ngây người, thầm nghĩ, cái kia chính là chỗ có manh mối đều đoạn. Ta có thể làm sao đâu? Ta còn chưa nghĩ ra. La Quân nói ra, chúng ta trước mắt cũng chỉ có thể đi một bước, tính toán một bước. Lạc Ninh nổi nóng vạn phần, nói ra, ngươi không là vận khí tốt, không phải thiên mệnh giả a. Ngươi ngược lại là phát huy một số tác dụng a. Nàng là thật sốt ruột. La Quân không khỏi ở trong lòng kêu lên đụng thiên khuất đến, cái này cũng có thể trách đến ca trên đầu đến a. Hắn cũng không dễ theo Lạc Ninh tranh, khẽ cười khổ, nói ra, tuy nhiên ta là thiên mệnh giả, nhưng thiên mệnh giả cũng không phải vạn năng a. Lạc Ninh trầm mặc xuống dưới. La Quân nói ra, Ninh sư tỷ, thực ngươi ta một sớm biết. Muốn tìm Sở La Môn Vương bảo tàng chỉ có một phần ngàn cơ hội. Thậm chí một phần ngàn cũng chưa tới. Ta sở dĩ đến, là bởi vì không có tốt hơn đường có thể đi. Đây là giải quyết ta buồn ngủ cảnh biện pháp duy nhất. Có thể ngươi thì sao? Ngươi tại sao muốn đem chính mình lâm vào dạng này tình trạng? Lạc Ninh trầm mặc thật lâu. La Quân cho là nàng vẫn là không biết nói, liền cũng không ôm kỳ vọng gì. Thế nào biết đúng lúc này, Lạc Ninh nói ra, ta và ngươi khác biệt. Ngươi đối thân ngươi thế không có nghi hoặc, cho nên ngươi sẽ không chấp nhất. La Quân nao nao, nói ra, không phải nói ta không có nghi hoặc, chỉ là ta đối cha mẹ ta không có cái gì cảm tình. Lạc Ninh nói ra, ta 7 tuổi trước đó trí nhớ không có. Nhưng có khi ta sẽ làm mộng mộng gặp cha mẹ ta, ở trong mơ, bọn họ bộ dáng vô cùng rõ ràng, mẹ ta sẽ đối với lấy ta khóc, nói ta là tại nối giáo cho giặc. Cha ta mắng ta là xúc sinh, nói không có ta nữ nhi này. La Quân ngốc ngẩn ngơ, hắn rốt cục có chút lý giải Lạc Ninh nghi hoặc. Đây không thể nghi ngờ là Lạc Ninh trong lòng bế tắc. Nàng không biết nàng 7 tuổi trước đó phát sinh cái gì, nàng còn muốn đối mặt trong mộng phụ mẫu quở trách. La Quân vừa lái xe, một bên tổ chức lời nói, sau một hồi khá lâu nói ra, vậy ngươi hỏi qua không ngại sư tôn sao? Lạc Ninh nói ra, hỏi qua, nhưng là sư tôn nói hắn là trên đường đem ta kiếm về. La Quân nói ra, ngươi là hoài nghi sư tôn đang nói láo sao? Lạc Ninh trầm mặc xuống dưới. Nàng không tiếp tục trả lời La Quân, mà chính là phiết đầu nhìn ra phía ngoài phong cảnh. La Quân cũng biết mình hỏi qua giới, vấn đề này quá mẫn cảm, không thích hợp lại trả lời. Hắn theo Lạc Ninh ở giữa còn chưa tới có thể biết gì nói nấy cấp độ. Trở lại quán rượu về sau, La Quân cùng Lạc Ninh ăn một bữa tối, sau đó thì riêng phần mình trong phòng đợi. La Quân ngồi xếp bằng, tu luyện dậy đại nhật nguyệt quyết tới. Thân thể khí huyết đã đến một cái nhìn như viên mãn trạng thái. Hóa cương vì khí. Sau đó cũng là hóa khí vì tinh. Cái gì gọi là hóa khí vì tinh? Nói đến, cũng là để thể nội khí kình trở thành huyết tinh chi lực. Tựa như là để khí kiếm biến thành chân chính đao kiếm. Một bước này rất khó bước ra qua. Trầm Phong ăn 4 hạt tụ linh đan đều không đột phá, kia liền càng đừng đề cập La Quân. Hai người nhìn như đều là kim đan đỉnh phong. Nhưng bên trong chênh lệch vẫn còn không nhỏ. La Quân tu luyện ước chừng 2 giờ, lại là không có chút nào tiến triển. Hắn cũng không uể oải, bởi vì đây là rất bình thường sự tình. Chính mình tiến vào kim đan thời gian quá ngắn, bản thân tại hóa kính đỉnh phong dừng lại 3 năm, nếu như tại kim đan chỉ dừng lại mấy tháng, vậy cũng không thể nào nói nổi. La Quân tại ướp lạnh trong dương tìm nghe xong bia đen đi ra, sau đó liền đến trước máy vi tính. Hắn đổ bộ tiến thần vực trang web chính thức, sau đó xem xét hạ nhiệm vụ bảng. Nhiệm vụ trên bảng mỗi ngày đều có đổi mới, cũng có khóa chặt nhiệm vụ. La Quân xem xét dưới khóa chặt cấp nhiệm vụ, bên trong thì có đại ca Trầm Phong cùng Tần Lâm còn có Mạc Vũ, Tư Đồ Linh Nhi cùng đi chấp hành. La Quân hơi hơi ngoài ý muốn, làm sao Linh Nhi cũng đi tham gia nhiệm vụ. Hắn ngẫm lại, lập tức liền hiểu. Là, đại ca khẳng định biết Linh Nhi tính tình không màng danh lợi. Không sẽ tự mình qua chấp hành nhiệm vụ. Cho nên hắn liền để Linh Nhi tiến đến, giúp Linh Nhi hoàn thành nhiệm vụ.
La Quân lại đi thăm dò dưới Từ Đồ Linh Nhi nhiệm vụ tình huống, phát hiện Linh Nhi đã hoàn thành một kiện cấp nhiệm vụ. Không hề nghi ngờ, đây nhất định lại là đại ca Trầm Phong hỗ trợ hoàn thành. La Quân lấy điện thoại di động ra, cho Linh Nhi đánh tới. Điện thoại rất nhanh liền thông. La Quân điện thoại di động xử lý là quốc tế dài lời nói thông, cho nên dạo chơi đánh về nhà không hề có một chút vấn đề, cũng là đắt một chút. Đương nhiên, La Quân là sẽ không để ý tiền. Hắn hiện tại có một chương thẻ, Đinh Hàm hội cố định mỗi tháng đem phân hoa hồng đánh vào tới. Linh Nhi, La Quân hô một tiếng. Từ Đồ Linh Nhi bên kia ân một tiếng, lại không có chủ động nói. La Quân sớm thành thói quen Linh Nhi cái này thiết tấu, hắn liền hỏi, gần nhất có khỏe không? Từ Đồ Linh Nhi nói ra, tốt. La Quân cười một tiếng, nói, muốn ta không? Bên kia trầm mặc một cái chớp mắt, theo rồi nói ra, muốn. La Quân hài lòng cười, làm cho nha đầu này nói một cái muốn chữ, đó cũng là 10 phần không dễ dàng a. Đúng, Linh Nhi, ta vừa mới nhìn rõ ngươi cư nhưng đã hoàn thành một kiện nhiệm vụ. Đây là có chuyện gì? La Quân hỏi. Từ Đồ Linh Nhi nói ra, là Trầm Phong bọn họ giúp ta hoàn thành, ta chỉ là qua nhận lấy khen thưởng. Muốn gọi đại ca, La Quân nhìn không được uốn nắn Từ Đồ Linh Nhi, đồng thời tâm lý ủ ấm. Đây là một loại vì tình nghĩa huynh đệ cảm động. Từ Đồ Linh Nhi ân một tiếng. Sau đó, La Quân cùng Từ Đồ Linh Nhi nói vài lời, liền tắt điện thoại. Về sau, La Quân lại cho Trầm Phong đánh tới. Hắn biết, đây hết thảy chỉ có thể là Trầm Phong an bài. Trầm Phong mới có cái này bá lực cùng tổ chức năng lực. Điện thoại cũng rất nhanh liền thông. Đại ca, La Quân hơi hơi kích động hô một tiếng. Bên kia Trầm Phong nhạt âm thanh hỏi, nhiệm vụ tiến hành thế nào? La Quân nói ra, Nhạc Đại Bằng đã bị ta giết. Bất quá Sở La Môn Vương bảo tàng vẫn không có bất luận cái gì manh mối. Trầm Phong trầm giọng nói ra, người giết Nhạc Đại Bằng, ta không có gì lạ. Nhưng là Sở La Môn Vương bảo tàng, ta trước đó thì nhắc nhở qua ngươi, thứ này tuyệt đối không phải dễ tìm như thế. La Quân nói ra, ta biết, nhưng là đã lựa chọn, vậy cũng không có cái gì rất nhiều nói. Trầm Phong ân một tiếng, nói ra, ta bên này cũng sẽ cho thêm ngươi thu thập một số tư liệu. Không nói, ta đang bận bịu, trước treo. Chờ một chút, đại ca. La Quân nói gấp. Còn có việc, Trầm Phong hỏi. Hiển nhiên, Trầm Phong cũng là cảm tình nội liễm người, hắn làm cái gì, làm gì, cũng sẽ không qua biểu đạt ra đến, sẽ chỉ đi làm. La Quân nói ra, cảm ơn, đại ca. Trầm Phong bên kia ngốc ngẩn ngơ, theo rồi nói ra, treo. Sau đó liền tắt điện thoại. La Quân thu điện thoại, hắn cảm thấy an tâm vô cùng. Hắn biết, coi như mình xảy ra chuyện, nhưng bằng hữu của mình, người nhà đều sẽ có đại ca đến bảo hộ. Đại ca đối đãi địch nhân băng lãnh vô tình, nhưng lại hết sức chân quý tự gia huynh đệ. 10 giờ tối thời điểm, Lạc Ninh bỗng nhiên đến gõ La Quân cửa phòng. La Quân xuyên thấu qua mắt mèo thấy là Lạc Ninh lúc không khỏi giật mình, bởi vì hắn vẫn là ăn mặc cái đại quần cộc trong phòng, uống vào bia đá, nhìn lấy mèo vờn chuột anime. Muốn hỏi tại sao muốn nhìn cái này anime? Bởi vì Israel đài truyền hình, hắn xem không hiểu, nhưng là mèo vờn chuột thì khác biệt, cái này hội nhìn hình ảnh là được. La Quân trong lòng mãnh liệt nhảy lên, Lạc Ninh lúc này tìm đến mình làm gì? Chẳng lẽ là tịch mịch khó nhịn? Mẹ nó, vạn nhất nàng muốn hiến thân ta làm sao bây giờ? La Quân miên man bất định, sau đó, hắn cũng biết mình ý nghĩ rất lợi hại vô nghĩa, cái kia là không thể nào. Hắn nhanh chóng qua mặc quần áo tử tế. Sau đó mới đến đây mở cửa. Lạc Ninh mặt không biểu tình tiến đến, ngồi vào trên ghế salon. La Quân đóng cửa lại, đi vào trong phòng khách hỏi, Ninh sư tỷ uống gì? Lạc Ninh nhìn một chút La Quân trên tay bia đá, liền nói ra, thì uống trên tay ngươi cái này. La Quân nao nao, sau đó rất lợi hại miễn cưỡng nói ra, vậy được rồi, chỉ cần ngươi không chê, cho ngươi đi. Nói thì đưa qua. Lạc Ninh không khỏi sửng sốt, sau đó nói. Đầu óc ngươi bên trong đang suy nghĩ gì đấy? Ta nói ta uống cùng trên tay ngươi một dạng bia đen, cũng không có nói muốn uống trên tay ngươi cái này nghe. La Quân không khỏi náo cái đỏ thẫm mặt, mẹ nó, là mình hiểu sai. Hắn vội vàng xoay người qua cho Lạc Ninh cầm bia đen, sau đó lại nói sang chuyện khác, nói ra, rời đi nhìn thánh thạch thời gian còn sớm, Ninh sư tỷ, ngươi lúc này tới tìm ta, là có chuyện gì không? Lạc Ninh nói ra, không có chuyện gì. Có chút nhàm chán, đến tìm ngươi nói một chút.
La Quân cũng liền ngồi ở bên cạnh một mình trên ghế salon, nói ra, xem ra sư tỷ tâm lý lại có mới nghi hoặc. Đừng nhìn La Quân bình thường tùy tiện, không câu nệ tiểu tiết. Nhưng hắn thực là cái quan sát tỉ mỉ người. Ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Lạc Ninh đột nhiên nói ra. La Quân nao nao, theo rồi nói ra, có tín nhiệm hay không, không phải ta nói tính toán. Mà là đến từ ngươi phán đoán. Lạc Ninh tự giễu cười một tiếng, nói ra, câu nói này xác thực hỏi rất dư thừa. La Quân nói ra, sư tỷ, ta có thể cam đoan với ngươi. Hôm nay ngươi cùng ta nói, tuyệt đối pháp bất truyền lục nhĩ. Lạc Ninh thăm thẳm thở dài, nói ra, cũng không có gì, bất quá là có chút sầu não, mềm yếu, ta xưa nay không muốn tại trước mặt người khác bày ra. Nhưng là hôm nay, đặc biệt muốn tìm người kể ra. La Quân yên tĩnh lắng nghe, cũng không chen vào nói. Lạc Ninh nói ra, người đoán không sai, thực ta vẫn luôn là đang hoài nghi sư tôn. Lúc đầu, không nên ở trước mặt ngươi nói, vạn nhất chúng ta đều có thể bình an trở về. Ngươi dùng cái này tới làm áp chế, ta tình cảnh hội rất không ổn. La Quân nói ra, ta không biết. Lạc Ninh nói ra, thực cái lo lắng này vốn chính là dư thừa. Chúng ta rất có thể, cứ như vậy cắm, khả năng rất lớn, đều sẽ bị đóng băng. Ta vẫn là quá manh động, coi là tìm ngươi, liền có thể đem Tây Nại Pháp Điển tìm ra. La Quân trầm giọng nói ra, sư tỷ, chúng ta còn chưa tới sau cùng, chúng ta còn có cơ hội. Lạc Ninh uống một hớp bia lớn, nói ra, đúng vậy a, còn có cơ hội, chỉ mong đi. La Quân nói ra, vì sao lại hoài nghi không ngại sư tôn? Lạc Ninh nhìn về phía nói ra, ta năm nay 26 tuổi, 26 tuổi trở thành hóa thần đỉnh phong, người biết cái này có bao nhiêu khó sao? La Quân nói ra, ta không biết hóa thần đỉnh phong khủng bố đến mức nào, cũng vô pháp trải nghiệm. Nhưng ta biết, chỉ là muốn đi vào hóa thần cũng là gian nan vạn phần. Lạc Ninh nói ra, không ngại sư tôn hết thảy thu 5 tên đệ tử, chúng ta 5 tên đệ tử, tuổi tác bây giờ lớn nhất là 30 tuổi. Đó là đại sư huynh của ta, hắn gọi Phạm Vô Tình, hắn đã là thần thông tam trọng cao thủ. Chúng ta tuổi tác bên trong nhỏ nhất là 22 tuổi, đó là ta tiểu sư muội, gọi là Mưa Lạnh Tinh, nàng là hóa thần trung kỳ. Không sai, chúng ta thật là ăn rất nhiều đan dược, có tiên thiên ưu thế. Nhưng là, lại có tiên thiên ưu thế, không có tư chất cùng tiềm lực, không có khả năng đi đến một bước này tới. La Quân đột nhiên thì hiểu Lạc Ninh ý tứ, hắn hơi hơi thất sắc, nói ra, năm tên đệ tử, tất cả đều là thiên tài. Nếu như nói đây đều là nhặt được, thực sự khiến người ta khó mà tin phục. Giống như là qua cố ý chọn lựa ra. Lạc Ninh nói ra, không sai. La Quân nói ra, ngươi hoài nghi là không ngại sư tôn giết cha mẹ ngươi. Lạc Ninh không nói gì, nàng nói ra, tại không có biết rõ ràng trước đó, ta sẽ không hạ bất luận cái gì kết luận. La Quân rốt cục hoàn toàn minh bạch Lạc Ninh chấp niệm. Minh bạch nàng vì cái gì nhất định muốn biết rõ ràng thân thế. Nếu như cha mẹ của nàng thật sự là bị Phạm Không Ngại Sư Tôn giết chết, mà Lạc Ninh lại một mực đang vì Phạm Không Ngại Sư Tôn hiệu mệnh, đối với Lạc Ninh tới nói, ra sao tàn khốc? Trình độ tàn khốc thì tương đương với trụ vương đem cái kia bá ấp khảo thịt cho phụ thân Văn Vương đến ăn. Nếu như, La Quân trầm mặc một cái chớp mắt về sau, nói ra, Ninh sư tỷ, nếu như ngươi thật phát hiện cha mẹ ngươi là Không Ngại Sư Tôn làm hại, ngươi sẽ làm sao? Lạc Ninh nhìn La Quân liếc một chút. Nàng không có trả lời ngay. Bởi vì cái này vốn là một cái khó mà trả lời vấn đề. Ta không biết, Lạc Ninh lớn nhất rồi nói ra. La Quân tâm trong lặng lẽ thở dài một tiếng, hắn biết, tốt nhất kết cục chính là, Lạc Ninh thật sự là không ngại sư tôn kiếm về. Nếu thật là không ngại sư tôn giết Lạc Ninh phụ mẫu, như vậy, Lạc Ninh sẽ rất gian nan. Nàng muốn báo thù, vậy cơ hồ là không có khả năng. La Quân có thể tưởng tượng cái kia không ngại sư tôn lợi hại tới trình độ nào. Huống chi, không ngại sư tôn thủ hạ còn có nhiều như vậy tinh binh mãnh tướng. Nếu như Lạc Ninh làm phản, nàng địch nhân cũng không ngừng lại là không ngại phe phái. Nàng sẽ đối mặt cả cái thần vực. Chỉ là thần đế ở trên người nàng lưu lại ấn ký liền để nàng không thể trốn đi đâu được. La Quân vừa đi muốn hậu quả kia, đã cảm thấy không rét mà run, không thể thở nổi. Mà lại... Đây chỉ là hắn đứng tại Lạc Ninh góc độ đến nghĩ. Lạc Ninh bản thân hội càng thêm thống khổ, bất đắc dĩ. Mỗi người đều có chính mình đau xót, mỗi cái nhà đều sẽ gặp nạn niệm kinh. La Quân có chính mình bất đắc dĩ, thân bất do kỷ. Nhưng những này cùng Lạc Ninh tương lai muốn đối mặt, không đáng kể chút nào.
Tuy nhiên Lạc Ninh còn vô pháp xác định, nhưng nàng tại sinh ra hoài nghi. Thực nàng sinh ra hoài nghi, sự thật liền đã 89 phần 10. Nàng cần thiết là xác định sự thật. Nếu như không thể phản kháng, là sao không thì hồ đồ như vậy xuống dưới đâu. La Quân thở dài một tiếng, nói ra, Ninh sư tỷ, người sống một đời, khó được hồ đồ a. Lạc Ninh lãnh đạm cười một tiếng, nói ra, không biết thời điểm, tự nhiên có thể thì ngơ ngơ ngác ngác hồ đồ xuống dưới. Nhưng ta Nhược Minh Minh có hoài nghi, còn muốn giả giả bộ hồ đồ, đó là lừa mình dối người. La Quân biết Lạc Ninh nói không sai, hắn cảm thấy một tia không thoải mái. Bởi vì hắn bản thân là cái lòng hiệp nghĩa người, không thể gặp chuyện bất bình. Nơi đó có áp bách, hắn liền muốn phản kháng. Nơi đó có bất bình, hắn thì muốn xuất thủ, như thế tâm lý mới có thể thống khoái. Nhưng là, Lạc Ninh nếu quả thật tao ngộ tàn khốc như vậy sự tình, hắn lại không thể ra tay. Bởi vì hắn vô pháp qua đối kháng thần vực, bởi vì hắn không là một người. Hắn không thể bởi vì trợ giúp Lạc Ninh mà để cho mình vạn kiếp bất phục. Cho nên lúc này, hắn không thoải mái, hắn chỉ có thể trầm mặc. Hắn thậm chí cảm thấy mình nếu như nói lời an ủi đều là hư ngụy. Lạc Ninh tự nhiên cũng từ không nghĩ tới muốn bất luận kẻ nào đến giúp đỡ, nàng bất quá là chặn hoảng, hôm nay tìm La Quân khuynh thuật đi ra. Ninh sư tỷ, sau một hồi khá lâu, La Quân nói ra, ta có thể cùng ngươi cam đoan, hôm nay chúng ta nói tới, ta sẽ không trước bất kỳ ai qua nói. Hắn đại khái vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, tương lai hắn lại ở hắn như mặt trời giữa trưa thời điểm, đi theo Lạc Ninh phản ra thần vực, từ đó cửu tử nhất sinh vĩnh viễn không hối hận, thành tựu cả đời huy hoàng truyền kỳ. Lạc Ninh gật gật đầu, còn nói thêm, còn có rượu không? La Quân nói ra, còn có. Hắn sau đó liền đi tìm bia đen tới. Lạc Ninh liên tục uống, La Quân không sao cả uống. Hắn nói ra, đợi chút nữa ta còn phải lái xe. Lạc Ninh cũng không khuyên giải tử. Rạng sáng không điểm thời điểm, Lạc Ninh say, nàng ngủ. Nàng không có tận lực áp chế rượu cồn, cho nên nàng say. Trời vừa rạng sáng thời điểm, La Quân cảm thấy muốn xuất phát. Nhưng là Lạc Ninh ở trên ghế salon vẫn còn ngủ say, La Quân lạ thường đối nàng không có bất kỳ cái gì dục vọng, có chỉ là đau lòng. Cho nên hắn chỉ là qua tìm không điều bị, cho nàng đắp lên. La Quân lúc này tâm lý có chút do dự, muốn hay không đánh thức Lạc Ninh đâu. Đang hắn do dự thời điểm, Lạc Ninh bỗng nhiên ngồi xuống. Nàng trong đôi mắt đẹp thanh tịnh vô cùng, nàng nói ra, xuất phát. Sau đó thì đứng lên. La Quân ngốc ngẩn ngơ, sau đó liền theo ở phía sau. Mỗi người đều có sinh vật chuông, Lạc Ninh loại cao thủ này, trong lòng mình định vị lúc, mặc kệ nàng uống bao nhiêu tửu, định thời gian ở giữa vừa đến, lập tức thanh tỉnh. Hóa thần cao thủ, chính là thân thể của mình thần linh. Đây là hóa thần cao thủ điểm mạnh. Đêm nay mặt trăng rất tròn. Màn đêm cũng rất đẹp, trên trời đám mây cũng không che nổi lãnh nguyệt quang mang. La Quân lái bồn chì xa mái vòm nhà thờ Hồi giáo mà đi. Hơn nửa giờ về sau, hai người tới mái vòm nhà thờ Hồi giáo bên ngoài. Đồng thời, bọn họ mặc vào thầy tu y phục. Viên kia đỉnh nhà thờ Hồi giáo ở trong màn đêm lộ ra nguy nga hùng vĩ, mang theo một loại Phật gia rộng rãi khí tức. La Quân cùng Lạc Ninh không có đợi bao lâu, Iveco cái kia hàng thì thần thần bí bí đi ra. Hắn đến từ về sau, cũng không nhiều lời, chào hỏi để cho hai người theo ở phía sau. La Quân cùng Lạc Ninh cũng liền theo ở phía sau. Tại Iveco chỉ huy dưới, La Quân cùng Lạc Ninh thuận lợi tiến vào mái vòm nhà thờ Hồi giáo. Mái vòm nhà thờ Hồi giáo là thờ phụng đạo Hồi, nơi này tông giáo bầu không khí vẫn là rất đậm. Bất quá bởi vì mái vòm nhà thờ Hồi giáo nổi danh, nơi này cũng đối bên ngoài mở ra. Rất nhiều người đến Jerusalem đến du lịch, đều sẽ tới đi dạo một vòng mái vòm nhà thờ Hồi giáo. Viên kia đỉnh nhà thờ Hồi giáo đại môn là đỏ đàn mộc chế tạo. Mở cửa lớn ra, bên trong là cái to như vậy đình viện. Đình viện trong bụi cỏ có mấy cái ngọn thanh lãnh đèn đường. Mấy khỏa ngô đồng thụ cành lá tươi tốt, trong không khí hiện ra cây ngô đồng mùi thơm. Mặt đất vẫn có một ít vô số lá khô. Mái vòm nhà thờ Hồi giáo ban đêm là có thầy tu trực đêm, cũng có toàn phương vị giám sát. Iveco lại có chính mình phương pháp, hắn là cái khéo léo người. Mà dẫn người đi xem thánh thạch, là hắn cùng một số thầy tu phát tài phương pháp. Cho nên, hắn cũng liền có thể thông suốt dẫn người đi vào. La Quân cùng Lạc Ninh theo Iveco thuận lợi tiến nhà thờ Hồi giáo bên trong. Nhà thờ Hồi giáo bên trong, miếu thờ xâm nghiêm.
Bên trong cũng không có bất kỳ cái gì thần linh điêu khắc. Iveco mang theo hai người bảy rẽ tám quẹo, sau cùng rốt cục đi vào một chỗ tầng hầm, chỗ kia trong tầng hầm ngầm u ám ẩm ướt, mang theo rét lạnh chi ý. Cả đám tiến xuống dưới đất thất về sau, Iveco mở ra đèn pin, sau đó lại nhấn cơ quan. Cơ quan nhấn một cái, mặt đất liền lộ ra một cái cửa hang tới. Iveco chỉ lộ ra động khẩu, nói ra, các ngươi thì từ nơi này xuống dưới, đi không xa liền có thể trông thấy Abraham cự thạch. Ta cho các ngươi nửa giờ thời gian. La Quân cùng Lạc Ninh gật gật đầu, sau đó liền từ bên trong bậc thang leo lên xuống dưới. Tầng hầm cách mặt đất có chừng 3 thước. Sau đó, hai người rơi vào một cái thông đạo bên trong. Cái kia thông đạo chật hẹp, độ rộng vẻn vẹn có thể chứa đựng một người. Thế là, La Quân cùng Lạc Ninh cũng chỉ có thể một trước một sau đi vào. Thông đạo mặt đất điếm điếm tử, dạng này để bò người cũng dễ chịu một số. Suy nghĩ một chút, Iveco đám người này vì kiếm tiền, vẫn là chấp nhận một số thân mật phục vụ. Lạc Ninh ở phía trước leo lên, La Quân theo ở phía sau. Lạc Ninh nhúc nhích thời điểm, La Quân ở phía sau có thể trông thấy nàng bờ mông đong đưa phong tình. Tuy nhiên thông đạo bên trong ánh sáng vẻn vẹn Lạc Ninh trong tay đèn pin, nhưng La Quân thị lực tốt. Cho nên vẫn là có thể thấy rõ ràng. Hắn cảm thấy mình lại có chút dục dịch. Còn tốt, hắn là ở phía sau, mẫn cảm địa phương lại là dán thông đạo mặt đất, ngược lại cũng sẽ không xấu hổ. Đầu này thông đạo chiều dài chừng 50 mét. La Quân một bên bò, một bên trong lòng âm thầm oán thầm Iveco đồ chó hoang. Cái này mẹ nó gọi không xa liền có thể trông thấy thánh thạch a. Hố cha a. La Quân cũng minh bạch Iveco vì cái gì không nói rõ, bởi vì hắn chỉ cấp nửa giờ thời gian. Nếu là sớm nói có xa như vậy, người khác khẳng định không thuận theo. Bất quá, La Quân cũng không có đem Iveco nửa giờ coi ra gì. Dù sao nha, lão tử đến giờ không đi ra, người có thể sao? Hắn cũng không sợ có người đến ép buộc mời đi. Việc này, Iveco khẳng định không dám lộ ra. Không nói đến những này, La Quân cùng Lạc Ninh tại sau 10 phút ra thông đạo. Hai người tới một vùng phế tích cũ nát cung điện. Tòa cung điện này tựa như là đắm chìm. Khắp nơi đều có to lớn hình trụ sụp đổ, còn có vỡ vụn Giê-xu pho tượng. La Quân cùng Lạc Ninh đặt mình vào ở cái địa phương này, cảm nhận được lịch sử phong sương. La Quân có loại cùng lịch sử khoảng cách gần chạm đến cảm giác, tựa hồ có thể cảm nhận được ở cái địa phương này, đã từng vinh diệu, suy bại, chiến tranh, chờ một chút hết thảy. Phía trước đường đã bị đá vụn ngăn cản, nơi đó đổ sụp thành một mảnh. Mà cái này cũng nát trong cung điện, lớn nhất lộ ra lại chính là trong lúc này ở giữa Abraham cự thạch. Trong truyền thuyết thánh thạch, tương truyền, đạo hồi người sáng lập Moham, do trời làm cùng đi thừa thiên mã từ mạch ra đến Khê-su-sa-lem về sau, thì chân đạp khối này cự thạch thăng thiên qua nghe thánh A-la gợi ý. Nghe nói khối này trên đá lớn, đến nay còn giữ Moham thăng thiên lúc giấu chân. Cho nên, Abraham cự thạch bị Muslim coi là thánh thạch. Thánh thạch phía dưới nham đường cao đến 30 mét, mà lại, nham trong nội đường xác thực có động huyệt, hoàn toàn có thể đem kim ước quý cùng Tây Nại Pháp Điển che giấu. Đã từng có mấy cái nước Anh mạo hiểm ra tại được biết các học giả cái nhìn về sau, ý đồ tìm kiếm Jehovah ước quý cùng Tây Nại Pháp Điển. Mấy cái này người Anh cùng La Quân cùng Lạc Ninh một dạng, xuất tiền mua chuộc mái vòm nhà thờ Hồi giáo người gác đêm, tại trong đêm ẩn vào cũ nát cung điện tiến hành khai quật. Vừa đến hừng đông, bọn họ liền đem nham đường động khẩu ngụy trang bên trên. Cứ như vậy, bọn họ liên tiếp làm mấy cái ban đêm, nhưng cuối cùng vẫn là bị phát hiện, mấy cái nước Anh mạo hiểm ra như một làn khói trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. La Quân đối thánh thạch có chỗ giải. Hắn cùng Lạc Ninh đầu tiên là đến thánh thạch phía dưới nham đường động khẩu. Cái này động khẩu cùng tư liệu ghi chép bên trong một dạng, từ nơi này xuống dưới lại là một cái ám đạo. Trong truyền thuyết, Jehovah ước quý cùng Tây Nại Pháp Điển cũng là núp ở bên trong. Lạc Ninh đi tới cửa động trước, trực tiếp nhảy vào trong động. La Quân cũng không có đi theo vào, hắn không cảm thấy trong này sẽ có ước quý cùng Tây Nại Pháp Điển. Nếu là có, sớm bị người lấy đi. Thực, cái này thánh thạch sớm đã không phải bí mật. Tới nơi này mua chuộc Iveco, tiến đến thám hiểm không có 1.000 cũng có 800. La Quân ngẫm lại, đột nhiên leo lên thánh thạch. Cái này thánh thạch là một khối dài 17.7 gạo, bao quát 13.5 gạo đá hoa cương thạch. Nó cao hơn mặt đất ước chừng 1.2 gạo. La Quân đứng tại thánh trên đá, hắn lập tức liền ngạc nhiên phát hiện đá hoa cương trên tảng đá thật còn có dấu vó ngựa cùng dấu chân.
La Quân tỉ mỉ quan sát dấu vó ngựa, hắn phát hiện dấu móng ngựa này theo bình thường dấu vó ngựa không có gì khác biệt. Nhưng này bên cạnh hai cái dấu chân có chút quỷ dị. Dấu chân này giống là nhân loại, nhưng không giống lắm. Ngược lại có chút giống nhân loại chân cùng vịt chân kết hợp với nhau. Mẹ trứng, thật chẳng lẽ có ngày làm. Cái thiên sứ này là điểu nhân. La Quân trăm bề không được giải. Hắn quan sát một trận, sau đó ngồi xếp bằng. Nhắm mắt lại, yên tĩnh tự hỏi. Khối này thánh thạch là tồn tại. Tư liệu biểu hiện chưa hẳn đều là chính xác, rất nhiều đều là tin đồn, sau đó biên soạn mà đến. Nhưng nơi này đến là phát sinh cái gì? Mô Hàm thật sự là đáp lấy khối này cự thạch qua nghe Thánh A-La dạy bảo. Nơi này giấu chân, giấu vó ngựa, lấy La Quân nhãn lực đến xem, đều không phải là người vì tận lực thu được qua. La Quân nhắm mắt lại, yên tĩnh cảm ngộ. Hắn muốn tại cực tính trạng thái dưới, nhìn xem có thể hay không câu thông từng tới hướng một số bí mật. Nhưng mà, đây hết thảy đều là phí công. Rất nhiều chuyện phát sinh, không gian từ trường bên trong sẽ có lưu lại tin tức. Nhưng là, nơi này đã từng phát sinh qua biến đổi lớn, sở hữu từ trường tin tức đều đã bị đánh loạn. La Quân cái gì đều không phát giác được, hắn duy nhất cảm giác được cũng là một tia thuần dương khí tức. Nơi này vốn là u ám, ẩm ướt, nhưng hắn tại mẫn cảm nhất trong óc cảm nhận được như có như không thuần dương khí tức vần quanh. Loại khí tức này nói như thế nào đây? Tựa như là bom nổ tung về sau, phát ra trên không trung cái kia cỗ tiêu vị đạo. La Quân liền cũng biết, tại khối này thánh thạch phía trên, đã từng nhất định phát sinh qua thần thông sự tình. Cho nên mới sẽ có loại này còn sót lại vị đạo. Nhưng đến chuyện gì phát sinh, La Quân lại thì không được biết. Sau 5 phút, La Quân nhảy xuống thánh thạch. Sau đó, hắn gặp Lạc Ninh một mực không có lên. Liền cũng từ cái kia nham đường động khẩu nhảy đi xuống. Nơi này nhưng cũng là một đầu dốc đứng thông đạo, La Quân trực tiếp trượt trọn vẹn chừng 20 thước, tối hậu phương mới rơi xuống đất. Hắn ngẩng đầu liền trông thấy Lạc Ninh đang ở bên trong ngẩn người. Trong này cũng là một cái chật hẹp động, không đến 10 mét vuông. Mà lại, cái này động có lẽ vẫn là mấy cái kia người Anh móc ra. Trước đó những nước Anh đó người một mực đang đào, thì là muốn đào ra chân bảo đến, nhưng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ từ bỏ. Cái này trong động, hắc ám, oi bức, ẩm ướt, một cỗ mùi nấm mốc. Thật sự là cái lại phổ thông bất quá động huyệt. Trừ cái đó ra, lại không hắn chỗ đặc biệt. Không có cái gì. Lạc Ninh xoay người lại nói với La Quân, nàng trong thanh âm tràn ngập uể oải. La Quân liếc nhìn bốn phía, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Lạc Ninh còn nói đến, người ở phía trên có phát hiện gì không có. La Quân trầm giọng nói ra, thánh trên đá dấu chân, dấu vó ngựa đều không phải là nhân công tạo hình. Những cái kia dấu chân, tựa như là lúc ấy trên tảng đá nhiệt độ phát sinh biến hóa, chân đạp trên qua, tựa như là dẫm tại đống bùn nhão bên trên bố trí. Ngoài ra ta còn cảm giác được một số như có như không thuần dương khí tức. Hẳn là lúc ấy, tạo thành những này dấu chân lúc, nhiệt độ quá cao chỗ còn sót lại. Nói cách khác, Mô Hàm lúc trước thật có thể là đáp lấy cái này cự thạch qua nghe Thiên Chúa giáo hối. Coi như không có Mô Hàm qua nghe dạy bảo, nhưng phía trên này đều phát sinh một số đại thần thông sự tình. Lạc Ninh trên mặt rốt cục thoáng hiện vẻ hưng phấn, nói ra, nhiệt độ sở dĩ cao. Nhất định là bởi vì có cao nhân tại vận dùng pháp lực đem chọn khối cự thạch kéo theo. Nhưng cự thạch quá nặng, cùng pháp lực sinh ra ma sát, chỗ lấy cuối cùng mới có phản ứng như vậy. La Quân nói ra, người phân tích rất lợi hại có đạo lý. Lạc Ninh lại hơi hơi uể oải, nói, nhưng chúng ta vẫn là không có liên quan tới Tây Nại Pháp Điển bất luận cái gì tin tức. Nơi này đã là sau cùng manh mối, nếu như ở chỗ này tìm không thấy, chúng ta bước kế tiếp cũng không biết nên làm cái gì. La Quân nói ra, tóm lại, Ninh sư tỷ chỉ muốn không đến cuối cùng một ngày, một khắc cuối cùng, chúng ta thì không thể buông tha. Hắn đón đến, nói ra, còn có, chúng ta mấy ngày nay làm việc, chỗ bước đi tuyến hoàn toàn cùng người khác không có không đồng dạng. Cho nên chúng ta đạt được kết quả cũng liền cùng người khác một dạng. Dưới loại tình huống này, chúng ta nhất định phải phản đạo mà đi. Lạc Ninh nhãn tình sáng lên, nói ra, làm sao phản đạo mà đi. La Quân nói ra, ta đã từng tập luyện qua một môn pháp quyết, tại lúc thời điểm tu luyện, ta một mực khai quật tìm, lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Hắn là chỉ ngăn trở hắn dùng chấn hồn quy thần pháp quyết tìm đến tìm huyết hạch. Lúc ấy âm tiết lực lượng tìm không được huyết hạch, nhưng là về sau lại cảm nhận được huyết hạch. La Quân nói tiếp, nhưng là về sau,
ta không có đi khai quật, mà là đi cảm thụ. Sau cùng, ta được đến ta muốn có được. Lạc Ninh nói ra, cũng là ngươi đột nhiên bạo phát loại lực lượng kia. Nàng đối La Quân quyền lực đánh lui Nhạc Đại Bằng sự tình ký ức vẫn còn mới mẻ. Lấy kim đan đỉnh phong tu vi, cứ thế mà đem hóa thần trung kỳ cao thủ đánh lui, loại lực lượng này tuyệt đối khủng bố. La Quân cũng không giấu giếm, nói ra, không sai. Hắn lại tiếp tục nói, mỗi lần tới người ở đây, đều là muốn tìm kiếm, khai quật ra Sở La Môn Vương bảo tàng. Đến cũng vội vàng, qua cũng vội vàng, lại có mấy người ổn định lại tâm thần cảm thụ nơi này tâm tình, hoàn cảnh. Nơi này là địa phương nào? Là thánh điện di tích, nơi này đã từng phong vân khuấy động. Bảo vật sẽ bị đào đi, nhưng lưu lại tinh thần sẽ không đi. Ta đề nghị hai chúng ta ngay ở chỗ này ngốc xuống tới. Ngốc cái một ngày một đêm, yên tĩnh, nhìn có cái gì phát hiện. Nếu như không có, chúng ta lại đi Wailing Wall đợi cái hai đêm. Wailing Wall không còn, vậy ta cũng không có cách nào. Tốt, thì theo lời ngươi nói xử lý. Lạc Ninh trong lòng thiêu đốt ra hy vọng. Lúc đầu, nàng đều đã có chút tuyệt vọng. La Quân lời nói cho nàng hy vọng. Hai người liền không lại ra ngoài, dứt khoát ngay tại huyệt động này bên trong tìm địa phương, dựa vào vách động ngồi xuống. Đoán chừng phía trên Iveco muốn chửi mẹ. Nhưng cái này lại có quan hệ gì? Mặc kệ nó. Cái này trong động không khí thật không tốt, mà lại rất nóng. La Quân cùng Lạc Ninh quần áo đều đã ướt đẫm, mồ hôi chảy ròng ròng xuống. Hai người ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Nơi này, thường nhân căn bản không sống được, cũng không tĩnh tâm được. Nhưng La Quân cùng Lạc Ninh tu vi cao thâm, lại là có thể ép buộc chính mình trấn tĩnh lại. Rất nhanh, hai người đều tiến vào thiền định trạng thái, không nhúc nhích. Trên người bọn họ mồ hôi cuồn cuộn. Lạc Ninh trên thân mùi thơm hỗn hợp mồ hôi, lại là loại dễ ngửi vị đạo, thậm chí có chút kích thích nam tính hormone. Hai người là không có mùi mồ hôi bẩn, bởi vì bọn hắn trong thân thể trong suốt như ngọc, không có bất kỳ cái gì tạp chất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nhưng mà, tại cực tính trạng thái dưới, La Quân cùng Lạc Ninh cũng không có bất kỳ phát hiện nào. 2 giờ quá khứ, hai người trong này giống như là tẩy cái cây dâu. Ở chỗ này nếu như là muốn đào bảo, một mực đào xuống qua, còn có thể có động lực. Nhưng là ánh sáng ngồi như vậy, tuyệt đối là một cái giày vò. Nhưng La Quân cùng Lạc Ninh lại không kêu một tiếng khổ. La Quân cùng Lạc Ninh còn làm giòn ngay ở chỗ này dựa vào tường mà ngủ. Không bao lâu, hai người ngủ. Sáng ngày thứ 2-8 giờ, La Quân cùng Lạc Ninh song song tỉnh lại, nhưng vẫn là không có bất luận cái gì phát hiện mới. La Quân cùng Lạc Ninh cũng không nhiều lời, nói xong 2 ngày, vậy liền đợi 2 ngày. Một ngày này, ban ngày hai người thì tu luyện, đến tối, hai người tu luyện về sau, lại ngủ dậy cảm giác tới. Trước đó, hai người cảm thấy rất nóng, nhưng thời gian dài, hai người cũng thói quen nơi này nhiệt độ, liền cũng liền không chảy mồ hôi. Bọn họ dần dần bình thản. Tối hôm đó, La Quân cùng Lạc Ninh lần nữa ngủ. La Quân làm một cái kỳ quái mộng. Hắn mộng thấy một người mặc vương bào nam tử này đầu đội vương quan, nhìn chừng 50 tuổi. Nam tử này mãn kiểm cầu nhiêm sợi râu, hắn đôi mắt vô cùng có thần. La Quân bằng trực giác cảm giác được, nam tử này cũng là Sở La Môn Vương. La Quân mộng thấy bốn phía là thánh điện, hoàn hảo thánh điện mặt đất bóng loáng như gương. Sở La Môn Vương đứng tại thánh thạch phía trước, cái kia thánh thạch bên trên thờ phụng mấy thứ đồ. Phân biệt cũng là Jehovah ước quỹ, Tây Nại Pháp Điển. Cái kia Pháp Điển toàn thân màu đen, nhìn rất là bình thường. Mà Jehovah ước quý cũng rất phổ thông, nhìn cũng là loại kia tạo mộc chế tạo. Ngay vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên cước bộ vội vàng. Một tên thân mang áo giáp võ tướng nhanh chóng tiến bước tới. Cái kia võ tướng đi vào Sở La Môn Vương trước mặt, một gối quỳ xuống, vương thượng, thành trì khó mà thủ vững, thập tự quân đoàn liền muốn đánh tiến đến. Mời vương thượng cấp tốc rút lui. Sở La Môn Vương ánh mắt nhàn nhạt, hắn bỗng nhiên nói ra, Houston, ngươi nói. Nếu như 10 ngày trước, cô nếu không phái kỵ binh qua cửa đá phòng thủ Đông Nam quân, mà chính là đem kỵ binh điều đến cự mộc bảo đánh bất ngờ qua cầu thập tự quân đoàn, kết cục sẽ như thế nào? Houston không khỏi ngẩn ngơ, theo rồi nói ra, nhưng là vương thượng, thập tự quân đoàn lần này tới bí ẩn. 10 ngày trước, chúng ta đều còn không biết thập tự quân đoàn tiến công kế hoạch. Sở La Môn Vương nhìn lấy cái kia Jehovah ước quý, nói ra, vâng, 10 ngày trước cô không biết thập tự quân đoàn âm mưu. Nhưng bây giờ, cô biết,
Cho nên, cô muốn sử dụng Jehovah ước quỹ trở lại 10 ngày trước, cải biến chiến cuộc. Cái này, Houston không khỏi ngây người, hắn theo rồi nói ra, Vương thượng, Jehovah ước quỹ chính là thần linh chi vật. Chính là ngài hòa thượng máng xối thông, ngài như lấy ra cải biến đã phát sinh sự tình, chỉ sợ sẽ có ác quả buông xuống. Lại nhiều ác quả, đều từ cô một người tới gánh chịu đi. Sở La Môn Vương giọng nói rất là kiên quyết. Sau đó, Sở La Môn Vương vung tay lên. Cái kia Jehovah ước quỹ thế mà bị hắn bỗng dưng vồ bắt tới trong tay. Chiêu này, rõ ràng cũng là Sở La Môn Vương động dùng pháp lực. Đây là thần thông 9 tầng pháp lực. Sau đó, Sở La Môn Vương lại phát động pháp lực khu động Jehovah ước quỹ. Chỉ gặp cái kia Jehovah ước quỹ đột nhiên quang mang đại thịnh. Tại Sở La Môn Vương cùng Houston trước mặt, đột nhiên xuất hiện một cái thư viện. Thư viện bốn phương tám hướng đều là sách. Những sách này không giống như là chính thức sách, chúng nó lóe ra quang mang. Mỗi một quyển sách tựa hồ cũng đại biểu một năm phần, một cái thời gian điểm. Sở La Môn Vương chính là tìm tới bên trong một quyển sách, sau đó trong miệng lớn tiếng đọc. Sau cùng, Sở La Môn Vương biến mất tại trong ánh sáng. Cùng lúc đó, Houston cũng cùng theo một lúc biến mất tại trong ánh sáng. Tiếp theo, hình ảnh lại biến. Lần này là dần dần già đi Sở La Môn Vương đứng tại thánh thạch phía trước, trên tay hắn cầm Tây Nại Pháp Điển. Hắn lật ra Tây Nại Pháp Điển, cái kia Tây Nại Pháp Điển lật ra về sau, bên trong là phổ thông tấm màn đen. Cũng là một mảnh tấm màn đen, không có cái gì. Lúc này, Sở La Môn Vương lại phát động pháp lực. Cái kia tấm màn đen tại tiếp nhận Sở La Môn Vương pháp lực về sau, đột nhiên giống như tivi màn hình, bắt đầu lại hình ảnh. Hình ảnh kia là cuồn cuộn thâm thúy tinh không, vô biên vô hạn. Sở La Môn Vương lúc này, mi tâm bên trên bỗng nhiên lóe ra quang mang. Quang mang cùng tấm màn đen tiếp liền cùng một chỗ, Sở La Môn Vương tựa hồ là bị Tây Nại Pháp Điển lực lượng khống chế lại. Hắn thống khổ không thôi, muốn giãy giụa, lại giãy giụa không ra. Sau cùng, Sở La Môn Vương chết đi như thế. Tiếp theo, lại có một hình ảnh sinh ra. Cái kia thánh thạch bên trên y nguyên thờ phụng Jehovah ước quỹ cùng Tây Nại Pháp Điển. Nhưng không ai lại đi động chúng nó. Mà Houston thì tại cự thạch một bên viết dạy văn tự đến, đó là cổ lão văn tự, La Quân căn bản không biết. Liền cũng tại lúc này, La Quân giật mình tỉnh lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cơ hồ là cùng một thời gian, Lạc Ninh cũng giật mình tỉnh lại. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều là một loại không khỏi tâm tình. La Quân trước khi nói ra, ta làm một giấc mộng. Lạc Ninh nói ra, ta cũng làm một giấc mộng. Nàng hơi hơi hưng phấn lên, nói, ngươi nói trước đi. La Quân liền nói ra, ta mộng thấy Sở La Môn Vương thông qua Jehovah ước quỹ nghịch chuyển thời không, cải biến chiến cuộc, sau cùng lại muốn mượn trợ Tây Nại Pháp Điển đến cải biến khí vận, kết quả trực tiếp bị ác quả phản phệ mà chết. Một tên gọi Houston võ tướng ghi chép lại lúc ấy tình huống. Ngay tại cái này thánh thạch bên trên. Lạc Ninh hưng phấn nói ra, ta và ngươi làm là đồng dạng mộng. Vậy liền không sai, Jehovah ước quý cùng Tây Nại Pháp Điển là chân thật tồn tại. La Quân cũng có chút kích động, sự tình đến bây giờ, rốt cục có một chút tiến triển. Hai người nhanh chóng leo ra cái này nham đường chi động, đi vào thánh thạch bên cạnh. La Quân tỉ mỉ quan sát, thì ở trong mơ cái chỗ kia, quả nhiên có thật nhiều tinh mịn cổ lão văn tự. Những này cổ lão văn tự cũng là Khôn Cách Lâm tiến sĩ nói tới những cái kia ghi chép. Tại thời khắc này, hai người đối với Jehovah ước quý cùng Tây Nại Pháp Điển tồn tại không còn có bất luận cái gì lo nghĩ. Chỉ bất quá, hai người vẫn là đứng trước một cái rất đại nạn đề. Cái kia chính là, đi nơi nào tìm Tây Nại Pháp Điển đâu? Nơi này hiển nhiên là tìm không thấy Tây Nại Pháp Điển. Ninh sư tỷ, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đổi lại mạch suy nghĩ. La Quân nói ra. Lạc Ninh nhìn về phía La Quân, nàng hiện tại đối La Quân là bội phục. Bởi vì cái này mộng sở dĩ có thể làm, cũng là nhờ có La Quân trí tuệ. Lạc Ninh dần dần minh bạch, lần này coi như có thể tìm tới Tây Nại Pháp Điển. Rất có thể ỷ lại không là La Quân vận khí, mà chính là hắn trí tuệ. La Quân tiếp tục nói, chúng ta một mực đang tìm Uy Linh Uôn, Thánh Thạch. Nhưng là chúng ta đừng quên, nhiệm vụ nhắc nhở là thứ ba Thánh Điện. Ta cảm thấy Jehovah ước quý cùng Tây Nại Pháp Điển cũng không có lưu lạc ra ngoài, cũng không có đến bất kỳ trong tay người. Dạng này thần vật hẳn là vẫn luôn tại thứ ba trong thánh điện. Lạc Ninh nói ra, người nói không sai.
nhưng trước mắt chúng ta khó khăn nhất chính là, muốn đi đâu tìm thứ ba thánh điện. La Quân nói ra, nơi này không có cái gì đừng phát hiện, chúng ta rời khỏi nơi này trước, trở về hảo hảo tắm rửa. Sau đó ăn no uống tốt, lại đến muốn thứ ba thánh điện vấn đề. Lạc Ninh gật gật đầu, nói ra, tốt. Trên thân hai người y phục đã là bị mồ hôi ẩm ướt, lại bị gió làm. Trước khi đi, hai người lưu luyến nhìn nơi này liếc một chút, sau đó liền từ thông đạo chỗ rời đi. Khối này thánh thạch, địa phương này đã từng là tràn ngập lịch sử, thần thông địa phương. La Quân thậm chí ở trong lòng từng có trong nháy mắt ý nghĩ, như có một ngày, ta cũng có thể lưu lại thần thông mỹ danh, ta chỗ trải qua địa phương, đều bị hậu nhân đến đây chiêm ngưỡng, thật là một loại như thế nào cảnh giới. Lúc này, đã là rạng sáng 5 giờ. Hai người đến cuối hành lang, phát hiện phía trên địa động chăm chú che kín. Bất quá cái này cản không đến La Quân cùng Lạc Ninh, La Quân nhất trưởng liền đem loại này giống như nắp giếng đổ, vật cho bổ ra. Sau đó, hai người leo ra. Các ngươi không còn ra, ta liền muốn ta cho các ngươi nhặt xác. Iveco uể oải từ bên ngoài vào nói. Hắn cái này nơm nớp lo sợ hai ngày, cũng xác thực rất nổi nóng. Hắn cũng biết, hai người này khẳng định là ở bên trong đợi tầm bảo. Giống nhiều người như vậy qua. Lại thêm ngươi $1,000,000. Lạc Ninh theo Iveco cũng lười nói nhảm, nói thẳng. Iveco nhất thời đại hỉ, nói ra, thành giao. Ra mái vòm nhà thờ Hồi giáo về sau, La Quân cùng Lạc Ninh lần nữa nhìn thấy sáng sủa tinh không. Không khí lộ ra rất là tươi mát, cái này để cho hai người có loại đầu thai làm người ảo giác. Cùng Iveco thanh toán chướng về sau, La Quân lái xe lại Lạc Ninh về quán rượu. Mặt trăng chậm rãi biến mất, chân trời dần dần lộ ra ngân bạch sắc tới. Chỉ chớp mắt, hai người nhận nhiệm vụ này đã qua 7 ngày. Còn có 23 ngày thời gian. Thoạt nhìn vẫn là đầy có dư, nhưng là theo tìm kiếm mấy ngàn năm mọi người đến so, cái này chút thời gian thật đúng là không đủ. Lạc Ninh lần này là ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nàng trong lúc vô hình cùng La Quân quan hệ tựa hồ gần một tầng. Trở lại quán rượu về sau, La Quân cùng Lạc Ninh các về các phòng ở giữa. La Quân vẫn là kiểm tia, a một lần gian phòng, xác định không ai đi vào mới yên lòng. Sau đó, La Quân thống khoái tắm rửa, thay đổi quần áo sạch. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy cả người nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Bất quá, cái bụng vẫn còn có chút đói. La Quân tìm tới mì tôm, phao một bát. Hắn chờ mặt phao tốt sau cũng là một hồi ăn như hổ đói, ngay cả nước mì đều không thừa. Làm xong đây hết thảy, lại xoát cái răng. Như thế về sau, La Quân dễ chịu nằm ở trên giường. Rất nhanh, La Quân liền ngủ mất. Cái này một giấc, La Quân một mực ngủ đến 5 giờ chiều, thư sướng cùng cực. Khi tỉnh dậy, có loại long tinh hổ mãnh, có thể một quyền đấm chết lão hổ cảm giác. Bất quá, hắn nhất quyền sớm liền có thể dậu đổ bìm leo. La Quân rời giường, hắn kéo ra cửa sổ sát đất màn. Cái kia trời chiều ánh chiều tà lập tức vẩy chiếu vào, đem cái này ban công, gian phòng làm nổi bật giống như là nhiễm một tầng kim quang. La Quân đứng tại ban công trước, nhìn lấy tòa này tràn ngập thần kỳ tín ngưỡng Jerusalem thánh thành. Cảm thấy mình phảng phất ở vào thời không giao thoa niên đại. Đứng ở chỗ này, rõ ràng thấy là nhà cao tầng, khoa học kỹ thuật hiện đại. Nhưng La Quân luôn cảm thấy nơi này đã từng là thánh điện huy hoàng, thầy tu, Muslim trải rộng, thập tự quân mãnh liệt, thiết giáp vô địch. Sở La Môn Vương đứng tại trong vạn người van xin, vương giả phong phạm. Mỗi một chỗ đều có cố sự, nhưng nơi này cố sự phá lệ đặc sắc. Lúc này cái bụng có chút đói, La Quân liền đi tìm Lạc Ninh. Lạc Ninh lần này đã rời giường, mà lại cũng đã mặc chỉnh tề. Lần này, hai người mặc đều là màu trắng. Chỉ bất quá, lần nữa trùng hợp là, hai người đều là màu trắng lo lắng, hơn nữa thoạt nhìn đặc biệt giống như là tình lữ trang. Làm sao, Lạc Ninh nói ra, như thế không giống hắc bạch vô thường a. Nàng có vẻ hơi hậu chi hậu giác. La Quân sờ mũi một cái, bỗng nhiên cười ha ha, nói ra, nhưng rất giống là tình lữ trang. Lạc Ninh nhất thời im lặng, nàng dứt khoát giật ra đề tài, nói ra, chúng ta đi xuống trước ăn cơm, cơm nước xong xuôi lại đi Quy Linh Uôn. Lần này bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn đi vào. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt. Hai người ngay tại trong tửu điếm ăn bữa tối. Tại trong phòng chung, điểm một bàn phong phú bữa tối. Hai người uống vào rượu vang đỏ, ăn đại tôm hùm. Nếu như còn thừa thời gian khả năng không nhiều. Đó còn là không muốn bạc đãi chính mình.
Nhiều tiền như vậy không cần, lưu cho ai đây? Cái này là La Quân cùng Lạc Ninh tâm lý ý tưởng chân thật. La Quân, người cảm giác cho chúng ta lần này qua Uy Linh Uôn, có thể hay không tìm tới thứ ba thánh điện manh mối? Lạc Ninh hỏi. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, theo rồi nói ra, ta cũng không dám khẳng định. Nhưng ta duy nhất có thể khẳng định là, thứ ba thánh điện khẳng định ngay tại Jerusalem trong tòa thành thị này. Lạc Ninh mừng rỡ, nhưng vẫn hỏi, vì cái gì? La Quân nói ra, Jerusalem bởi vì thánh điện mà nổi tiếng, cho nên cũng gọi là thánh thành. Ở chỗ này có đệ nhất thánh điện, thứ hai thánh điện. Chỉ có tại Jerusalem, trọng kiến thánh điện mới có thể gọi là thứ ba thánh điện. Nếu là đến nơi khác qua, thánh điện ý nghĩa liền đã không tại. Càng không nên gọi là thứ ba thánh điện. Lạc Ninh cảm thấy La Quân nói rất lợi hại có đạo lý, nàng nói, nhưng Khôn Cách Lâm tiến sĩ lại nói, thứ ba thánh điện, nếu như kiến tạo, không có khả năng giấu đi. Bởi vì thánh điện là người do thái tín ngưỡng sẽ không giấu ở tư mật địa phương. La Quân nói ra, Khôn Cách Lâm tiến sĩ còn nói, Uy Linh Uôn cũng là người do thái thứ ba thánh điện. Lạc Ninh nói ra, chẳng lẽ Tây Nại Pháp Điển cùng Jehovah ước quỹ giấu ở Uy Linh Uôn bên trong? La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, Jehovah ước quỹ cùng Tây Nại Pháp Điển là tại thứ hai thánh điện bị hủy về sau vừa rồi hoàn toàn biến mất. Hai thứ đồ này, làm sao có thể giấu ở trong tường mặt? Hiện tại máy móc rất lợi hại phát đạt, nếu như là tại trong tường, ta tin tưởng Jerusalem quan phương lực lượng đã sớm tìm ra. Lạc Ninh không khỏi hơi hơi uể oải. Ăn xong bữa tối về sau, La Quân cùng Lạc Ninh đi ra, sắc trời cũng đã ảm xuống dưới. La Quân lái xe lại Lạc Ninh, hắn đi trước trạm xăng dầu Cố Lên, sau đó thì tiến về Uy Linh Uôn. Buổi tối 7 giờ, hai người đến Uy Linh Uôn phía trước. Uy Linh Uôn đã đóng chặt. La Quân cùng Lạc Ninh vẫn là bảo bọc có tiền có thể ma xui quỷ khiến nguyên tắc, tiến đến tìm tới người giữ cửa, biểu thị hai người chỉ là ngưỡng mộ Uy Linh Uôn, muốn khoảng cách gần, đơn độc thưởng thức. Cái kia người giữ cửa là cái người Do Thái, rất có nguyên tắc. Nhưng là sau cùng, Lạc Ninh chạy đến 10 vạn đô la Mỹ. Con hàng này bắt đầu vẫn còn tương đối kiên trì, về sau La Quân liền kéo một phát Lạc Ninh nhu di, nói ra, đã như vậy, chúng ta đi. Cái kia người Do Thái nhất thời gấp, thật sự là không nỡ nhiều tiền như vậy a. Cái kia người Do Thái lấy tiền về sau, không đứng ở trước ngực khoa tay thánh giá, đọc trong miệng cái gì chủ a, mời khoan dung ta loại hình. La Quân cùng Lạc Ninh cũng liền thuận lợi tiến Uy Linh Uôn bên trong. Người giữ cửa để Trần Lăng cùng Lạc Ninh ra vẻ người Do Thái, mặc vào người Do Thái phục trang, đi vào Uy Linh Uôn trước đó. Trong này có giám sát, có bảo an, nhưng là bọn họ nhìn thấy người Do Thái đến không dễ quản. Trước kia cũng có thật nhiều người Do Thái buổi tối tới yên tĩnh làm cầu nguyện. Đối với Uy Linh Uôn, La Quân cùng Lạc Ninh trước đó liền đã tới qua, không có cái gì phát hiện. Dưới mắt, hai người cũng là dự định ngủ ở chỗ này một giấc. Có lẽ trong giấc mộng có thể có phát hiện. Tựa như là tại thánh thạch trước mặt một dạng. Hôm qua tại thánh thạch phía dưới nằm mơ, La Quân cảm thấy hẳn là thánh thạch giữ lại lúc trước chỗ chuyện phát sinh từ trường, sau cùng tại La Quân cùng Lạc Ninh trong đầu chiếu lại. Cái này giống như là máy quay phim chụp ảnh ghi chép lại một ít gì đó một dạng. La Quân cùng Lạc Ninh cũng là muốn nhìn một chút ở chỗ này có thể hay không cũng phát hiện một số thú vị sự tình. Nói thí dụ như liên quan tới Jehovah ước quỹ cùng Tây Nại Pháp Điển hạ lạc. Hoặc là thứ ba thánh điện hạ lạc. Cái kia người Do Thái gặp hai người không đi, còn muốn thúc giục. Lúc này, La Quân lại là kiên cường. Nói ra, Hừng Đông liền đi, nếu như ngươi tại lải nhải, liền hướng ngươi người tố giác ngươi lấy tiền. Cái kia người Do Thái lập tức liền không còn cách nào khác. Đánh rắn đánh bảy tấc, đạo lý này La Quân tự nhiên hiểu. Không bao lâu. La Quân cùng Lạc Ninh tâm thần nhập định, vẫn thật là ngủ. Cho tới bây giờ không ai lại ở Uy Linh Uôn phía trước ngủ. Cũng không ai nghĩ đến muốn ngủ ở chỗ này. La Quân cùng Lạc Ninh lại làm dạng này sự tình, cái này cũng coi là thật sự tình tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Sau cùng, La Quân quả nhiên làm một giấc mộng. Hắn mộng ngơ ngơ ngác ngác, giống như là có vô số người ghé vào lỗ tai hắn như khóc như tố. Toàn bộ đều là người Do Thái thanh âm, có người đang khóc. Có người đang thấp giọng tố khổ. La Quân tâm lý có ý thức, hắn nỗ lực ghi lại vài đoạn thanh âm. Hắn là nghe không hiểu người Do Thái lời nói. Hắn quyết định ghi chép lại, qua tìm có thể nghe hiểu được người đến phiên dịch. La Quân ký ức lực là rất cường đại.
có thể dựa vào bản sự của mình tu luyện tới kim đan kỳ, đều là thông minh hạng người. La Quân sau khi tỉnh lại không bao lâu, Lạc Ninh cũng tỉnh lại. Ngươi mộng thấy cái gì? Lạc Ninh hỏi trước La Quân. La Quân nói ra, rất nhiều cầu nguyện, những này cầu nguyện ta nghe không hiểu, nhưng là ta nhớ kỹ. Lạc Ninh nói ra, ta cũng là nghe được rất nhiều cầu nguyện, ta cũng ghi chép một số. Đi thôi, chúng ta đi gặp Khôn Cách Lâm tiến sĩ. La Quân gật gật đầu. Ngay sau đó, hai người thì ra Uy Linh Uôn. Lúc này cũng đã là rạng sáng 5 giờ. Coi là thật cũng coi là đêm tối đi đường. Hai người tại buổi sáng 6 giờ đến Thánh Cùng Bệnh viện. Lúc này, thiên vẫn chỉ là tảng sáng. Hai người tại trong phòng bệnh lần nữa nhìn thấy Khôn Cách Lâm tiến sĩ. Tiến sĩ, ngươi trước cái gì cũng không cần hỏi. Chúng ta muốn mời ngươi phiên dịch vài đoạn lời nói. La Quân nói ra. Khôn Cách Lâm tiến sĩ hơi hơi nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, nói ra, ngươi nói. La Quân liền nói ra, đô la ký hiệu phần trăm, đô la ký hiệu phần trăm, ký hiệu phần trăm. Khôn Cách Lâm tiến sĩ nghe nói về sau, không khỏi hơi biến sắc, hắn nói ra, ngươi từ chỗ nào nghe tới những lời này. La Quân nói ra, trong mộng, ta cùng Lạc Ninh qua Uy Linh Uôn, ở nơi nào làm một giấc mộng. Trong mộng, những âm thanh này tại trong đầu của ta lượn vòng, ta nhớ kỹ. Nói là cái gì? Khôn Cách Lâm tiến sĩ sắc mặt cực kỳ cổ quái, nói ra, là một tên lão người Do Thái khóc lóc kể lể, hắn nói hắn gọi là Frankie, hắn đụng phải nước Mỹ người da trắng không công bằng đãi ngộ. Nguyên thoại là cái gì? La Quân hỏi. Khôn Cách Lâm tiến sĩ liền nói ra, Thánh A-la-a, ta là ngài tín đồ Frankie, cái kia đáng chết người da trắng nhặt ta túi tiền, lại nói là ta trộm hắn. Ta hướng cảnh sát trình bày chi tiết, có thể cảnh sát cũng giúp đỡ người da trắng. Bọn họ còn kêu lên để cho chúng ta cút ra khỏi bọn họ quốc gia. Thánh A-la-a, chúng ta cũng không muốn sống nhờ tại người khác quốc gia, nhưng của chúng ta gia viên đã không có, ngài nói ta phải làm gì. La Quân nghe vậy liền còn nói một đoạn văn tự. Khôn Cách Lâm tiến sĩ phiên dịch nói ra, Thánh A-la-a, ta là ngài tín đồ ngài La Nghĩa, ta từ nước Anh tới. Những có thể đó ác người da trắng, cấm đoán chúng ta người Do Thái mua đất ra. Những có thể đó ác cơ đốc giáo đồ cũng đau nhức hận chúng ta. Chúng ta là không có nhà hài tử, ta ở trong mơ, bao giờ cũng không muốn trở lại ngài trong lồng ngực. La Quân tiếp lấy nói thêm một đoạn văn tự. Một đoạn này là người Do Thái lại trải qua 2000 năm lang thang cùng hãm hại về sau, bọn họ từ bốn phương tám hướng hướng Palestine tụ tập hưng phấn cầu nguyện. La Quân sau khi nói xong, Lạc Ninh cũng nói hắn ghi chép. Bên trong vẫn còn có người Do Thái bên trong phần tử khủng bố tới làm cầu nguyện. Thánh A-la-a, chúng ta đã sách lược tốt cùng một chỗ xe lửa nổ tung sự kiện. Cái này liệt xe lửa có rất nhiều người Ả Rập, cũng có rất nhiều người Anh. Chúng ta trên tay đem máu chảy thành sông, nhưng chúng ta không sợ. Bởi vì chúng ta đều là vì trọng kiến gia viên của mình. Thánh A-la, xin ngài khoan dung ta. Khôn Cách Lâm vì La Quân cùng Lạc Ninh phiên dịch. Những này phiên dịch cầu nguyện bên trong. Đại bộ phận đều là lang thang bên ngoài người Do Thái tại Thánh A-la trước mặt sám hối, hoặc khẩn cầu Thánh A-la. Bọn họ đến từ niên đại khác nhau, nhưng lại đang khóc tường nơi đó lưu lại từ trường ấn ký. Đây cũng là La Quân cùng Lạc Ninh vì cái gì có thể đem những này lời nói ghi chép lại nguyên nhân. Ở trong mơ, bọn họ não vực chạy không, tựa như là máy quay phim chụp ảnh, đem những từ trường đó ấn ký ghi chép. Nói đến, người Do Thái thật là rất lợi hại không dễ dàng. Bọn họ tại 2000 năm trước, mất đi gia viên, từ đó lưu lạc các nơi, bọn họ không dung tại cơ đốc giáo đồ. La Quân cùng Lạc Ninh có chút đau đầu, bởi vì bọn hắn vẫn là không cách nào biết Tây Nại Pháp Điển hạ lạc. Mà lại Uy Linh Uôn cái này manh mối cũng coi là đã phế. Như vậy sau cùng cũng chỉ có thể đem ánh mắt khóa chặt tại thứ ba trên tòa thánh điện. Nhưng đi chỗ đó tìm thứ ba thánh điện đâu? Lúc này, Khôn Cách Lâm tiến sĩ cũng rất cảm khái. Hắn cũng là người Do Thái. Hắn nói ra, chúng ta người Do Thái, không thể dùng khó khăn, hoặc là đáng thương những này hình dung từ để hình dung. Các người biết ứng phải hình dung như thế nào sao? La Quân cùng Lạc Ninh hơi hơi ngẩn ngơ. La Quân nói ra, là kiên định sao? Kiên định người Do Thái. Khôn Cách Lâm tiến sĩ to lớn đạo, có thể nói như vậy. Hắn nói ra, chúng ta đã từng chịu đựng rất nhiều kỳ thị, hãm hại, thậm chí đại đột sát. Nhưng chúng ta vì thành lập gia viên của mình, cũng từng không chỗ không cần cực. Hết thảy, đều là bởi vì chúng ta tín ngưỡng. Người Do Thái tín ngưỡng.
Mặc kệ chúng ta phân tán tại các nơi trên thế giới, tại kiến quốc thời điểm, chúng ta đều sẽ như dòng sông hướng đại hải hội tụ. Đây chính là người Do Thái. La Quân tại thời khắc này đối người Do Thái lại có mới quen. Mà lại, hắn còn biết, người Do Thái là phi thường thông minh. Bọn họ ôm đồm toàn thế giới 20 mấy% giải Nobel hạng. Những này lại đều không nói, La Quân cùng Lạc Ninh đau đầu là như thế nào tìm kiếm Tây Nại Pháp Điển. Quây Linh Uôn, Thánh Thạch đều đã nhìn qua. Làm mấy cái mộng, cũng xác định Tây Nại Pháp Điển xác thực tồn tại. Bước kế tiếp đâu? Bước kế tiếp làm như thế nào đi? Làm sao tìm được tìm Tây Nại Pháp Điển? Làm sao tìm được tìm thứ ba Thánh Điện? Không có bất kỳ cái gì đầu mối. Lúc này, Khôn Cách Lâm tiến sĩ cũng không thể nhắc lại cung cấp nhiều đầu mối hơn. Lạc Ninh cho Khôn Cách Lâm tiến sĩ lần nữa lưu lại một hạt tụ linh đan, sau đó, La Quân cùng Lạc Ninh rời đi bệnh viện. Ra bệnh viện lúc, sắc trời đã sáng rõ. Tia nắng ban mai vẩy chiếu vào bệnh viện trong đình viện, cái kia ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua lá cây vẩy chiếu trên mặt đất, pha tạp lưu ly, giống như xé nát giấy mảnh. Lúc này, Lạc Ninh tâm tình không cao. Trước đó, hai người còn có chưa tìm kiếm hy vọng. Cho nên có thể ăn được, uống tốt, ngủ ngon. Nhưng dưới mắt, nhưng lại không biết làm như thế nào qua tìm. La Quân ngược lại là thoải mái một số. Hai người tại bệnh viện bên ngoài mua bữa sáng ăn, sau đó, La Quân lái xe về quán rượu. Nào biết vừa mới lái đi ra ngoài, Lạc Ninh bỗng nhiên nói ra, ta đột nhiên không muốn trở về, muốn đi đi một chút, người đi về trước đi. La Quân phanh lại, hắn không có ngăn cản Lạc Ninh. Lạc Ninh lúc này mở cửa xe đi. La Quân làm theo trở lại quán rượu. Hắn tại quán rượu tắm rửa xong, liền uống một chén rượu vang đỏ ngủ. Khi tỉnh dậy, cũng đã là 5 giờ chiều. Mấy ngày nay, La Quân cảm thấy thời gian đều qua điên đảo. Hắn rời giường, rửa mặt, sau đó liền nghĩ tiếp ăn bữa tối. Ngay vào lúc này, có người gõ cửa. La Quân trước đi mở cửa. Gõ cửa chính là Lạc Ninh, Lạc Ninh một tay cầm bia đen, tay kia xách một túi bia đen. Nàng đầy người đều là mùi rượu, mà lại khuôn mặt nàng hồng hồng, mang theo một loại tập tễnh vẻ say. La Quân hơi hơi ngoài ý muốn, hắn cũng không có nói thêm cái gì, ngay sau đó liền đem Lạc Ninh để tiến đến. Uống rượu, Lạc Ninh nâng nhấc tay bên trong một túi bia đen, đối La Quân bỗng nhiên vũ mị cười một tiếng. Cái này cười có đầy đủ để La Quân tiêu hồn, trong nháy mắt, cảm thấy trái tim đều xốp giòn. Cái này là La Quân lần thứ nhất trông thấy Lạc Ninh có dạng này phong tình một mặt. Luôn luôn đến nay, Lạc Ninh đều cho La Quân một loại nghiêm túc, khó mà thân cận cảm giác. La Quân trở tay đóng cửa lại. Lạc Ninh làm theo ngồi vào trên ghế salon, lại đem cái kia một túi rượu bia phóng tới trên bàn trà. La Quân đi vào bên cạnh nàng một mình sofa ngồi xuống, hắn cũng cầm nghe xong bia đen trên tay, tiện tay kéo ra dễ móc kéo. Nhất thời, một cỗ khí thể xuất hiện. La Quân lộc cộc uống một miệng lớn, sau đó đối Lạc Ninh cười khổ nói, Ninh sư tỷ. Chúng ta còn có 22 ngày thời gian, cũng còn chưa tới tuyệt vọng thời điểm. Người cái này cũng tuyệt vọng quá sớm a. Lạc Ninh nhìn La Quân liếc một chút, nàng lúc này ánh mắt mang theo một loại câu bộ dáng vị đạo. Nàng nói ra, chưa nói tới tuyệt vọng, chẳng qua là bi ai chính mình a. Ta có một thân tu vi lại như thế nào? Mọi chuyện cũng không thể từ ta tâm ý, hiện tại tìm Tây Nại Pháp Điển cũng là hoàn toàn không có đầu mối. Cho dù tìm tới, biết rõ nói ra chân tướng. Nhưng lại càng sợ cái kia chân tướng. Ta cảm thấy ta sống cũng là bi buồn bã. La Quân hoàn toàn hiểu Lạc Ninh tâm tình. Hắn liền cũng không nhiều lời, chỉ là theo nàng uống rượu. Uống càng về sau, Lạc Ninh lại say, liền thì nằm ngủ trên ghế salon. Cái này lúc sau đã là 8 giờ tối, trời vừa chập tối. Trong phòng thủy tinh đang ngọn tản mát ra nhu hòa quang mang. Lạc Ninh ngủ ở trên ghế salon, vẻ say chân thành. Nàng ăn mặc màu trắng cổ tròn lo lắng, bên trong màu đen áo ngực như ẩn như hiện. Quần bò đưa nàng tròn trịa căng cứng bắp đùi triển lộ đến hoạt bát tất hiện. Mà lại, nàng đến gương mặt là như thế đến mỹ lệ, như thế đến không có tỉ vết. Tại ánh đèn làm nổi bật dưới, phảng phất có một tầng thánh khiết quang huy. La Quân trong lúc nhất thời nhìn mê mẩn. Lúc này, La Quân trong đầu một cái ý niệm tà ác không thể ức chế nhảy ra. Chính mình muốn hay không qua kiểm tia, a nàng to trắng rú đâu. Dù sao nàng uống say, sẽ không biết. Ý nghĩ này một khi sinh ra, cũng có chút không thể ức chế.
La Quân lúc này cũng hoàn toàn không đi cân nhắc chính mình là kết hôn người. Nam nhân, ở thời điểm này đều là không để ý tới chí có thể nói. Không phải nói La Quân hoàn toàn không có khắc chế lực. Chủ yếu nhất là Lạc Ninh thân phận quá đặc thù. Kiểm ti a nàng thân phận như vậy người, cảm giác kia là tuyệt đối hoàn toàn khác biệt. La Quân cảm thấy đây là trước mắt duy nhất cơ hội, nếu như bỏ lỡ, đó là muốn bị thiên lôi đánh. Không thể tự giác, La Quân hô hấp thô trọng. Hắn chậm rãi duỗi ra tội ác chi thủ, an lộc chi chảo. Mắt thấy, La Quân tay liền muốn vò lên Lạc Ninh trước ngực sung mãn to trắng vú. Ngay vào lúc này, Lạc Ninh bỗng nhiên xoay người. La Quân hoảng sợ kêu to một tiếng, vội vàng thu tay lại. Lạc Ninh xoay người, bờ mông hướng lên trên. Cái tư thế này cũng rất dụ hoặc. Nhưng La Quân lại có chút không nắm chắc được. Hắn cảm thấy rất có thể là Lạc Ninh đã tỉnh, bất quá nàng không tốt theo chính mình trở mặt, cho nên thì xoay người đến cảnh cáo chính mình. Cho nên, tuyệt đối không thể lại tiếp tục. La Quân tâm lý cái này bất ổn a. Hắn ngược lại là thật nghĩ qua nặn một cái Lạc Ninh cái kia khả ái dụ hoặc bờ mông. Thế nhưng là, thật sự là đã có tặc tâm, lại không có tặc đảm. La Quân dứt khoát hít sâu một hơi, dứt khoát đi xuống lầu ăn cơm. Vẫn là rời xa Lạc Ninh cái yêu tinh này tương đối tốt. La Quân cũng không sợ có người sẽ đến hại Lạc Ninh, Lạc Ninh tuy nhiên uống say, nhưng là một gặp nguy hiểm, lập tức liền hội tỉnh táo lại. Không nói đến những này, La Quân ăn xong bữa tối về sau lên lầu, kết quả phát hiện Lạc Ninh vẫn là bảo trì ban đầu tư thế đang ngủ. La Quân trong nháy mắt có loại ngày chó phiền muộn, nương, hóa ra Lạc Ninh căn bản liền không có tỉnh qua, đó bất quá là cái ngoài ý muốn. Bỏ mất cơ hội a. La Quân đóng cửa lại về sau, nhìn lấy trên ghế salon ngủ Lạc Ninh. Cái kia căng cứng tuyết đồn đối La Quân tới nói, quả thực quá câu người. Quá tia, a tấn người. Muốn hay không đưa tay? Vấn đề này đáng giá cân nhắc. Dựa vào, mặc kệ, sờ lại nói. Trong chớp nhoáng này, La Quân cắn răng một cái quyết định. La Quân tay còn không có vươn đi ra, Lạc Ninh bỗng nhiên ngồi xuống. Sau đó, nàng vào tới trong toilet thì cuồng thổ đứng lên. La Quân không khỏi im lặng, cái này mẹ nó đều gọi cái gì sự tình mà. Mà lại càng nguy hiểm hơn là, La Quân trong phòng khách đều có thể ngửi được trong toilet truyền đến cái kia cỗ mùi vị. Lại xinh đẹp lại khí chất nữ nhân, phun ra đồ, vật đều là giống nhau buồn nôn a. La Quân điểm ấy đáng thương ý nghĩ cũng coi là tất cả đều bị bao phủ. Lạc Ninh nôn xong sau, liền dùng trong toilet duy nhất một lần bàn chải đánh răng súc miệng. Nàng tẩy xong miệng ra đến, sợi tóc hơi hơi tán loạn, khuôn mặt vẫn là hồng hồng, rất là xinh đẹp rung động lòng người. Bất quá nàng người đã thanh tỉnh. Mấy giờ rồi, Lạc Ninh đi ra thì hỏi La Quân. La Quân phát hiện Lạc Ninh sắc mặt không có dị dạng, liền biết nàng trước đó là thật say. Hắn hơi hơi thở phào, nói ra, 10 điểm. Lạc Ninh nói ra, ta có cái mới mạch suy nghĩ. La Quân nói ra, ồ. Lạc Ninh nói ra, ta muốn ngày mai qua thư điếm nhiều mua một số liên quan tới Sở La Môn Vương bảo tàng thư tịch, sau đó chúng ta tới Tia, a một chút, nhìn có thể hay không ở chính giữa tìm ra dấu vết để lại. La Quân nói ra, tốt, thực hắn rất lợi hại không tán đồng cái chủ ý này. Nếu có thể tại những sách vở kia bên trong tìm tới manh mối, cái kia viết sách người đã sớm qua đem bảo tàng cho tìm. Mà lại, những tìm đó tìm bảo tàng người, khẳng định cũng trong sách làm qua bài tập. La Quân cảm thấy đây là trước khi đi người đường lui, không có cái gì sáng chế mới, liền cũng sẽ không có cái gì phát hiện mới. Bất quá, La Quân tuy nhiên không đồng ý, nhưng cũng sẽ không phản đối. Hắn biết Lạc Ninh thật vất vả bốc cháy lên hy vọng, nếu như không hề làm gì, nàng sẽ chỉ càng thêm nôn nóng. Sau đó, Lạc Ninh liền trở về phòng nghỉ ngơi qua. La Quân cũng lại lần nữa tắm rửa, đến trên giường nghỉ ngơi. Hắn lúc này bụng dưới có cỗ tử hỏa một mực không có phát tiết ra ngoài. Đây đều là Lạc Ninh cho náo. Thế là vạn bất đắc dĩ phía dưới, La Quân tắt đèn, chuẩn bị giấy vệ sinh, nhắm mắt lại, thì trên giường ảo tưởng nhớ tới. Hắn một hồi ảo tưởng Lạc Ninh, một hồi ảo tưởng Đinh Hàm, sau cùng thống khoái tự mình giải quyết một lần. Như thế về sau, La Quân vừa rồi thư sướng ngủ một cái cảm giác. Đến Jerusalem thánh thành nhiều ngày như vậy, cái này là La Quân ngủ thoải mái nhất một cái cảm giác. Ngày thứ hai, La Quân cùng Lạc Ninh qua các sách lớn cửa hàng mua rất nhiều liên quan tới Sở La Môn Vương thư tịch. Tỷ như Thất Lạc Ước Quỹ, tỷ như Sở La Môn Vương Bảo Tàng,
liền Charlie cửu thế đều mua. Những sách này nhìn cũng nhức đầu, mà lại rất nhiều đều là vô nghĩa tại giả tạo tạo. La Quân là nhìn đều không tâm tình nhìn. Lạc Ninh nhìn mấy giờ, cũng mất đi lòng tin. La Quân tâm tính trầm ổn rất nhiều, hắn một mực đang suy nghĩ. Tuy nhiên cũng không có suy nghĩ ra cái như thế về sau. Trong thời gian này, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi thông qua điện thoại, Tư Đồ Linh Nhi tại ngắn ngủi trong 10 ngày, đã hoàn thành 2 nhiệm vụ, tại hoàn thành một cái nhiệm vụ, liền có thể tấn thăng làm Bạch Ngân đệ tử. La Quân biết đây hết thảy đều là đại ca Trầm Phong công lao, hắn đối Trầm Phong là cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng huynh đệ ở giữa loại này cảm kích lại không cần biểu đạt ra tới. Chỉ chớp mắt, La Quân cùng Lạc Ninh tại Jerusalem Thánh Thành lại đợi 10 ngày. Nói cách khác, nhiệm vụ đã qua 20 ngày. Chỉ còn lại có 10 ngày không đến lúc đó ở giữa. Nhưng là nhiệm vụ vẫn là một điểm đầu mối đều không có. Lúc này, liền xem như La Quân đều cảm thấy hoảng sợ. Hoảng sợ tương lai phải đối mặt đóng băng. Đây là trốn đều không có cách nào trốn. Hắn cùng Lạc Ninh trên thân đều có thần đế lưu lại ấn ký, chạy trốn tới chân trời góc biển đều không được. Không trốn, đó bất quá là bị giam cái 10 năm. Cao thủ 10 năm, ngược lại cũng chịu đựng nổi. Trốn, cái kia có thể đó là một con đường chết. La Quân đương nhiên không cam tâm cứ như vậy bị giam 10 năm. Thiên địa sát kiếp buông xuống, 10 năm này là hoàng kim 10 năm. Hắn là thiên mệnh giả mệnh cách, nếu như bị giam 10 năm, chỉ sợ đợi không được 10 năm liền sẽ chết oan chết uổng. La Quân dưới mắt càng phát ra cảm nhận được bên trong gấp gáp tính cùng tính tàn khốc. Lạc Ninh mấy ngày nay thường xuyên qua cùng Khôn Cách Lâm tiến sĩ nói chuyện phiếm, nhưng nàng tại Khôn Cách Lâm tiến sĩ nơi đó cũng không chiếm được tư liệu gì. Rất nhanh, 5 ngày lại qua. Khoảng cách nhiệm vụ chỉ có không đến 5 ngày thời gian, bởi vì ngày thứ 5, hai người nhất định phải trở lại Los Angeles. Nếu như không thể tại kỳ hạn chót đưa trước Tây Nại Pháp Điển, như vậy La Quân cùng Lạc Ninh cũng chỉ có chờ đợi bị băng phong vận mệnh. Ngay cả Trầm Phong đều cho La Quân gọi điện thoại hỏi thăm tình huống. La Quân nói tình huống thật, Trầm Phong bên kia cũng là trầm mặc. Sau cùng, Trầm Phong nói ra, nếu như ngươi xảy ra chuyện, người nhà ngươi ta hội chiếu cố. Tiếp theo, Tần Lâm cùng Mạc Vũ cũng cho La Quân gọi điện thoại, hai người đều nói cùng loại lời nói. La Quân cảm động sau khi, trong lòng cũng là càng thêm bi quan. Trầm Mặc Nùng cũng gọi điện thoại đến quan tâm. Nàng cũng có chút không lạc quan. Bởi vì chỉ có 5 ngày không đến lúc đó ở giữa, mà lại, còn một điểm manh mối đều không có. Mấy ngàn năm tìm không thấy đồ, vật, 5 ngày không đến lúc đó ở giữa có thể tìm tới sao? Ngẫm lại đều cảm thấy rất không có khả năng. Lạc Ninh tâm tình cũng càng phát ra xa xút. Có lẽ, sáng tạo nhiều lần kỳ tích La Quân, lần này cũng đã không thể sáng tạo kỳ tích. Có lẽ, đây chính là La Quân số mệnh cuối cùng. Đến sẽ là như thế nào, ai nào biết đâu. Lại qua một ngày, liền cũng là đếm ngược ngày thứ tư ban đêm. 10 giờ tối, Jerusalem Thánh Thành đèn đuốc sáng trưng. La Quân đứng tại trên ban công nhìn nhà nhà đốt đèn, hắn trong lòng cũng là bị bi thương tràn ngập. Thật sự là không có biện pháp nào a. Muốn nhiều ngày như vậy, một điểm đầu mối đều không có. Duy nhất có thể làm, thế mà tựa hồ chỉ có chờ chết. Mà mẹ nó, La Quân đối mặt với bầu trời đêm, hung hăng mắng một tiếng. Liền cũng tại lúc này, tiếng đập cửa truyền đến. La Quân không cần đoán cũng biết là Lạc Ninh tới. Hai người hiện tại chính thức là cùng là Thiên Nhai Luân Lạc Nhân, chỉ kém không có cầm tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ, không gây ngữ ngưng nghẹn. Ngay sau đó, La Quân bước nhanh đi vào trước cửa mở cửa. Quả nhiên là Lạc Ninh. Bất quá giờ phút này Lạc Ninh lược có khác biệt, trong mắt nàng nhiều một tia lệ khí. Nhưng là tại nhìn thấy La Quân lúc, lại rất tốt che giấu đi loại này lệ khí. La Quân là cái quan sát tỉ mỉ người, trong lòng của hắn cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì. Lạc Ninh vẫn là Lạc Ninh, nhưng La Quân cảm thấy nàng tựa hồ thật có chút khác biệt. Hắn vừa rồi theo Lạc Ninh cùng nhau ăn cơm, khi đó Lạc Ninh nói không nên lời uể oải tâm tình. Mà lại, như thế trong thời gian ngắn, Lạc Ninh còn đổi một bộ quần áo. La Quân tuy nhiên cảm thấy nàng có chút khác biệt, nhưng hắn vẫn là không có suy nghĩ nhiều, đem Lạc Ninh nghênh tiến đến. Lạc Ninh đóng cửa lại. Thế nào, ngủ không được. La Quân đi vào ướp lạnh dương trước, hắn cầm hai nghe bia đen. Tiện tay ném nghe xong cho Lạc Ninh. Lạc Ninh tiếp nhận, nàng từ tốn nói, tìm không thấy Tây Nại Pháp Điển,
về sau buồn ngủ cơ hội chỉ sợ phần lớn là. La Quân đột nhiên cảm giác được có một chút choáng đầu, loại cảm giác này quá kỳ quái. Tựa như là từ trường sinh ra sai lầm. Hắn không có thể hiểu được đây là vì cái gì, ngay sau đó nỗ lực lắc đầu, để cho mình khôi phục trấn định tâm tình. Sau đó, hắn cũng đi theo cười khổ, nói ra, lần này là ta để ngươi thất vọng. Thật xin lỗi. Lạc Ninh nói ra, không có gì thật xin lỗi, đây là ta tự mình lựa chọn. Ta có thể vì chính mình lựa chọn mà phụ trách. Nàng đón đến, đột nhiên hỏi La Quân, nói ra, ta xinh đẹp không? La Quân ngẩn ngơ, tiếp lấy nói thực ra nói, xinh đẹp. Lạc Ninh nhìn về phía La Quân, nàng từng bước một tới gần. La Quân ngửi được trên người nàng mùi thơm, nhìn lấy nàng tới gần, La Quân không khỏi có chút tâm hoảng ý loạn, nói, Ninh sư tỷ, người khả năng uống nhiều. Lạc Ninh nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, ta không có uống nhiều. Ta quá tỉnh táo, đã chúng ta đều trốn không rời muốn bị băng phong vận mệnh, vì cái gì chúng ta không thừa cơ sung sướng mấy ngày nay đâu. Chúng ta phải thật tốt hưởng thụ, không phải sao. La Quân hơi kinh ngạc nhìn về phía Lạc Ninh, hắn nhịp tim kịch liệt gia tốc. Ta dựa vào, Ninh sư tỷ đây là muốn hiến thân sao? Ta dựa vào, ta là phải tiếp nhận, vẫn là tiếp nhận, vẫn là tiếp nhận đâu. Tìm không thấy lý do cự tuyệt a. Cái này muốn là đều cự tuyệt, trời đánh ngũ lôi a. Mặc dù mình kết hôn, nhưng là, mình lập tức đều muốn bị đóng băng. Mà lại bị băng phong về sau, 8/9 phần 10 sẽ chết nện trận này thiên địa sát kiếp bên trong. Mẹ chứng, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Bên trên Ninh sư tỷ cái này vưu vật, đó cũng là chết đều đáng giá. Ngay vào lúc này, Lạc Ninh bỗng nhiên cởi trên thân lo lắng. Nàng bên trong mặc là màu đen áo ngực. Cái kia màu đen áo ngực kiện hàng trắng như tuyết sung mãn, khiến người ta nhìn một chút cũng có chút cầm giữ không được. La Quân cũng nhìn không được nữa. Liền lại lúc này, La Quân bỗng nhiên cảm giác được một tia nguy hiểm ý vị. Hắn đột nhiên nhạy cảm phát giác được Lạc Ninh trên thân hiện lên một tia không thể phát giác sát ý. Nhưng Lạc Ninh rất tốt ẩn tàng ở. Mà lại, La Quân giỏi về cảm thụ. Hắn cảm nhận được Lạc Ninh tâm tựa hồ rất lợi hại nôn nóng. Nôn nóng muốn phải nhanh lên một chút giết chính mình. La Quân giật mình. Lạc Ninh liền muốn đi qua ôm ấp La Quân. La Quân đã sinh ra cảnh giác, hắn thiểm điện lui lại, nói ra, Ninh sư tỷ, chúng ta không nên dạng này. Lúc này, Lạc Ninh bỗng nhiên trong mắt lóe lên lạnh thấu xương sát ý. Nói ra, xem ra người dĩ nhiên minh bạch, vậy liền để mạng lại đi. Nàng nói vừa xong, bỗng nhiên thì đối La Quân phát động công kích. Hóa thần đỉnh phong tu vi. Lạc Ninh một khi công kích, cái kia cô áp lực là La Quân khó có thể chịu đựng. Trong chớp nhoáng này, La Quân tim mật muốn nứt, hắn quả thực không hiểu rõ. Ta dựa vào, đây là cái gì tình huống a? Ninh sư tỷ tại sao muốn giết chính mình? Nàng điên sao, nàng động cơ là cái gì? Không có đạo lý a. La Quân trăm bề không được giải. Liền cũng tại lúc này, Lạc Ninh thiểm điện công giết tới. La Quân cấp tốc lấy di hình hoán ảnh né tránh. Sau đó, hai người đụng nhau nhất quyền, La Quân phát động huyết hạch chi lực cũng không phải Lạc Ninh đối thủ, hắn bị Lạc Ninh nhất quyền đẩy lui ra 3 mét bên ngoài. La Quân biết mình cũng không phải Lạc Ninh đối thủ. Cho dù chính mình có huyết hạch chi lực, nhưng là theo Lạc Ninh hóa thân đỉnh phong so ra, thật sự là kém xa. La Quân bị đẩy lui về sau, cũng không quay đầu lại. Trực tiếp đem cái kia một vách tường đụng nát, thế mà đụng vào căn phòng cách vách bên trong qua. Lần này, La Quân bỏ mạng phi nước đại. Hắn huyết hạch chi lực dương đến cực hạn, thì như hình người cao đến đang nhanh chóng nghiền ép. Cái kia sát vách trong phòng, lại là một đôi vợ chồng trung niên. Bọn họ đang xem truyền hình, La Quân đột nhiên đem vách tường đánh vỡ, xông tới. Đối với nước Mỹ phu phụ dọa đến ngây người. La Quân cái gì cũng mặc kệ, lập tức từ cửa chính chạy đi. Sau đó cấp tốc đi vào trên hành lang. Mới vừa đến trên hành lang, La Quân liền trông thấy Lạc Ninh cản tới. Lạc Ninh cứ như vậy hào phóng ăn mặc màu đen áo ngực, sát khí đằng đằng ngăn cản La Quân. Ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Lạc Ninh thanh âm như hàn băng. Ninh sư tỷ, ta tự nghĩ từ không có làm qua có lỗi với ngươi sự tình. La Quân trầm giọng nói, tại sao muốn giết ta? Tình huống của hắn rất không ổn, đằng sau 10 mét chỗ cũng là cuối hành lang. Mà Lạc Ninh cũng đã sắp xuất hiện đường ngăn trở. Không thể trốn đi đâu được. Lạc Ninh lạnh hừ một tiếng, nói ra, bởi vì ngươi không chết, chúng ta sẽ chết. Cho nên, ngươi vẫn là đi chết đi.
Nàng nói vừa xong, dưới chân như dậy gió xoáy, thiểm điện lôi đỉnh công giết tới. La Quân hãi nhiên thất sắc, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tiếp lấy Lạc Ninh Ưng trảo thủ đã chụp vào hắn vị trí hiểm yếu. La Quân cảm thấy ngạt thở, Lạc Ninh động tác thật nhanh. Mà lại trong khi xuất thủ, tự nhiên mà thành, tìm không thấy một chút kẽ hở, căn bản không thể nào né tránh. La Quân tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lại là phá lệ chấn định. Cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp một chiêu hoàng cẩu đi tiểu đạp ra. Hắn huyết hạch chi lực có 5 giây, trong lúc chạy trốn dùng 3 giây, vừa rồi vừa đứng định thì thu huyết hạch chi lực. Nhưng giờ phút này, một chiêu này hoàng cẩu đi tiểu cũng là 6.000 cân lực lượng. La Quân hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, dù sao cũng thủ không được, còn không bằng lưỡng bại câu thương tốt. Cái này một cái chớp mắt, Lạc Ninh cũng cảm nhận được La Quân cái này hoàng cẩu đi tiểu hung mãnh. Nàng rơi vào đường cùng, chỉ có tránh né. Nàng không có khả năng theo La Quân lưỡng bại câu thương. La Quân bước lui Lạc Ninh, liền vội vàng xoay người liền chạy. Hắn là bị bức phải không có cách nào. Cái kia cuối hành lang có cửa sổ, nhưng không có lưới bảo vệ. Bởi vì nơi này tầng lầu hố cha là 36 tầng. Mà lại, càng hố cha là, nơi này là không có có điều hòa bên ngoài máy bay. Hiện tại quán rượu coi trọng mỹ quan, cũng sẽ không đem điều hòa không khí bên ngoài máy bay treo ở bên ngoài. Cho nên, La Quân thực chạy đi đâu cũng là đường chết một đầu. Cái này một rơi xuống, không cần biết ngươi là cái gì tu vi, toàn bộ đều phải ngã thành bùn loãng. Lúc này, La Quân cũng không lo được, hắn đã cảm giác được phía sau phong thanh vù vù, đây là Lạc Ninh tại theo đuổi không bỏ. La Quân âm thầm kêu khổ, cái này xú bà nương, cái này mẹ nó là phát điên vì cái gì a? Lão thiên, không mang theo ngươi như thế hố ca nha. La Quân vọt tới trước cửa sổ, trực tiếp đụng tới. Phanh một tiếng, nhất thời cửa sổ vỡ vụn, cả người hắn cũng bay ra ngoài. Bay ra ngoài một cái chớp mắt, La Quân trở tay nắm lấy Lạc Ninh tập giết tới ưng trảo thủ. Hắn trực tiếp chụp vào cổ tay nàng. Lạc Ninh lại là phản bắt, ngược lại chế trụ La Quân thủ đoạn. La Quân cả thân thể hướng xuống rơi xuống. Lạc Ninh thì là một cái thế sông, bị La Quân như thế một vùng, chính mình cũng bị lôi kéo đi ra. Lạc Ninh thật là không nghĩ tới La Quân vẫn thật là nhảy, hắn coi là La Quân tại trước cửa sổ khẳng định phải phản kích. Cho nên Lạc Ninh lực lượng không có giữ lại. Cái này không có giữ lại hậu quả cũng là hai người đều lao ra. Thế là, hô 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 hô. Không trung rơi xuống, ngược gió cuồn cuộn phá tới. 36 tầng A. Như tại Vân Tiêu. Cái này độ cao, nhảy dù không đủ, ngã chết người tuyệt đối đầy đủ. La Quân tại cái này một cái chớp mắt, trong lòng đắng chát. Mẹ cái so A, nghĩ không ra lão tử thế mà mẹ nó là ngã chết. Lạc Ninh tại rơi khoảng không một cái chớp mắt, thì bỏ qua La Quân. Hai người một trước một sau rơi xuống. Phanh phanh. Hai tiếng trọng ngã xuống địa âm thanh vang lên, La Quân tiếp lấy thì mất đi ý thức, ngất đi. Té xuống trong chớp mắt ấy, hắn cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều nát. Đồng thời, một mảnh tiếng thét chói tai vang lên. Nơi này là một cái hồ bơi. Lúc này, một vị phú hào mang theo tiểu tam chính đang bơi lội chơi đùa, rất lợi hại có tư tưởng. Ô mặt trời dưới là một chiếc giường mềm, phú hào cũng là ở trên đây cùng tiểu tam khoái hoạt. Ô mặt trời là cao chất lượng tốt hàng, giường êm cũng là tốt hàng. Giờ phút này, phú hào cùng tiểu tam mới từ trong hồ bơi đứng lên. Ngay vào lúc này, La Quân rớt xuống. La Quân đầu tiên là rơi xuống tại ô mặt trời bên trên, ô mặt trời trực tiếp bị nện cái động đi ra, sau đó, La Quân lại nện ở trên giường êm. Giường êm lập tức thành phấn vụn. Tuy nhiên như thế, nhưng hai thứ đồ này còn thật là tốt cho La Quân triệt tiêu rất nhiều lực đạo, cho nên hắn là phúc lớn mạng lớn, cũng chưa chết. Nhưng là Lạc Ninh thì khác biệt. Lạc Ninh lúc trực tiếp ngã tại bóng loáng đá cẩm thạch mặt đất. Phanh một tiếng, nàng bị ngã thành thịt nát, máu tươi bốn phía. Lúc còn sống cỡ nào mỹ lệ bộ dáng, lúc này cũng là một bãi thịt nát. Cái kia phú hào cùng tiểu tam nhìn thấy tình cảnh này, dọa đến hồn phi phách tán. La Quân sau một phút thì tỉnh lại, hắn thương cũng không nặng. Loại này ngã thương, thường nhân đã sớm chết, nhưng hắn không, hắn ngũ tạng lục phủ cường đại đây. La Quân chống đỡ ngồi xuống, vẫy vẫy đầu, nhìn nhìn lại bên cạnh cái kia một bãi máu thịt be bét đồ, vật. Hắn biết đó là Lạc Ninh. Ninh sư tỷ chết. Cái này đến sự tình chuyện gì xảy ra? La Quân trăm bề không được giải. Bất quá,
hắn không có ý định ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Hắn muốn trước về Lạc Ninh gian phòng đi xem một chút, nhìn xem đến chuyện gì phát sinh. La Quân thừa dịp cảnh sát cùng quán rượu bảo an không có tới, cấp tốc lặn đi. Sau đó, La Quân đi vào trong thang máy. Hắn từng ngụm thở, lại hô hấp. Như thế một hơi trong thân thể dâng trào không thôi, không bao lâu, liền cũng liền khôi phục bình thường. Rất nhanh, La Quân đi vào 36 tầng lâu. Hắn đi vào Lạc Ninh trước gian phòng. La Quân đang chuẩn bị gõ cửa, nhưng lúc này, trong phòng bỗng nhiên truyền đến thanh âm nói chuyện. Mà lại là Lạc Ninh thanh âm. La Quân ngây người, ta dựa vào, lão tử hôm nay là gặp quỷ sao? Chỉ nghe Lạc Ninh nói ra, ngươi thật nghĩ đến Tây Nại Pháp Điển ở đâu? Một thanh âm khác vang lên, Ninh sư tỷ, chuyện này, phương pháp không được truyền qua tai. Đương nhiên, cũng là ta phỏng đoán, nhưng ta cảm thấy rất có thể. Ta lặng lẽ nói cho ngươi. La Quân nghe được cái thanh âm này lúc lập tức thần hồn run rẩy, bởi vì cái này thanh âm thình lình chính là hắn, mẹ trứng, hết thảy đều lộn xộn. La Quân lập tức biết có vấn đề, hắn không lo được, tiến lên một chân đạp mở cửa phòng. Cửa phòng mở ra, La Quân liền trông thấy trong phòng khách, một cái cùng hắn giống như đúc người đang cùng cúi người dựa vào hướng Lạc Ninh, hắn nhìn như muốn nói thì thầm, nhưng lại đã tối giấu sát cơ. La Quân cái này xâm nhập tiến đến, Lạc Ninh cùng bên trong giả La Quân đều bị kinh ngạc. Cái kia giả La Quân trông thấy trước cửa La Quân, lập tức mắt lộ hung quang. Sau đó, hắn lại không để ý tới Lạc Ninh, bay thẳng đến La Quân bên này chém giết tới. Chuyện này La Quân thế mà phát động huyết hạch chi lực, thân hình như cao đến đạn pháo, hỏa tốc xông về phía La Quân. La Quân nơi đó tha cho hắn rời đi, nhưng là, kỳ quái sự tình phát sinh. Cái này giả La Quân vào tới La Quân trước mặt lúc, La Quân bỗng nhiên cảm thấy choáng đầu vô cùng. Lạc Ninh cũng phát giác được giả La Quân có vấn đề, lập tức truy giết tới. Hai người hợp lực giáp công giả La Quân, cái kia giả La Quân không thể làm gì. Mà lại, hắn tựa hồ cũng rất choáng đầu, sau cùng trực tiếp bị Lạc Ninh ưng chảo thủ tóm lấy. Lạc Ninh bắt giữ giả La Quân, nghiêm nghị hỏi, nói, người đến là ai? Nàng nói liền hướng trên mặt hắn chộp tới. Nhưng khiến Lạc Ninh cùng La Quân kinh ngạc là, trên mặt hắn không có điểm cao mặt nạ. Chẳng lẽ hắn cũng là thật? La Quân muốn đến gần giả La Quân, lúc này, hắn mỗi đi một bước, đầu thì choáng váng lợi hại. Cái kia không trung không thể phát giác từ trường mãnh liệt khuấy động, tựa như muốn ma sát dậy như lửa. Không được qua đây, lúc này, giả La Quân hoảng sợ nhìn lấy La Quân. Đồng thời, hắn vừa dứt lời âm, hắn cả thân thể bỗng nhiên phát sinh vặn vẹo. Phanh một tiếng, giả La Quân trên thân bỗng nhiên liệt hỏa hừng hực. Lạc Ninh cùng La Quân bị kinh ngạc, đồng thời các lùi về sau. Không đến một lát, giả La Quân liền bị đốt cháy thành cho bụi. Cái này, Lạc Ninh nhìn lấy một màn này, ngây người. La Quân khôi phục mau một chút, hắn nói với Lạc Ninh, Ninh sư tỷ, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này, không phải vậy muốn theo cảnh sát có nói không hết phiền phức. Thời gian đối với tại La Quân cùng Lạc Ninh cũng không nhiều, tự nhiên không thể nói với cảnh sát cái không xong. Lạc Ninh tuy nhiên đầy bụng lo nghĩ, nhưng vẫn là biết sự tình nặng nhẹ. Ngay sau đó thu thập hành lý, cấp tốc cùng La Quân từ chỗ thang lầu lặng lẽ rời tửu điếm. Ra quán rượu về sau, La Quân khởi động xe Mercedes tử. Lạc Ninh ngồi ở bên cạnh, nàng nhịn không được hỏi, tình huống như thế nào. Vừa rồi người kia sẽ còn ngươi huyết hạch chi lực, trên mặt lại không có điểm cao mặt nạ. Mà lại, ta cảm thấy hắn không giống như là giả. Nếu có người giả trang ngươi để tới gần ta nhất định có thể có phát giác. La Quân trầm giọng nói ra, Ninh sư tỷ, có chuyện ta không có nói cho ngươi. Ta vừa rồi cũng gặp phải đồng dạng một cái ngươi. Nói cách khác, cũng có một cái giả Lạc Ninh muốn tới giết ta. Mà lại, nàng tu vi, công phu, nói chuyện ngữ điệu đều cùng ngươi là giống như đúc. Lạc Ninh nói ra, vì sao lại dạng này? La Quân nói ra, ta bây giờ còn chưa có Lý Thanh đầu mối. Chúng ta trước tiên tìm một nơi dàn xếp lại, chờ làm rõ đầu mối lại nói. Lạc Ninh gật gật đầu. Bất quá không bao lâu, Lạc Ninh thì có chút kỳ quái hỏi, người nói có cái cùng ta giống như đúc người, liền tu vi đều là giống nhau. Nàng muốn giết ngươi. La Quân nói ra, đúng. Cái kia người nàng đâu? Lạc Ninh nói ra, nếu như người kia giống như ta tu vi, hội giết không được ngươi sao? La Quân khẽ cười khổ, nói ra, thật là kém một chút thì bị xử lý. Bất quá vận khí ta tốt một số. Chúng ta từ lầu 36 tầng cùng một chỗ té xuống,
nàng trực tiếp ngã thành thịt nát, ta ngã tại ô mặt trời cùng trên giường êm, lúc này mới bảo trụ một cái mạng nhỏ. La Quân biết, chính mình vận khí lại cứu mình nhất mệnh. La Quân cùng Lạc Ninh chỗ ở quán rượu Phương Diện, trước mắt chính là rối loạn. Bết bát nhất là, quán rượu Phương Diện không biết cụ thể chuyện gì phát sinh. Bởi vì cái kia giả Lạc Ninh chỗ ngã thành thịt nát đột nhiên tự đốt, hóa thành cho tàn. Giả La Quân cũng trở thành cho tàn. Nói cách khác, quán rượu không ai tử vong, Lạc Ninh cùng La Quân hai người cũng sống tốt tốt. Đối với quán rượu Phương Diện tới nói, bọn họ không biết báo động báo cái gì. La Quân cùng Lạc Ninh là ra khỏi phòng phí, người ta không lùi phòng liền đi cũng không có phạm pháp. Bởi vì tiền thế chấp còn có nhiều. La Quân một đường chạy đến yên lặng khu vực. Nơi này là một đầu yên tĩnh đường cái, là lái hướng bắc bộ sa mạc đường cái. Lúc này đã là rạng sáng không điểm. La Quân dừng xe. Ở trên bầu trời y nguyên treo một vầng minh nguyệt, ánh trăng lạnh lùng vẩy chiếu xuống tới. La Quân cảm thấy lúc này nhất định phải hảo hảo trải vuốt dưới suy nghĩ. Ninh sư tỷ, ta nghĩ ta đại khái hiểu chuyện gì phát sinh. La Quân trước khi nói ra. Lạc Ninh vẫn là một đoàn mơ hồ. La Quân nói ra, đầu tiên. Ta cho rằng cái kia chết hai người chưa hẳn cũng là giả. Ngươi nói là bọn họ là thật, vậy chúng ta là cái gì? Lạc Ninh trăm bề không được giải. La Quân nói ra, người có thể ngụy trang dịch dung, nhưng công phu, khí chất là lừa gạt không người. Lạc Ninh vô pháp phản bác La Quân lời nói. La Quân tiếp tục nói, hai người bọn họ nóng lòng muốn giết ta cùng ngươi, ngươi biết đây là tại sao không? Vì cái gì? Lạc Ninh lập tức hỏi. La Quân trầm ngâm nói. Ta đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Ta cho ngươi từ đầu giả thiết lấy đến trải vuốt một chút, ngươi nhìn có hay không khả năng này. Lạc Ninh nói, tốt, ngươi nói. La Quân nói ra, thứ nhất, Jehovah ước quý có thể hiện ra năm hạng không gian, để thời gian lập thể. Cũng chính là có thể xuyên toa thời không đúng hay không. Lạc Ninh gật đầu, nói ra, đúng. La Quân nói ra, ta giả thiết hai người chúng ta về sau tìm tới Jehovah ước quý cùng Tây Nại Pháp Điển. Nhưng là, chúng ta tìm được về sau phát sinh một vấn đề. Đó chính là chúng ta khả năng bởi vì tìm vật này thời điểm bị vây ở một chỗ. Sau đó, chúng ta bỏ lỡ giao nhiệm nhất định sẽ hạn. Lúc này, trong tay chúng ta có Jehovah ước quý cùng Tây Nại Pháp Điển, nhưng là căn cứ nhiệm vụ quy tắc, chúng ta vẫn là khó thoát bị băng phong vận mệnh. La Quân nói đến đây ngừng một lát, nói, như vậy lúc này, người cảm giác cho chúng ta hội làm thế nào? Lạc Ninh nhãn tình sáng lên. Nói ra, chúng ta hội sử dụng Jehovah ước quý xuyên toa đến không có bỏ qua kỳ hạn thời kỳ. Cũng chính là giống chúng ta bây giờ. Lúc này, chúng ta xuyên qua đến, chúng ta trong đầu đã biết Jehovah ước quý cùng Tây Nại Pháp Điển chỗ ẩn thân. Chúng ta thì lại đi đem hai thứ đồ này nhanh chóng tìm tới, sau đó trở về giao nhiệm vụ. Như vậy hết thảy đều hoàn mỹ. La Quân nói ra, không sai. Lạc Ninh nhất thời có loại thể hồ quán đính cảm giác. La Quân nói ra. Tương lai chúng ta xuyên qua đến, gặp được cái thứ nhất khó khăn chính là, tại chúng ta cái thời không này bên trong, ta và ngươi vẫn là tồn tại. Thế là, thời không thì rối loạn, cùng một cái thời không bên trong, có hai cái La Quân cùng hai cái Lạc Ninh. Lạc Ninh lập tức nói, như vậy, kể từ đó, thời không khẳng định là không cho phép. Cho nên, bọn họ muốn tới đem hai người chúng ta giết. Chúng ta vừa chết, cái thời không này bên trong cũng chỉ có một Lạc Ninh cùng một cái La Quân. Như thế thì hết thảy bình thường. La Quân nói ra, không sai. Hắn ngừng một lát, nói ra, còn có, người biết bọn họ tại sao muốn tách ra tới giết chúng ta. Mà không phải hai người liên hợp cùng một chỗ sao. Lạc Ninh nói ra, bọn họ tại chúng ta nơi này, là sai lầm thừa số. Trên người bọn họ từ trường rất lợi hại không đúng, cho nên, người đang cùng cái kia sai lầm thời không La Quân gặp mặt lúc, người chỉ là choáng đầu, hắn lại tự đốt. La Quân đánh cái búng tay. Nói ra, thông minh, chính là như vậy. Lạc Ninh không khỏi bội phục La Quân trí tuệ, phức tạp như vậy vấn đề hắn đều có thể làm rõ đầu mối. Nói cách khác, thực chúng ta là tìm tới ước quý cùng Tây Nại Pháp Điển. Lạc Ninh nói ra, La Quân nói ra, chúng ta hiện tại nhất định phải nắm chặt, nếu không đến lúc đó, chúng ta vẫn là sẽ đi một dạng đường xưa. Lạc Ninh nhíu mày, nói ra, nhưng là chúng ta dưới mắt vẫn không có bất luận cái gì manh mối. Ngay tại La Quân cũng nhíu mày suy nghĩ thời điểm, hắn điện thoại di động bỗng nhiên vang. La Quân không cần nghĩ ngợi kết nối, bên kia lại là một cái đã lâu, khiến cho người không thoải mái thanh âm. Người này thanh âm biểu hiện,
hắn là Trình Kiến Hoa. La Quân, chúng ta lại gặp mặt, Trình Kiến Hoa từ tốn nói. La Quân cười lạnh, nói ra, thế nào, ngươi trốn ở Green Ten nơi đó còn dễ chịu à? Ngươi cho rằng ta không biết ngươi giấu ở nơi nào? Trình Kiến Hoa nao nao, sau đó hắn giọng nói có vẻ hơi phức tạp, nói ra, ta xác thực xem thường ngươi. La Quân nói ra, tốt, chúng ta bớt nói nhiều lời. Ngươi gọi điện thoại đến tổng không phải muốn cùng ta ôn chuyện à? Trình Kiến Hoa nói ra, xác thực không phải ôn chuyện, mà chính là tự cứu. Tự cứu, La Quân hơi hơi không hiểu. Trình Kiến Hoa nói ra, các ngươi nơi đó vừa rồi chuyện gì phát sinh, ta biết. La Quân bị kinh ngạc, nói ra, làm sao ngươi biết? Trình Kiến Hoa nói ra, bởi vì cùng tương lai các ngươi cùng một chỗ tới còn có tương lai ta. Vừa rồi, tương lai ta trước tới tìm ta, hắn nói với ta một ít gì đó. Đây là rất lợi hại quan trọng đồ, vật, nếu như chúng ta không liên hợp lại cùng nhau, chúng ta liền sẽ lâm vào một cái vòng lặp vô hạn. Ngươi đến lúc đó sẽ có thú phát hiện, mỗi một cái thời gian đoạn, đều sẽ có tương lai các ngươi trở về giết các ngươi. Ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi? La Quân tâm động, nhưng đối Trình Kiến Hoa, hắn vẫn là bảo trì cảnh giác. Trình Kiến Hoa nói ra, ngươi cùng Lạc Ninh đều là tu vi cao thâm người, ta bất quá là cái không có tu vi tàn phế. Ta cũng dám thấy các ngươi, ngươi thế mà còn muốn hỏi như thế nào mới có thể tin tưởng ta. Ngươi không sợ chúng ta giết ngươi? La Quân nói ra. Trình Kiến Hoa nói ra, giết ta, các ngươi liền sẽ một mực lâm vào cục diện bế tắc, vô pháp tại chính xác thời cơ tìm tới Giê-hô-va ước quỹ cùng Tây Nại Pháp Điển. Cho nên, đây là ta thẻ đánh bạc. Chúng ta tuy nhiên ở giữa có cửu hận, nhưng chúng ta cửu hận cũng không nhất định là muốn hiện tại thì. Chúng ta dù sao cũng phải sống sót, không phải sao? La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, hắn theo rồi nói ra, tốt, chúng ta tới gặp ngươi. Hắn nói xong liền tắt điện thoại. Là Trình Kiến Hoa, Lạc Ninh lập tức hỏi La Quân. La Quân gật gật đầu, hắn nổ máy xe, nói ra, Trình Kiến Hoa nói có một cái tương lai Trình Kiến Hoa trước tới tìm hắn. Sau đó cái kia tương lai Trình Kiến Hoa còn nói cho hắn biết như thế nào tìm đến ước quỹ cùng Tây Nại Pháp Điển. Lạc Ninh trong mắt lóe lên vẻ vui thích. Nàng cảm thấy đây thật là trên trời rơi xuống một khối đại đĩa bánh. Lúc đầu đã tuyệt vọng tới cực điểm, lại không nghĩ rằng sự tình sẽ xuất hiện dạng này một cái đại chuyển hướng. La Quân gặp Lạc Ninh hoan hỉ, nhịn không được nhắc nhở lấy nói ra, Ninh sư tỷ, Trình Kiến Hoa là cái cực giàu hoạt người. Chúng ta cùng hắn liên hệ. Nhất định phải 12 phần cẩn thận. Lạc Ninh khẽ giật mình, sau đó, nàng cũng không có phản bác, nói ra, ta biết. La Quân gặp nàng cái này thần sắc, liền cũng biết nàng không có quá đem chính mình lời nói nghe vào. Cũng thế, suy nghĩ một chút cái này Trình Kiến Hoa hiện tại bất quá là người tàn phế, còn không có tu vi. Tựa hồ xác thực không có gì có thể kiêng kỵ. Nhưng La Quân đối Trình Kiến Hoa kiêng kỵ lại là xuất phát từ nội tâm chỗ sâu a. Hai người rất mau tới đến Green Ten chỗ ở mật liệt người tiểu khu bên ngoài. Nhưng là, La Quân lại không đi vào, mà chính là cho Trình Kiến Hoa gọi điện thoại, nói ra, chúng ta đến, ngươi ra đi. Không muốn đùa nghịch hoa dạng gì, nếu như ngươi dám chơi trò xảo trá, ta lập tức giết ngươi. Không có hiện tại ngươi, liền cũng không hề sẽ có tương lai ngươi. Cái này tuần hoàn chắc hẳn liền sẽ có thú. Trình Kiến Hoa cười nhạt một tiếng, nói ra, thật xin lỗi. Ta nghĩ ta đại khái là sai. Ta vẫn cho là các ngươi loại này võ phu đều là không có não tử. Nhưng ngươi xác thực để cho ta thật bất ngờ, ngươi suy nghĩ quá kín đáo. Cho nên dưới mắt, ta mới có thể đi đến bị động như vậy cấp độ. La Quân lãnh đạm nói ra, Trình Kiến Hoa, ngươi đừng làm bộ dạng này. Bà nội ngươi không ta. Ha ha, Trình Kiến Hoa cởi mở cười một tiếng, theo rồi nói ra, ngươi thật là cái nhân vật. Tiếp theo. Trình Kiến Hoa liền cúp điện thoại. Không bao lâu, Trình Kiến Hoa tại hai tên tráng hán trợ giúp dưới, đẩy xe lăn đi ra. Cái kia Green Ten lại là chưa hề đi ra, chắc hẳn cũng là không mặt mũi gặp La Quân. La Quân lại cũng không trách tội, Green Ten gặp gỡ Trình Kiến Hoa, đó cũng là không thể làm gì. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là không muốn lãng phí thời gian, bởi vì là thời gian đã rất khẩn cấp. Trình Kiến Hoa sau khi đi ra, đối mặt La Quân cùng Lạc Ninh. Đi thẳng vào vấn đề nói ra. La Quân nói ra, tốt, ngươi nói. Trình Kiến Hoa nói ra, lúc đầu lần này, ta là định tìm ngươi báo thù. Nhưng là hiện tại xem ra, rất không có khả năng. Cho nên, chúng ta đánh cùng đi. Lần này nhiệm vụ, chúng ta cùng đi tìm kiếm. Ân oán, lưu lại chờ về sau.
La Quân nói ra, ta muốn giết ngươi, hiện tại dễ như trở bàn tay. Ngươi phải nói một chút không giết ngươi sung túc lý do. Không có khả năng ngươi bởi vì ngươi giết không ta, ta liền muốn đánh với ngươi cùng a. Trình Kiến Hoa mỉm cười, nói ra, rất đơn giản, bởi vì không có ta, ngươi không có cách nào mở ra bảo tàng chi môn. La Quân nói ra, thật sao? Trình Kiến Hoa nói ra, ta biết, ta không xuất ra 10 phần chứng cứ, ngươi sẽ không tin tưởng. Hắn đón đến, nói ra, ta đầu tiên giải thích với ngươi một chút, vì cái gì ta sẽ nói như vậy. Tương lai ta trở về nói cho ta biết, thứ ba thánh điện cũng không phải là một loại chân thực tồn tại thánh điện. Mà chính là người do thái cùng một chỗ, thành tín nhất tín ngưỡng ngưng tụ ra từ trường không gian. Mà ước quý cùng Tây Nại Pháp Điển thì giấu ở cái này trong không gian. Cái này một cái phát hiện, là La Quân ngươi tại 3 ngày sau đó phát hiện. Lúc ấy, ngươi tụ tập 100 tên người do thái bắt đầu cầu nguyện. Sau đó, ngươi tìm tới ta, để cho ta tới lấy vô thượng tinh thần lực mở ra đạo này từ trường không gian chi môn. Cũng bởi vậy, chúng ta tìm tới ước quý cùng Tây Nại Pháp Điển. Lạc Ninh không khỏi ngạc nhiên nói, 3 ngày sau đó, còn chưa bỏ lỡ ngày. Tìm tới vì cái gì không trực tiếp về Los Angeles giao nhiệm vụ. Trình Kiến Hoa nói ra, bởi vì chúng ta 3 người mất tích tại từ trường trong không gian, chờ đi ra thời điểm, đã qua 10 ngày. Lúc này giao nhiệm vụ trễ, cho nên bọn họ mới nghĩ đến sử dụng ước quỹ trở về. Mà lại hiện tại, tương lai Trình Kiến Hoa đã nói cho ta biết như thế nào phá giải từ trường mê cung. La Quân nhìn về phía Trình Kiến Hoa, nói ra, ngươi sẽ không giấu giếm thứ gì à? Trình Kiến Hoa nói ra, lòng nghi ngờ sinh ám quỷ, ta đã thẳng thắn vải công. Nếu ngươi không tin nữa, ta cũng không có cách nào. Cái kia từ trường trong không gian mê cung, nhất định phải theo dựa vào 3 người chúng ta chi lực mới có thể phá giải. Nếu không phải là như thế, ta liền một mình hoàn thành. La Quân cũng cảm thấy mình là có chút đa nghi, hắn ngay sau đó cũng thì không nói thêm lời. Trình Kiến Hoa nói ra, hiện tại chúng ta khẩn yếu nhất cũng là tìm 100 tên người do thái. La Quân nói ra, điểm này, chúng ta có thể cho Green Ten đến xử lý. Trình Kiến Hoa nói ra, không sai, trước đó ngươi chính là để Green Ten xử lý. Dưới mắt, ta đã để Green Ten đi làm. Ngay tại đêm nay, chúng ta liền có thể tìm tới cái này thứ ba thánh điện, cầm bảo vật về Los Angeles. Hắn ngừng một lát, nói ra, còn có một việc, chúng ta nhất định phải nói rõ. La Quân nói, ngươi nói, Trình Kiến Hoa nói ra, bảo vật tìm tới, nhiệm vụ có thể cho ngươi đi giao. Nhưng là sở được đến cửu chuyển kim đan, nhất định phải phân ta một hạt. La Quân cũng không phải cái người tham lam, nói ra, có thể. Đợi một chút, Lạc Ninh bỗng nhiên mở miệng. Trình Kiến Hoa cùng La Quân đều nhìn về Lạc Ninh. Lạc Ninh nói với Trình Kiến Hoa, ta có thể đem ta viên kia cửu chuyển kim đan cho ngươi. Nhưng là ta muốn ngươi tại cầm tới Tây Nại Pháp Điển về sau, giúp ta làm một chuyện. La Quân bị kinh ngạc, hắn đương nhiên biết Lạc Ninh muốn Trình Kiến Hoa làm cái gì. Thế nhưng là này nương môn cũng quá phá của, cửu chuyển kim đan tốt như vậy đồ, vật làm sao lại không muốn. Để Trình Kiến Hoa hỗ trợ, đó là chuyện đương nhiên, đến lúc đó con hàng này dám không đáp ứng sao. Bất quá, Lạc Ninh lời đã nói ra khỏi miệng, La Quân liền cũng không tiện nói gì. Trình Kiến Hoa trong mắt lóe lên một tia cuồng hỉ, hắn rất tốt đè nén xuống. Sau đó, hắn nhìn về phía Lạc Ninh, hỏi, chuyện gì? Lạc Ninh nói ra, ta hy vọng ngươi sử dụng Tây Nại Pháp Điển để cho ta thấy rõ ràng ta 7 tuổi trước đó chỗ chuyện phát sinh. Trình Kiến Hoa trầm ngâm nói, ta chưa từng gặp qua Tây Nại Pháp Điển, nhưng ta cũng biết nó diệu dụng. Nếu như phải dùng Tây Nại Pháp Điển đến điều tia, a phát sinh qua sự tình, nhân quả hội nhỏ một chút. Bất quá. Muốn hiểu thấu đáo Tây Nại Pháp Điển huyền bí cũng không rất dễ dàng. Ta tận lực. Tốt, đa tạ, Lạc Ninh nói ra. La Quân ở một bên đột nhiên cảm giác được có chút không ổn, bởi vì dưới mắt ẩn ẩn, Lạc Ninh giống như có lẽ đã đứng ở Trình Kiến Hoa bên kia. Bởi vì Lạc Ninh muốn dựa vào Trình Kiến Hoa. La Quân nhất thời sinh lòng cảnh giác, hắn đối Trình Kiến Hoa kiêng kỵ quá sâu. Luôn cảm giác mình cùng Lạc Ninh tựa hồ tại từng bước một tiến vào một cái bẫy bên trong. Nhưng là... Hắn lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Dưới mắt, có thể tìm tới Tây Nại Pháp Điển, lại có thể giúp Lạc Ninh thấy qua sự tình. Lạc Ninh là tuyệt sẽ không đứng tại phía bên mình. La Quân đương nhiên cũng biết, Trình Kiến Hoa không có khả năng toàn bộ đang nói láo. Cái kia thật thực tồn tại sự tình là phát sinh. Chưa đến chính mình cùng tương lai Lạc Ninh giết tới. Đây là Trình Kiến Hoa không thể thiết kế,
là bất luận cái gì thần thông đều thiết kế không. Chỉ có thể nói, vẫn là nên cẩn thận Trình Kiến Hoa. La Quân vĩnh viễn nhớ kỹ lúc trước bắt Trình Kiến Hoa, Trình Kiến Hoa cỗ này hận ý. Hắn nói, ngươi nhất định sẽ hối hận hôm nay sở tác sở vi. Trình Kiến Hoa còn sống một ngày, La Quân giống như ngạnh đâm vào hầu, không được an bình. Không nói đến những này, cái kia Green Ten bản sự cũng là thật to lớn. Sau 2 giờ thì tụ tập 100 tên người Do Thái. Đầu năm nay, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Green Ten có tiền, tự nhiên năng triệu tập rất nhiều người. Cái này 100 tên người Do Thái thì tụ tập tại trong Gaza tầng ngầm. Nơi này là La Quân chỉ định. Như thế về sau, 100 tên người Do Thái bắt đầu quỳ xuống đất cầu nguyện. Trong gara bị phong tỏa lại, ánh đèn cũng dập tắt. Green Ten cũng không có được cho phép tiến đến. La Quân, Trình Kiến Hoa, Lạc Ninh ngay tại cái này 100 tên người Do Thái phía trước. Trong gara một vùng tăm tối. Trong tai mọi người cũng chỉ có thể nghe được cái kia tinh mịn cầu nguyện thanh âm. Một màn này, để La Quân phảng phất trở lại cái kia đang khóc tưởng trước đó, lúc ngủ làm ra trong mộng. Người Do Thái trọn vẹn cầu nguyện một giờ, lúc này, La Quân cùng Lạc Ninh rõ ràng có thể cảm giác được không trung từ trường chi lực rất là nồng đậm. Đây là một loại tín ngưỡng ngưng tụ. Lúc này, Trình Kiến Hoa bắt đầu phát công. Hắn cùng những thần thông cảnh giới đó cao thủ khác biệt, hắn là thuần túy vận dụng sóng điện não tinh thần lực. Mà thần thông cao thủ nhóm, thường thường chỉ biết vận dụng tinh thần lực khu động từ trường chi lực đến công kích đối phương. Bọn họ cũng sẽ không phức tạp vận dụng thần thông chi lực. Nhưng Trình Kiến Hoa khác biệt, Trình Kiến Hoa tinh thông thuật số, đạo gia, huyền môn chi thuật. Hắn giỏi về bố trận. Lúc này, Trình Kiến Hoa trong miệng cũng là nói lẩm bẩm, mang theo một loại vận luật. Sau đó, Trình Kiến Hoa liền đem những này người Do Thái chỗ tụ tập tín ngưỡng từ trường ngưng tập hợp một chỗ. Thái thượng thần linh, càn khôn vô cực, Trình Kiến Hoa gấp giọng thì thầm, thái sơ có đạo, đạo cũng là thần, thỉnh thần chỉ đường, cho ta vỡ ra. Trình Kiến Hoa đột nhiên hai mắt trợn lên, hắn hai mắt nhất thời giống như ánh sáng mặt trời đồng dạng chói mắt. Cái kia trong bóng tối, bỗng nhiên thì xuất hiện một cánh cửa. Cánh cửa này thần bí cùng cực, bên trong đen kịt một mảnh, tựa như là địa ngục chi môn. Trình Kiến Hoa hít sâu một hơi, hắn trên trán xuất hiện chảy ròng ròng mồ hôi. Mà lại, hắn sắc mặt cực tái nhợt. Đi, Trình Kiến Hoa dẫn đầu chính mình chuyển động xe lăn nắm tay, cửa trước bên trong đi vào. Lạc Ninh không chút do dự theo ở phía sau, La Quân thấy thế, có dám cũng chỉ có thể nghẹn. Hắn biết nếu như mình lại lề mề chậm chạp chắc là phải bị Lạc Ninh khinh bỉ. Mình tại đối Trình Kiến Hoa vấn đề bên trên, thật là có điểm quá cẩn thận. La Quân cái cuối cùng tiến vào từ trường chi môn, hắn đi vào, cánh cửa kia liền biến mất. Mà tại đi vào cánh cửa này thời điểm, La Quân trông thấy cảnh tượng trước mắt. Bốn phía vẫn là một vùng tăm tối. Nhưng La Quân có thể thấy rõ ràng bốn phía tình huống, hắn thị lực rất tốt. Nơi này thình lình chính là một tòa lăng mộ. Sở La Môn Vương lăng mộ. Đây là một tòa địa hạ lăng mộ, vô cùng bí ẩn địa hạ lăng mộ. Lăng mộ bên trong giống như cung điện, ở giữa nhất là một ngụm crystal ngọc quán. Bốn phía tràn đầy kim ngân châu báu, nơi này tài phú là kinh người. Không khí rất là đục ngầu, khiến người ta ngửi rất lợi hại không thoải mái, mà lại cũng rất ngột ngạt. Có thể suy ra, cái này làm lăng mộ là dưới đất. Chuyện gì xảy ra, La Quân nhìn không được hỏi Trình Kiến Hoa. Trình Kiến Hoa nói ra, rất đơn giản, nơi này là Sở La Môn Vương lăng mộ. Sở La Môn Vương bảo tàng cũng toàn trốn ở chỗ này. Mà lại, nơi này bị nghĩ cách trận, nếu như không tìm được nhập chìa khóa cửa, tuyệt không có khả năng tiến đến. Nhập chìa khóa cửa chính là người Do Thái tín ngưỡng. Nói cách khác, nơi này liền là chân chính thứ ba thần điện. La Quân trầm giọng nói ra, nói một cách khác, chúng ta vào cửa tựa như là truyền tống môn một dạng. Dưới mắt, chúng ta bị truyền tống đến tòa lăng mộ này bên trong. Trình Kiến Hoa nói ra, không sai, là phần tử làm kết nối. Xa xôi hai cái địa phương, để giống nhau phần tử nối liền cùng nhau. Từ đó đạt tới xuyên toa hư không năng lực. La Quân bỗng nhiên cảnh giác nói, nơi này là một tòa lăng mộ, nhưng trước ngươi lại nói tương lai chúng ta là ở chỗ này bị nhốt mê cung. Từ đó chậm trễ thời gian. Ngươi nói láo, hắn nhất thời trong mắt hung quang đại thịnh. La Quân dưới mắt cũng xem như có chút bị ổi vô sỉ, dù sao liền muốn mượn cớ xử lý Trình Kiến Hoa con hàng này. Trình Kiến Hoa nói ra, chúng ta mặc dù nhưng đã đến tòa lăng mộ này bên trong,
nhưng là, người biết làm sao ra ngoài sao? Đây là một cái mê cục, đợi chút nữa ta có muốn các ngươi hỗ trợ địa phương. Hắn đón đến, nói ra, La Quân, chúng ta trước đó là đã ước định cẩn thận. Ngươi nếu là muốn đem ta Trình Kiến Hoa xem như có thể sử dụng quân cờ, sử dụng xong sau liền giết chết, vậy ngươi cũng quá coi thường ta Trình Kiến Hoa. La Quân có chút khí muộn, nói ra, ta cũng không có nghĩ như vậy. Lạc Ninh mở miệng, nói ra, Trình Kiến Hoa, có ta ở đây, không ai có thể giết đến ngươi. Nàng lãnh đạm nhìn về phía La Quân, nói ra, La Quân, ta không hy vọng loại chuyện này phát sinh. La Quân không khỏi phiền muộn, này nương môn là hoàn toàn đứng tại Trình Kiến Hoa bên kia qua. Hắn biết cái này chính mình là thật không có cách nào giết Trình Kiến Hoa. Như vậy, La Quân cũng chỉ có âm thầm cầu nguyện Trình Kiến Hoa là thật không có hắn âm mưu. Những này lại đều không nói, ba người nhanh chóng đi vào cái kia thủy tinh quan tài phía trước. Xuyên thấu qua thủy tinh quan tài, La Quân ba người trông thấy bên trong Sở La Môn Vương y nguyên sinh động như thật. Hắn thi thể rất tốt. Thì cùng La Quân cùng Lạc Ninh trong mộng trông thấy giống như đúc. Đồng thời, trong mắt ba người tỏa sáng, bọn họ trông thấy Sở La Môn Vương bên cạnh phân biệt có một bản màu đen pháp điển, còn có truyền thuyết kia bên trong Jehovah ước quỹ. Cái này hai đại thần khí, ngàn năm chi mê, rốt cục bị La Quân một đoàn người phá giải. La Quân đối Sở La Môn Vương đầu tiên là ba bái, theo rồi nói ra, Vương thượng, hậu sinh vãn bối La Quân cần phải mượn ngài bảo vật, đắc tội. Hắn sau khi nói xong vừa rồi đem quan tài thủy tinh đắp thôi động. Quan tài thủy tinh là bịt kín, bất quá lại ngăn không được La Quân lực lượng. Cuối cùng vẫn là bị La Quân đẩy ra. Lạc Ninh đoạt trước một bước đem cái kia màu đen pháp điển nắm trong tay. Hết thảy cũng chỉ là vì bản này tây nại pháp điển, giờ phút này, Lạc Ninh kích động tới cực điểm. Trình Kiến Hoa bởi vì đi đứng không tiện, cho nên hắn không có cách nào tới bắt bất luận cái gì bảo bối. La Quân thì là đem truyền thuyết kia bên trong Jehovah ước quỹ rời lên tới. Hơi có chút chìm. La Quân nhìn về phía ước trong tủ, bên trong nhưng là tạo mộc chế tạo. Nhìn, cái này ước quỹ cũng là một cái bình thường ngăn tủ. La Quân không khỏi hơi hơi kinh ngạc, nói ra, nghe đồn rằng, cái này Jehovah ước quỹ chính là thần khí. Lại có thể câu thông thần linh, lại có thể chế tạo năm hạng không gian, xuyên toa quá khứ tương lai. Nhưng vì cái gì nhìn như thế phổ thông? Trình Kiến Hoa nói ra, người để ý để ta xem một chút sao. Hắn cũng đối Jehovah ước quỹ phi thường tò mò. La Quân có chút không muốn cho Trình Kiến Hoa nhìn, nhưng là như thế này tựa hồ lại ra vẻ mình quá keo kiệt. Dù sao Trình Kiến Hoa cũng không có khả năng thông qua Jehovah ước quỹ chơi cái gì yêu thiêu thân. La Quân nghĩ như vậy, liền đem Jehovah ước quỹ đưa cho Trình Kiến Hoa, rất nặng. La Quân hữu tình nhắc nhở. Trình Kiến Hoa cầm trên tay lúc, quả nhiên cảm thấy cố hết sức. Hắn ôm ở trên đùi, sau đó tử tế suy nghĩ. Ta minh bạch, Trình Kiến Hoa lập tức nói. La Quân một mực đang chú ý Trình Kiến Hoa, nghe vậy nhân tiện nói, người minh bạch cái gì? Lạc Ninh lại là đang nghiên cứu Tây Nại Pháp Điển, cũng không có chú ý nơi này. Trình Kiến Hoa nói ra, cái này Jehovah ước quỹ bên trong tạo mộc từ huyền diệu trận pháp trèo trống, tại chính giữa, cũng chính là bộ, trung tâm trận pháp có một khỏa nguyên thạch. Nguyên thạch bên trong có rất cường đại tinh thần lực, lúc trước Sở La Môn Vương cũng là dựa vào chính hắn tinh thần lực cùng nguyên thạch tinh thần lực lẫn nhau câu thông. Viên này nguyên thạch nội bộ cũng là một cái năm hạng không gian trận pháp, hẳn là trong vũ trụ mịt mờ một cái thần kỳ tồn tại. Về sau bị người lợi dụng đứng lên, chế tạo cái này Jehovah ước quỹ. Nếu như lấy đi nguyên thạch, không có trận pháp trèo trống, liền cũng vô pháp bày ra năm hạng không gian. Bất quá, cái này nguyên thạch là bảo bối tốt, có thể cho đạo gia cao thủ cung cấp vô cùng pháp lực. La Quân lập tức duỗi tay đè chặt Jehovah ước quỹ, sau đó một thanh cướp đến tay bên trên, nói ra, người cũng đừng đánh thứ này chủ ý. Nói đùa, Trình Kiến Hoa con hàng này nếu như lần nữa nguyên thạch, vậy mình và Lạc Ninh còn không bị hắn nắm bắt chơi. Trình Kiến Hoa cười nhạt một tiếng, nói ra, ta cũng không có quyết định này, ta biết ngươi không có khả năng để ta được đến. La Quân nhạt lạnh nói ra, ngươi minh bạch liền tốt. Lạc Ninh nhìn về phía Trình Kiến Hoa, nàng nghiên cứu nửa ngày Tây Nại Pháp Điển. Cảm thấy cái này Tây Nại Pháp Điển quả thực tựa như là một khối tấm màn đen. Tây Nại Pháp Điển mở ra sau khi, chỉ có một mảnh màu đen. Cái này khiến Lạc Ninh có loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Cho nên, nàng chỉ có xin giúp đỡ Trình Kiến Hoa. Trình Kiến Hoa tiếp nhận Tây Nại Pháp Điển, hắn cầm tại trên tay chi tiết đứng lên.
Sau một hồi khá lâu, Trình Kiến Hoa nói ra, ta biết là chuyện gì xảy ra, cái này Tây Nại Pháp Điển chính là Thái Sơ thời điểm đồ, vật, ghi chép vạn vật. Muốn tỉnh lại nó, cần phải cường đại tinh thần lực. Ta hiện tại còn không thể thi triển, bởi vì một khi thi triển, ta còn cần thời gian rất lâu khôi phục. Ta tinh thần lực không khôi phục, chúng ta là không có cách nào rời đi nơi này. Chờ sau khi ra ngoài, ta giúp ngươi, nhưng là có một chút, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, ngươi đến cam đoan ta an toàn. Lạc Ninh nói ra, điểm này ngươi có thể yên tâm. Trình Kiến Hoa liền nói ra, ta tin tưởng ngươi. La Quân ở một bên phiền muộn sờ mũi một cái, thầm nghĩ, nương, hiện tại Lạc Ninh này nương môn là hoàn toàn đứng tại Trình Kiến Hoa bên kia qua. Nếu là Trình Kiến Hoa lại có âm mưu quỷ kế gì, cái này lão tử khẳng định xong đời. La Quân dưới mắt cũng không thể nói cái gì, dù sao có dám cũng chỉ có thể kìm nén. Đây là một loại mất đi khống chế cảm giác. La Quân không nghĩ tới tại xử lý Nhạc Đại Bằng về sau, Trình Kiến Hoa còn có thể cho hắn tạo thành uy hát Iota như vậy. Hắn ngẫm lại, vẫn là ôm chặt lấy ước quỹ. Đó là cái bảo bối tốt, Trình Kiến Hoa khẳng định muốn nắm bắt tới tay bên trên. Nhưng mình tuyệt không thể cho hắn, cầm trên tay vẫn là một phần thẻ đánh bạc. Liền cũng tại lúc này, Trình Kiến Hoa nói ra, chúng ta bây giờ phải nghĩ biện pháp ra ngoài. Nơi này là một cái bịt kín khu vực, ta muốn ngưng tụ hai người các ngươi tinh thần lực, lại phối hợp ta tinh thần lực tìm tới trước đó từ trường chi môn. Như thế, chúng ta liền có thể lần nữa trở lại cái kia trong gara qua. Làm sao phối hợp, Lạc Ninh hỏi. Trình Kiến Hoa nói ra, rất đơn giản, các ngươi đầu buông lỏng, ta hội sử dụng tinh thần lực để dẫn dắt các ngươi. Trong thời gian này sẽ có cảm giác cật lực cảm giác. Đợi một chút, La Quân lại cảm thấy dạng này rất là không ổn, nói ra, bởi như vậy, chúng ta chẳng phải là đem mạng nhỏ trưởng khống đến trên tay ngươi. Trình Kiến Hoa hơi hơi bất đắc dĩ, nói ra, xem ra ngươi vẫn là chưa tin ta. Chuyện này, vốn cũng không phải là ta một người có thể hoàn thành. Mà lại, thiên hạ này rất nhiều chuyện đô sự cần phải tín nhiệm, cần đoàn kết mới có thể làm thành sự tình. Nhiều người lực lượng đại đạo lý này, ngươi sẽ không hiểu sao. La Quân nói ra, thật có lỗi, ta không có cách nào tín nhiệm ngươi. Trình Kiến Hoa liền nhìn về phía Lạc Ninh, nói ra, Lạc Ninh, đã như vậy, vậy chúng ta cứ như vậy hao tổn đi. Đại không bỏ sót thời gian, chúng ta lại sử dụng Jehovah ước quỹ xuyên toa một lần đến quá khứ. Sau đó lại bị quá khứ chúng ta xử lý. Hắn đón đến, nói ra, ta thẳng thắn nói đi, phía trước một lần nhiệm vụ thất bại, không phải là bởi vì từ trường mê cung ra không được. Mà là bởi vì ngươi La Quân không chịu hợp tác, hiện tại, ta không nghĩ tới ta nói nhiều như vậy, chúng ta vẫn là gặp phải đồng dạng vấn đề. La Quân, Lạc Ninh nhìn về phía La Quân, nói ra, ngươi thật muốn như thế tự tư sao? La Quân phiền muộn muốn chết, hắn cũng nhìn về phía Lạc Ninh, nói ra, hắn không thể tin, Ninh sư tỷ. Không muốn gọi ta Ninh sư tỷ, Lạc Ninh lạnh lùng nói ra, đều đến nước này, còn có cái gì không thể tin? Chúng ta bây giờ là trên một cái thuyền châu chấu. La Quân không để ý Lạc Ninh, hắn liếc nhìn bốn phía, nói ra, chúng ta có thể nhìn xem có hay không lối ra. Nơi này cũng không phải là hư huyễn, mà là chân thật tồn tại. Chúng ta có thể tìm đánh ra miệng, sau đó rời đi nơi này. Trình Kiến Hoa nói ra, tương lai ngươi, cũng là nói như vậy. Về sau lãng phí ba ngày thời gian mới biết được, nơi này lối ra đã sớm bị phong kín. La Quân không khỏi nghẹn lời. Lạc Ninh nói ra, La Quân, ngươi như không hợp tác, có tin ta hay không hiện tại thì giết ngươi. Nàng trong mắt lóe lên rét lạnh sát ý. Lạc Ninh đối với mình 7 tuổi chuyện khi trước canh cánh trong lòng, đó là nàng tâm ma. Nàng hiện tại có cơ hội sẽ biết, tuyệt sẽ không để La Quân đến phá hư. La Quân lại là cái tính bướng bỉnh người, điển hình ăn mềm không ăn cứng. Hắn lập tức cười lạnh một tiếng, nói ra, Lạc Ninh, ngươi thật là uy phong a. Tới. Ta nhìn ngươi hôm nay muốn làm sao giết ta. Lão tử hôm nay còn cũng là không hợp tác. Hắn cái này bạo tính khí bạo phát đi ra, nhưng mà cái gì đều không quan tâm. Lạc Ninh trong mắt sát cơ đại hiện. La Quân lập tức lặng yên lui lại, ngưng thần đề phòng. Trình Kiến Hoa lại là thở dài một tiếng, nói ra, xem ra, tương lai chúng ta không làm được chuyện này cũng không phải là ngẫu nhiên mà tất nhiên. Vận mạng chúng ta, cuối cùng là phải bị băng phong. Liền xem như có cái này có thể qua lại thời không ước quỹ, như chúng ta vô pháp cải biến mệnh vận quỹ tích. Các ngươi thì đánh đi, cái này đánh, còn muốn hợp tác thì thật là không thể nào. Lạc Ninh cùng La Quân đều là ngẩn ngơ.
Lạc Ninh nhìn về phía La Quân, nói ra, người đến muốn thế nào mới bằng lòng hợp tác. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, không phải ta không muốn hợp tác, Trình Kiến Hoa người này ngươi căn bản không hiểu. Hắn đầy mình quỷ kế. Ta cầu ngươi, có thể sao? Lạc Ninh nói ra, nàng còn nói thêm, có muốn hay không ta quỳ xuống đi cầu ngươi. Nàng nói xong liền muốn quỳ xuống. La Quân bị kinh ngạc, cái này một cái chớp mắt, hắn đột nhiên lại có chút đáng thương Lạc Ninh. Nàng thực cũng không phải là thủ đoạn độc ác, mà chính là nàng vì nàng sự tình đã nhập ma. Nàng vô pháp tự kiềm chế. La Quân hơi hơi thở dài một hơi, nói ra, tốt tốt tốt, ta đáp ứng. Hắn đón đến, nói ra, Lạc Ninh, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Có lẽ chúng ta liền xem như hợp tác, sau cùng, Trình Kiến Hoa vẫn là sẽ không như ngươi nguyện. Ta bất quá là một đầu tiện mệnh, đưa liền đưa. Đến lúc đó, khổ vẫn là chính ngươi. Lạc Ninh nói ra, chính ta làm quyết định, ta có gánh chịu năng lực. Trình Kiến Hoa cũng buông lỏng một hơi, hắn nói với Lạc Ninh, ta hội hướng ngươi chứng minh, ngươi ánh mắt là không có sai. Hắn sau khi nói xong, nhân tiện nói, các ngươi khoanh chân ngồi ở trước mặt ta đến, buông lỏng tâm linh. La Quân tâm không cam tình không nguyện cùng Lạc Ninh đi vào Trình Kiến Hoa trước mặt ngồi xuống. Hai người nhắm mắt lại, đồng thời buông lỏng tâm linh. Như là đã đáp ứng, La Quân chẳng khác gì là đem mệnh giao ra. Trình Kiến Hoa lúc này cũng ngưng thần đứng lên, trong tay hắn xuất hiện một cái màu trắng bình sứ. Lúc này, hắn mở ra màu trắng bình sứ. Bình sứ bên trong lập tức bay ra một sợi khói bụi. Trình Kiến Hoa cười lạnh, lập tức lấy tinh thần lực khống chế lại khói bụi. Cỗ này khói bụi liền tại La Quân cùng Lạc Ninh trên đỉnh đầu xoay quanh, sau đó, từ La Quân cùng Lạc Ninh trong não vực bay ra càng nhiều khói bụi. Những này khói bụi thì là La Quân cùng Lạc Ninh tinh khí thần. La Quân cùng Lạc Ninh y nguyên không rõ nội tình, bọn họ cũng không có cảm giác gì. Nhưng là rất nhanh, La Quân cùng Lạc Ninh thì phát hiện không đúng. Bọn họ không thể động đậy. Hỏng bét, La Quân hãi nhiên thất sắc, hắn phát hiện mình tựa hồ cùng thân thể mất đi khống chế, hắn hoàn toàn khống chế không thân thể. Nhưng hắn tư tưởng vẫn là tồn tại. Lạc Ninh cũng phát giác được. La Quân cùng Lạc Ninh mở to mắt. La Quân đầu tiên nhìn về phía Trình Kiến Hoa. Trình Kiến Hoa ánh mắt hiện ra âm độc quang mang, hắn cười lạnh, nói ra, La Quân, đáng tiếc a đáng tiếc, ngươi nhìn tính vạn tính, cuối cùng vẫn là hủy ở bên cạnh ngươi cái này ngu xuẩn trên tay nữ nhân. Nếu ngươi kiên trì muốn tìm lối ra, nơi này đương nhiên là có lối ra. Đáng tiếc, ngươi không có kiên trì. Lạc Ninh trong mắt sát ý điên cuồng, nàng lệ xem Trình Kiến Hoa, nói ra, ngươi muốn chết. Trình Kiến Hoa cười nhạt một tiếng. Nói ra, Lạc Ninh a, Lạc Ninh. Nói thực ra, lấy người trí tuệ, còn thật sự không xứng làm đối thủ của ta. La Quân miễn cưỡng là đầy đủ, bất quá, hắn sẽ không còn có cơ hội. Hắn nói vừa xong, bỗng nhiên lại nói, còn có, các ngươi cho là ta chân thật sự là què sao. Hắn bỗng nhiên đứng lên. Ngươi, La Quân ngây người. Trình Kiến Hoa đá rơi xuống xe lăn, nói với La Quân, ngươi nhất định trong nội tâm có rất nhiều nghi hoặc đúng hay không. Không sao, ta còn có là thời gian, có thể giải thích cho ngươi. Ta sẽ không dễ dàng để ngươi chết. Lạc Ninh nghiêm nghị nói, hỗn đản, ngươi đến đối với chúng ta làm cái gì? Trình Kiến Hoa nói ra, làm cái gì? Cái này đầu tiên ta được thật tốt giải thích giải thích. Trước đó, ta đệ nhất lần dẫn các ngươi qua trong phòng ta, cái kia video thật là mê hoặc các ngươi. Trong phòng ta thả thất hồn hương, muốn thu thập các ngươi tinh khí thần. Bất quá, là quần người rất lợi hại thông minh. Trực tiếp rời đi. Thế là, ta trương một cái kế hoạch thất bại. Nhưng là, ta tiếp lấy lại tại chính các ngươi gian phòng thả thất hồn hương, La Quân ngươi lại nhìn thấu. Cái này ta nhất định phải vì ngươi điểm tán. Hắn chậm rãi mà nói. Người thắng lợi luôn luôn có tốt như vậy hào hứng. Hắn tiếp tục nói, về sau, các ngươi đào tẩu, ta liền rất khó đuổi tới các ngươi tung tích. Ta tuy nhiên có thể tính ra một ít chuyện. Nhưng cái này thiên toán chi thuật cũng không phải giống ăn cơm uống nước như thế, có thể như vậy tấp nập. Thẳng đến về sau, các ngươi qua tìm Green Ten, ta thế là lần nữa tính ra tới. Lúc ấy, ta liền biết Nhạc Đại Bằng quá khứ sẽ gặp phải ngươi La Quân. Ngươi La Quân cũng là so quỷ còn tinh người. Cho nên, có thể nói như vậy, Nhạc Đại Bằng là ta cố ý tặng cho các ngươi. Nhưng các ngươi nghĩ không ra là, ta tại Nhạc Đại Bằng trên thân chơi thất hồn hương, hắn cùng các ngươi tiếp xúc về sau. Vẫn là chút ít hấp thu đến các ngươi tinh khí thần. Về sau, ta phải đi tìm Green Ten, cầm Nhạc Đại Bằng thi thể,
từ Nhạc Đại Bằng trên thi thể thu tập được các ngươi chút ít tinh khí thần. Ta đem cái này tinh khí thần thì phóng tới trong cái bình này. Trình Kiến Hoa tiếp tục nói, nhưng là cái này tinh khí thần thật sự là quá ít, ta y nguyên rất lợi hại khó đối phó ngươi. Nhưng là, sau đó, tương lai Trình Kiến Hoa xuất hiện. Tương lai ta cùng hiện tại ta, chúng ta có một cái cộng đồng cừu hận, cộng đồng mục tiêu, cái kia chính là La Quân ngươi. Hắn hy sinh hắn chính mình, chính là vì ta có thể tới tìm La Quân ngươi báo thù. Lạc Ninh vừa kinh vừa sợ, La Quân lúc này ngược lại chấn định lại, đã tình cảnh như vậy, vẫn là yên tĩnh một số tốt. Hắn nhìn về phía Trình Kiến Hoa, nói ra, như vậy, ngươi có thể nói cho ta biết, tương lai Trình Kiến Hoa đến nói gì với ngươi. Trình Kiến Hoa nói ra, hắn nói với ta, thực lúc trước, hắn chỉ là giúp các ngươi đem từ trường chi cửa mở ra. Nhưng mà, hắn cũng không có đi vào, bởi vì La Quân ngươi không cho hắn đi vào. Nhưng là, các ngươi sau khi đi vào, tìm tới ước quý cùng Tây Nại Pháp Điển. Nhưng bởi vì từ nơi này sau khi ra ngoài, là một mảnh hoang tàn vắng vẻ sa mạc. Các ngươi đi 10 ngày mới đi về Jerusalem, thế là, các ngươi đành phải lại lần nữa hợp tác. La Quân trầm giọng nói ra, như vậy lần này đâu? Coi như ngươi giết chúng ta, ngươi cũng muốn đi lên 10 ngày mới trở về, ngươi vẫn là hội bỏ lỡ giao nhiệm nhất định sẽ hạn. Trình Kiến Hoa nói ra, ngươi cảm thấy ta sẽ nghĩ không ra điểm này sao? Nơi này tọa độ chúng ta đã nhớ kỹ. Ta nghĩ, qua 2 canh giờ nữa, Green Ten an bài máy bay tư nhân thì sẽ tới. Đến lúc đó, ta thả ra đạn tín hiệu, ta liền có thể thuận lợi đến Jerusalem. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói ra, ngươi còn chưa nói, ngươi thu thập chúng ta tinh khí thần về sau có tác dụng gì? Trình Kiến Hoa nói ra, tác dụng không phải rất rõ ràng sao? Ta nhất định phải lấy các ngươi tinh khí thần làm môi giới, sau đó mới có thể khống chế ở các ngươi trong đầu sóng điện não. Ta chặt đứt các ngươi sóng điện não cùng thân thể liên hệ, cho nên, các ngươi tuy nhiên có đại thu vi, đại lực lượng, nhưng là đầu chỉ huy không thân thể, các ngươi vẫn là muốn mặc ta xâm lược. La Quân trầm ngâm một lát, theo rồi nói ra, Trình Kiến Hoa, người cửu nhân là ta. Ninh sư tỷ là vô tội, ta hy vọng ngươi có thể thả nàng. Thả nàng, Trình Kiến Hoa nhạt lạnh cười một tiếng. La Quân nói ra, Ninh sư tỷ còn cần ngươi hỗ trợ, nàng không sẽ giết ngươi. Lạc Ninh không khỏi nhìn nhiều La Quân, trước mắt hết thảy đều là bởi vì nàng mà tạo thành. Nàng không nghĩ tới là, đến lúc này, La Quân không chỉ có không trách nàng, ngược lại còn vì nàng cầu tình. Trình Kiến Hoa lạnh cười nói, La Quân, ngươi là người thông minh. Lúc này lại nói lên như thế ngu xuẩn lời nói tới. Mặc kệ Lạc Ninh có thể hay không tìm ta báo thù, nàng tìm cũng tốt, không tìm cũng được, đều là ẩn số. Nhưng ta hiện tại nắm nàng mệnh. Ta dựa vào cái gì muốn đem quyền chủ động trả lại cho nàng. Huống chi, hai người các ngươi sóng điện não, tinh thần lực đều được cho không tệ. Ta còn muốn rút ra, xem như bồi bổ đây. La Quân cảm thấy trầm xuống, hắn liền biết mình nói cái gì đều vô dụng. Trình Kiến Hoa tuyệt đối là cái đầy đủ thủ đoạn độc ác người, hắn tuyệt sẽ không lòng dạ đàn bà. La Quân không nói lời nào, hắn đương nhiên không muốn cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Hắn thử nhìn có thể hay không cùng thân thể sinh ra liên hệ. Khác phí công, Trình Kiến Hoa lạnh lùng nói ra, lần trước, có tổ sư ra giúp ngươi. Lần này, sẽ không còn có bất luận kẻ nào giúp ngươi. Trừ phi là Sở La Môn Vương khởi tử hoàn sinh. Bất quá, ta xem qua, Sở La Môn Vương thi thể đã chỉ còn lại có thể xác. Nơi này, không có bất kỳ cái gì linh vật tồn tại, cho nên, sẽ không có người tới cứu ngươi. Lần này, người duy nhất có thể làm. Chỉ có chờ chết. La Quân âm thầm cắn răng. Lạc Ninh ở một bên trầm giọng nói ra, thật xin lỗi, La Quân, là ta hại ngươi. La Quân ngược lại là thoải mái, cười nhạt một tiếng, nói ra, cũng là ta lựa chọn, ta có tiếp nhận hậu quả năng lực. Trình Kiến Hoa nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, La Quân, lần trước ta chuẩn bị dùng tiểu túc mệnh thuật đến chiếm lấy ngươi khí vận, về sau ngươi gặp may mắn. Lần này, không biết ngươi có hay không còn có thể như vậy gặp may mắn. La Quân lãnh đạm nhìn về phía Trình Kiến Hoa, nói ra, muốn giết cứ giết, khác lề mề chậm chạp như cái đàn bà. Trình Kiến Hoa trong mắt lóe lên một chút giận dữ, nhưng hắn rất nhanh liền che giấu đi. Hắn cũng liền không lại nói nhảm. Cái này Trình Kiến Hoa, lại là tiên triều Lạc Ninh đi đến, ngươi muốn làm gì? Lạc Ninh cảnh giác nhìn về phía Trình Kiến Hoa. Trình Kiến Hoa từ tốn nói, ngươi tinh thần lực cũng không tệ lắm, ta muốn trước đưa ngươi tinh thần lực quất lấy ra. Đối đãi ta đầy đủ lớn mạnh về sau,
lại đến vận dụng tiểu túc mệnh thuật tước đoạt La Quân khí vận. Hắn sau khi nói xong, lợi dụng đại thủ bao trùm tại Lạc Ninh trên đầu. La Quân cảm thấy siết chặt, hắn muốn nói cái gì chung quy là nhịn xuống. Lúc này nói cái gì đều là nói nhảm. Lạc Ninh cũng không thể phản kháng. Không biết qua bao lâu, Trình Kiến Hoa rốt cục thu tay lại. Cả người hắn nhìn phá lệ tinh thần sung túc, tựa như là hấp thu đại bổ dược. Mà Lạc Ninh, nàng sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Sau đó, nàng uể oải lấy ngã xuống. Ninh sư tỷ, La Quân thấy thế không khỏi kinh thanh hô. Trình Kiến Hoa nói ra, không cần quỷ hô quỷ khiếu, nàng còn chưa có chết. Bất quá, nàng trong đầu tinh thần lực thiếu thốn tới cực điểm, đã không đủ não tử vận hành. Dần dần liền sẽ não tử vong, nàng đã phế. Trình Kiến Hoa nói đến đây, đón đến, nói, tốt, La Quân, hai chúng ta ân oán cũng nên một. Lúc trước, người đối ta đủ kiểu vũ nhục, ta nói qua, hết thảy ta đều sẽ trả lại cho ngươi. La Quân âm thầm cắn răng, hắn cái gì cũng không nói. Trình Kiến Hoa nhân tiện nói, thật đúng là không thú vị. Hắn nói xong liền hai cái bạt tai hung hăng quất vào La Quân trên mặt. La Quân nhàn nhạt lạnh lùng, khóe miệng của hắn tràn ra vết máu tới. Trình Kiến Hoa sau đó trực tiếp đại thủ bao trùm tại La Quân trên đầu. La Quân liền cảm giác hắn đại thủ bên trên tựa hồ có loại hấp lực, đầu mình càng ngày càng choáng. Trình Kiến Hoa dùng nửa giờ đem La Quân tinh thần lực toàn bộ hấp thu, lúc này, La Quân não tử hỗn loạn, đã không phân biệt được Đông Nam Tây Bắc. Sắc mặt hắn cũng cực tái nhợt, cứ như vậy ngã xuống. Sau đó, Trình Kiến Hoa liền đối với La Quân thi triển tiểu túc mệnh thuật. Bất quá, ngay tại hắn thi triển đến một nửa thời điểm, hắn phát hiện đối phương khí vận đột nhiên biến mất. Chuyện gì xảy ra, Trình Kiến Hoa nhất thời trăm bề không được giải. Tiếp theo, hắn dùng hết các loại biện pháp, y nguyên hấp thu không đến. Quá cổ quái, Trình Kiến Hoa thì thào thì thầm, hắn cũng là không thể làm gì. Trước đó, hắn tại Huyền Y Trấn đối La Quân thi triển tiểu túc mệnh thuật, cần rất nhiều cố định điều kiện. Nhưng bây giờ, La Quân hoàn toàn mất đi tinh thần lực, sức chống cự suy yếu. Lại thêm Trình Kiến Hoa tiến vào thần vực về sau, đến rất nhiều đan dược, tinh thần lực phóng đại, hắn dưới mắt liền có thể trực tiếp thi triển. Nhưng bây giờ, khiến cho Trình Kiến Hoa nghĩ không ra là, hắn căn bản thì vô pháp hấp thu La Quân vận khí. Đúng, Trình Kiến Hoa nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên thì minh bạch. Vâng, cái này La Quân dưới mắt bị ta chế, hắn đã nhanh muốn chết. Người đều phải chết, vận khí tự nhiên là tán. Bản thân hắn không có vận khí, ta còn như thế nào hấp thu? Trình Kiến Hoa nhất thời rộng mở trong sáng. Hắn ngay sau đó cũng liền không lại xoắn suýt, cầm Jehovah ước quỹ cùng Tây Nại Pháp Điển. Sau đó, hắn liền rời đi mảnh này lăng mộ. Trình Kiến Hoa cũng không có tự mình đến giết La Quân cùng Lạc Ninh. Không phải Trình Kiến Hoa từ bi, cũng không phải Trình Kiến Hoa không biết nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Mà là La Quân cùng Lạc Ninh là thuộc về não tử không có có sức mạnh. Nhưng là, thân thể bọn họ còn có sức mạnh. Thân thể nhận được nguy hiểm tình huống dưới, sẽ có bản năng phản ứng. Nếu như hắn thật dám động thủ tới giết hai người này, chỉ sợ liền sẽ bị La Quân cùng Lạc Ninh phản sát. Trình Kiến Hoa đối với nơi này lối ra vô cùng rõ ràng, hắn mang bảo bối thuận lợi ra lăng mộ. Ra lăng mộ, Trình Kiến Hoa trông thấy trời còn chưa sáng. Mà bốn phía là vô biên mênh mông sa mạc. Sa mạc, cuồng sa loạn vũ. Trình Kiến Hoa dùng vải đem bảo bối kiện hàng tốt, sau đó thả ra đạn tín hiệu. Sau 15 phút, Green Ten máy bay trực thăng liền bay tới. Trình Kiến Hoa thuận lợi lên phi cơ, hướng Jerusalem Thánh Thành mà đi. Sở La Môn Vương bảo tàng bí mật, Trình Kiến Hoa sẽ không nói với bất kỳ ai. Hắn về sau còn có tác dụng lớn. Mặt khác, Green Ten bị Trình Kiến Hoa hoàn toàn khống chế. Hắn có thể trực tiếp biến mất Green Ten trí nhớ, cho nên cũng không sợ Green Ten có ý nghĩ gì. Không nói đến Trình Kiến Hoa, lúc này, La Quân cùng Lạc Ninh còn ở vào một vùng tăm tối trong lăng mộ. Hai người đều tại gặp phải não vực khô kiệt tử vong, đây là phi thường cảnh hiểm nguy. Mà La Quân không biết là, hắn một mực đeo một cái ngọc bội. Cái kia chính là Thái Âm. Tại Trình Kiến Hoa hấp thụ La Quân vận khí lúc, Thái Âm liền lặng lẽ đem La Quân vận khí thu vào qua. Lúc này, Thái Âm lần nữa phát huy tác dụng. La Quân vận khí lần nữa trở lại trên thân. Đồng thời, quá trong âm phát ra mạnh đại tinh thần lực bổ sung La Quân não vực. La Quân chỉ cảm thấy trước ngực rét lạnh, đồng thời, một cỗ ý lạnh như băng hướng La Quân trong đầu bổ sung mà đi. Cứ như vậy, chậm rãi qua đi một giờ.
La Quân đột nhiên mở to mắt, tinh thần lực của hắn hoàn toàn khôi phục, mà lại tinh lực dồi dào. Hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên. La Quân đầu còn có chút mơ hồ, hắn vẫy vẫy đầu, bắt đầu làm rõ suy nghĩ. Lập tức, hắn nhớ tới Chính mình tinh thần lực bị Trình Kiến Hoa toàn bộ rút ra. Có thể tại sao mình không có việc gì? La Quân nhớ tới cái kia ý lạnh như băng. Nhất thời, La Quân minh bạch, là thái âm. La Quân hoan hỉ xuất ra thái âm, hắn đem thái âm nắm ở trong tay, cái kia cố ý lạnh như băng lại xuất hiện. Nhưng là, tựa hồ không có lấy trước như vậy rét lạnh. Người ngốc có ngốc phúc. La Quân hoan hỉ muốn điên. Bất quá, lập tức, hắn thì chú ý tới một bên Lạc Ninh. Lạc Ninh tình huống lại là càng phát ra hỏng bét. La Quân lập tức tới đến Lạc Ninh bên người, hắn ngồi xuống, đem Lạc Ninh ôm vào trong ngực, sau đó dò xét nàng hơi thở. Lạc Ninh hơi thở càng phát ra yếu ớt. La Quân biết Lạc Ninh đã không còn sống lâu nữa. Hắn liền tranh thủ thái âm đặt tại Lạc Ninh trên trán. Như thế mấy phút nữa, La Quân lại phát hiện Lạc Ninh không có chút nào chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Thái âm tựa hồ cũng không có trợ giúp trị liệu Lạc Ninh. Cái này La Quân cũng có chút mắt trợn tròn. Hắn trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Hắn đương nhiên không muốn Lạc Ninh cứ như vậy chết. Đối với Lạc Ninh, La Quân là có cảm tình. Mà lại, Lạc Ninh sở dĩ mắc lừa, cùng đối La Quân trở mặt. Đều là bởi vì nàng có nàng nỗi khổ tâm. Nàng nếu không phải quá nhớ nhung sự kiện kia, lại như thế nào sẽ lên Trình Kiến Hoa làm ác? Làm sao bây giờ, La Quân tuy nhiên tu vi rất cao, nhưng là đối với não vực sự tình, hắn một điểm bận bịu cũng giúp không được. Đúng, Ninh sư tỷ có không ít tụ linh đan. La Quân nghĩ tới đây, lập tức ở Lạc Ninh trên thân tìm tòi. Lúc này không lo được một điểm nam nữ chi ngại. La Quân thượng hạ tay, sau cùng tại Lạc Ninh chỗ đùi tìm tới một cái hầu bao, hắn đem lấy xuống. Còn tốt, bên trong có tụ linh đan. La Quân đổ ra hai khỏa tụ linh đan, liền muốn cho Lạc Ninh cho ăn xuống dưới. Liền cũng tại lúc này, một thanh âm bỗng nhiên tại La Quân trong đầu vang lên, ai, đồ ngu a đồ ngu, cái này cấp thấp đan dược cho ăn đi vào, lập tức bị trong cơ thể nàng tế bào hấp thu. Nàng não vực nửa điểm hút không thu được, thì có ích lợi gì? Cái thanh âm này thoảng qua già nua. La Quân giật mình, hắn lập tức đảo mắt tứ phương, nói, người nào? Người không cần tìm ta. Thanh âm kia nói ra, người có thể lý giải cô là Sở La Môn Vương, nhưng cô thực là Sở La Môn Vương lưu lại một mai suy nghĩ. Một cái suy nghĩ, La Quân kinh ngạc. Thanh âm kia là tại La Quân trong đầu vang lên, cho nên, hai người là ý thức giao lưu, lại sẽ không tồn tại nghe không hiểu vấn đề. Thanh âm kia nói ra, lúc trước cô bởi vì vận dụng ước quỹ xuyên toa hư không, từ đó gặp ác quả. Về sau, cô liền bỏ qua thân thể, tránh né nhân quả. Cô một mực tu luyện thần hồn, bây giờ, cô thần hồn đã qua phía tây thánh cảnh. Qua thời điểm, cô lưu lại một mai suy nghĩ ở chỗ này. Giải thích như vậy, người có thể thạo a? Hiểu, La Quân đương nhiên hiểu. Hắn biết rõ đạo thần hồn cũng là người tư tưởng tạo thành, chính là từ vô số cái suy nghĩ tạo thành một cái hoàn chỉnh thần hồn. Bởi vì người hội thật nhiều suy nghĩ à, nghĩ như vậy cũng là một cái ý niệm trong đầu, như vậy một cái quyết định, lại là một cái ý niệm trong đầu. Mà Sở La Môn Vương ý nghĩ thế này là đi qua tu luyện, có được độc lập ý thức. Tiền bối, ngài nhất định có biện pháp giúp ta cứu chữa Ninh sư tỷ đúng hay không, cầu ngài. La Quân lập tức nói. Hắn biết Sở La Môn Vương đã mở miệng, khẳng định là có biện pháp mới có thể mở miệng. Sở La Môn Vương liền nói ra, cô thật là có biện pháp cứu chữa tiểu cô nương này, bất quá, cô cái này một cái suy nghĩ sở dĩ có thể bảo trì không rời, đều là ứng cô một mực đang hấp thu Jehovah ước quỹ nguyên thạch tinh khí. Bây giờ ước quỹ bị mang đi, cô ý niệm này không lâu sau cũng liền muốn tán đi. Sở La Môn Vương tiếp tục nói, cô suy nghĩ không lâu sau liền muốn tán đi. Cho nên, dưới mắt người muốn ta giúp người cứu tiểu cô nương này cũng là có thể, nhưng người phải đáp ứng cô một việc. La Quân vội nói, tiền bối mời nói, chỉ cần vãn bối có thể làm đến, sông pha khói lửa, không chối từ. Sở La Môn Vương nói ra, cái kia Jehovah ước quý cùng Tây Nại Pháp Điển đều là bởi vì cô mà lên, Tây Nại Pháp Điển cũng là thôi, dù sao vật này bất quá là ghi chép thiên địa sự tình. Mà Jehovah ước quý tồn tại, hoàn toàn là không nên. Nó sẽ đánh loạn bình thường thiên đạo trật tự. Bây giờ, ước quý bị cái kia Trình Kiến Hoa đoạt đi, kẻ này lang tử dã tâm, không biết lại muốn tạo ra bao nhiêu nghiệt tới. Cái này nghiệt quả, nhưng cũng hội liên lụy đến cô bản mệnh thần hồn phía trên.
Cho nên, cô muốn người cần phải qua đem ước quỹ đoạt lại. Sau đó, người lấy cái kia nguyên thạch, đem ước quỹ phá hủy, việc này cũng coi như sự tình kết. Việc này, coi như sự tình Sở La Môn Vương không nói, La Quân cũng là muốn làm như vậy. Ngay sau đó, La Quân không chút do dự nói ra, tốt, tiền bối, ta đáp ứng ngài. Sở La Môn Vương chính là cười một tiếng, hắn từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì hình thể, một mực lấy một loại ý thức trạng thái tại La Quân trong não vực cùng La Quân giao lưu. Hắn theo rồi nói ra, ngươi là chính trực người, ngươi hứa hẹn cô tin được. Hắn đón đến, nói ra, thực muốn trị hết bệnh tiểu cô nương này cũng không khó. Đương nhiên, cô trước mắt bất quá là một cái suy nghĩ, khẳng định không cách nào chữa trị nàng. Cho nên, muốn trị hết bệnh tiểu cô nương này, vẫn là muốn dựa vào ngươi. La Quân lập tức nói, xin tiền bối chỉ rõ. Sở La Môn Vương nói ra, người cái kia thái âm chính là một kiện bảo bối tốt, bên trong có vô cùng tinh thần lực. Bất quá, cái kia thái âm đã có chính mình linh tính, nó nhận ngươi làm chủ, sở dĩ phải bảo hộ ngươi. Nhưng là, nó sẽ không đi bảo hộ tiểu cô nương kia. Cho nên, ngươi vô pháp dùng nó tới cứu trị tiểu cô nương. Hắn đón đến, tiếp tục nói, biện pháp duy nhất, đó chính là ngươi cùng tiểu cô nương này âm dương dung hợp. Chỉ cần tiểu cô nương này trở thành ngươi người, thái âm tự nhiên cũng sẽ cứu nàng. Cái này thái âm tuy nhiên có linh tính, nhưng nó nhận ra là khí tức. Nhất định phải tiểu cô nương trong thân thể có ngươi tinh nguyên mới được. La Quân không khỏi ngây người, ta dựa vào, có hay không như thế hố cha. Bất quá, cái này giống như cũng không phải như vậy kháng cự a. Chính mình là bất đắc dĩ muốn cứu người a. Hắn trong nháy mắt trong đầu thiên nhân giao chiến. Số tiểu tử, cô tại ngươi trong não vực, ngươi suy nghĩ gì cô còn có thể không rõ ràng. Khác làm bộ, nhanh lên hành sự đi, tiểu cô nương này đã kéo không được. Người đem thái âm để vào trong miệng nàng, sau đó bắt đầu cùng với nàng làm khoái lạc sự tình. La Quân nhất thời có chút xấu hổ, nói, tiền bối, cái này không tốt lắm đâu, giống như có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Sở La Môn Vương nói ra, lười nhác cùng ngươi nói nhảm, cô trước nghỉ ngơi một hồi. Chờ ngươi cứu nàng, cô sẽ dạy ngươi nhóm làm sao nhanh chóng trở về. Hắn sau khi nói xong, liền lại La Quân trong não vực biến mất. La Quân cũng thì không nói thêm lời, hắn không khỏi có chút kích động nhìn về phía trong ngực Lạc Ninh. Lạc Ninh ăn mặc màu trắng lo lắng, quần bò, trước ngực nàng cao ngất, khuôn mặt nàng là đẹp như vậy. Nàng mông là như thế có đường cong. Ta dựa vào, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. La Quân cắn răng một cái, quyết định không cần lề mề chậm chạp. Ca là chính nghĩa, ca là vì cứu người a. Ngay sau đó, hắn thuần thục giúp Lạc Ninh bỏ đi y phục. Không đến một lát, liền cho Lạc Ninh thoát không còn một mảnh. Sau đó, tội ác sự tình liền phát sinh. Không biết qua bao lâu, Lạc Ninh rốt cục có ý thức. Nàng cảm giác từng lớp khoái lạc trào lưu hướng trong đầu của nàng vọt tới, đồng thời còn có một cỗ mát lạnh chi ý tại chiều trong đầu của nàng dũng mãnh lao tới. Lạc Ninh đột nhiên mở mắt, chờ sau khi thấy rõ, nhất thời nổi giận đan xen. La Quân cùng Lạc Ninh bốn mắt nhìn nhau, hắn cái này xấu hổ a. Mẹ nó, lão tử tiếp tục vẫn là không tiếp tục a. Sự tình không phải ngươi muốn như thế. La Quân một thanh bỗng nhiên đè lại Lạc Ninh. Lạc Ninh vẫn là suy yếu vô cùng. Cùng lúc đó, La Quân một kích động, liền cũng liền bàn giao. Sau 10 phút, Lạc Ninh đạt được thái âm trợ giúp, nàng tinh thần lực đã hoàn toàn khôi phục. Nàng và La Quân đều mặc quần áo tử tế. Lạc Ninh trên mặt còn có đỏ mặt, nàng sợi tóc hơi hơi tán loạn. Giờ phút này, nàng đã từ một thiếu nữ hướng đi thiếu phụ. La Quân hướng Lạc Ninh giải thích hết thảy. Lạc Ninh nửa tin nửa ngờ. Liền cũng tại lúc này, trước mặt hai người một sợi khói xanh thổi qua. Sau đó, cái kia khói xanh hiển hóa thành một cái tiểu nhân nhi. Tên tiểu nhân này nhi chính là phiên bản thu nhỏ Sở La Môn Vương. Đây là Sở La Môn Vương suy nghĩ ngưng tụ từ trường hiển hóa. Hắn nhìn về phía Lạc Ninh, nói ra, tiểu cô nương, La Quân binh không có lửa ngươi. Trên người hắn thái âm nếu không nhận ngươi làm chủ nhân, liền vô pháp vì ngươi chuyển vận tinh thần lực. Ngươi tinh thần lực đã khô kiệt, như trễ cứu giúp, ngươi liền sẽ não tử vong. Mà La Quân cùng ngươi âm dương giao dung, ngươi bên trong có hắn, hắn bên trong có ngươi, đây là biện pháp duy nhất. Ngươi là ai? Lạc Ninh nghi hoặc nhìn về phía Sở La Môn Vương. La Quân nói gấp, đây là Sở La Môn Vương tiền bối một cái suy nghĩ. Nếu không phải có tiền bối nghĩ kế, ta cũng vô pháp cứu ngươi.
Lạc Ninh nhưng cũng là thoải mái người, nàng liền cũng biết đây hết thảy đều trách không được La Quân. Ngay sau đó, nàng cũng thì không nói thêm lời, đứng lên, nói, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Sở La Môn Vương nói ra, cô cái này mai suy nghĩ sẽ phải tán đi, có thể sau cùng cho các ngươi làm một chuyện. Cô có thể vì các ngươi tái tạo truyền tống chi môn. Nhưng cô pháp lực yếu kém, chỉ có thể dựa vào La Quân ngươi thái âm. Một khi dựa vào ngươi thái âm, liền sẽ đem thái âm tinh thần lực no bạo. Nói cách khác, các ngươi có thể đi trở về, nhưng La Quân ngươi thái âm liền sẽ phế. La Quân vuốt ve trong tay thái âm, hắn thật đúng là có chút không nỡ cái này thái âm. Nhưng là, La Quân biết nếu như không quyết định thật nhanh, như vậy Trình Kiến Hoa liền sẽ trước một bước về Los Angeles giao nhiệm vụ. Mẹ chứng, dù sao thái âm qua giao nhiệm vụ cũng bất quá là song cấp. Lão tử còn không bằng nhanh lên trở về tìm Trình Kiến Hoa báo thù. Một khi Trình Kiến Hoa giao nhiệm vụ, vậy liền không có cách nào báo thù. Mà lại cũng không có cách nào lại đi đoạt ước quỹ. Và lại, Lạc Ninh còn cần dựa vào Tây Nại Pháp Điển. Nếu là Tây Nại Pháp Điển nộp lên cho khu vực, cái kia Lạc Ninh thì không có cơ hội. La Quân suy nghĩ nửa ngày, theo rồi nói ra, không có vấn đề. Lạc Ninh nghe vậy, lập tức cảm kích nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, đa tạ. La Quân cũng nhìn về phía Lạc Ninh, hắn nhất thời có chút xấu hổ. Hắn nhớ tới vừa rồi tiêu hồn tư vị. Không thể không nói, Lạc Ninh dáng người thật sự là tốt. Hắn đã hơn nửa năm chưa từng có nữ nhân, vừa rồi hắn cảm thấy rất là thoải mái. Tiện nghi ngủ Lạc Ninh dạng này nữ nhân, trái lại nàng còn đối với mình nói cảm ơn, cảm giác này, La Quân cảm thấy cực kỳ quái dị a. Trình Kiến Hoa lấy máy bay trực thăng đáp xuống Green Ten khu biệt thự bên trong. Green Ten tại Trình Kiến Hoa trước mặt tất cung tất kính. Trình Kiến Hoa chính mình ôm bảo vật hướng Green Ten trong biệt thự đi đến. Cách giao nhiệm vụ kỳ hạn chót còn có 3 ngày thời gian. Hắn cũng không nóng nảy về Los Angeles. Hắn phải dùng 3 ngày nay bên trong hảo hảo nghiên cứu Tây Nại Pháp Điển Hòa Ước Tủ. Lúc này, sắc trời đã sáng rõ. Hôm nay là mỹ hảo một ngày, tia nắng ban mai vẩy chiếu vào trong này phiến tiểu khu. Trình Kiến Hoa tâm tình cũng theo thời tiết này một dạng tốt. Green Ten tại Trình Kiến Hoa bên người là có nỗi khổ không nói được, hắn không dám có chút lòng phản loạn. Trình Kiến Hoa thật sự là quá lợi hại. Giờ phút này, Trình Kiến Hoa cùng Green Ten còn có mấy tên bảo tiêu rốt cục đi vào trước biệt thự mặt. Green Ten tự mình đi mở cửa, mời Trình Kiến Hoa tiến vào biệt thự. Nhưng mà, ngay tại Trình Kiến Hoa tiến vào biệt thự một sát na kia, Trình Kiến Hoa ánh mắt tựa như là nhìn thấy quỷ. Bởi vì trong biệt thự, Hạ Thụy Đào vị này siêu cấp bảo tiêu cung cung kính kính đứng ở một bên. Mà ở trên ghế salon ngồi hai người, phân biệt thì là La Quân cùng Lạc Ninh. La Quân nhìn lấy Trình Kiến Hoa, cười tủm tỉm nói ra, Trình Kiến Hoa, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại a. Người nghĩ không ra, chúng ta nhanh như vậy liền có thể lại lần gặp gỡ a. Trình Kiến Hoa mặt mũi tràn đầy không thể tin, hắn âm thanh run rẩy đứng lên, nhất chỉ La Quân cùng Lạc Ninh, nói, không, cái này sao có thể. Điều đó không có khả năng, các ngươi rõ ràng liền nên đã chết. La Quân cùng Lạc Ninh bỗng nhiên đứng lên. La Quân cười lạnh một tiếng. Nói ra, Trình Kiến Hoa, trước ngươi nói ai cũng cứu không ta. Hiện tại, ta cũng rất muốn nhìn một chút, dưới mắt còn có ai có thể cứu được ngươi. Hắn nói xong liền thân hình lóe lên, thiểm điện hướng Trình Kiến Hoa tập sát mà đi. Trình Kiến Hoa tinh thần lực rất cường đại, nhưng nàng tinh thần lực lại đối phó không La Quân loại cao thủ này. Cho nên, Trình Kiến Hoa giờ khắc này ở La Quân trước mặt chẳng khác gì là tay trói gà không chặt. La Quân đi vào Trình Kiến Hoa trước mặt. Ba ba hai cái bạt tai hung hăng quất tới. Đây là ta trả lại cho ngươi. La Quân cười lạnh một tiếng. Trình Kiến Hoa hợp máu đột xuất một ngụm hàm răng. Sau đó, La Quân đoạt lấy bị miếng vải đen che khuất ước quỹ cùng Tây Nại Pháp Điển. Ninh sư tỷ, ngươi cầm. La Quân nói ra. Lạc Ninh liền đi tới, ôm lấy ước quỹ. Nàng đem ước quỹ bỏ lên trên bàn, lại từ ước trong tủ xuất ra Tây Nại Pháp Điển. Nàng ôm chặt lấy Tây Nại Pháp Điển. Nói không nên lời kích động. Trình Kiến Hoa thấy thế, con mắt không khỏi sáng lên, nói ra, Lạc Ninh, ta có thể giúp ngươi thấy quá khứ sự tình. Cho nên, ngươi không thể để cho La Quân giết ta. Lạc Ninh nhìn về phía Trình Kiến Hoa, trong mắt nàng tràn ngập chán ghét. La Quân lại là cười một tiếng, nói ra, ta cũng không nói muốn giết ngươi, ngươi sợ cái gì. Quỳ xuống cho ta, hắn sau khi nói xong, một chân hướng Trình Kiến Hoa đầu gối đá qua.
Trình Kiến Hoa cầm giữ không được, trùng điệp quỳ đi xuống. La Quân một phát bắt được Trình Kiến Hoa tóc, cực điểm vũ nhục nói, Trình Kiến Hoa, người nói hai chúng ta đây có phải hay không là nghiệp chướng. Nhưng là, lần này ta có vẻ như không thể cho ngươi thêm cơ hội. Trình Kiến Hoa cắn răng, hắn hai mắt lâm vào huyết hồng. Hắn cả đời sở thụ vũ nhục, toàn bộ đều là La Quân đưa cho. Cho nên, hắn mới có thể đối La Quân như thế thống hận. Hắn cũng không để ý tới La Quân, mà chính là đối Lạc Ninh nghiêm nghị hô, Lạc Ninh, ngươi như lại tùy ý hắn khi nhục ta, ta liền quan bế lục thức tọa hóa, ngươi chính là cầm tây nại pháp điển, cũng đừng hòng biết quá khứ sự tình. Trình Kiến Hoa là tuyệt đỉnh người thông minh, đương nhiên biết đánh rắn muốn đánh bảy tấc. Cho nên thì cắn điểm này không thả miệng. Quả nhiên, Lạc Ninh nhịn không được, nàng hướng La Quân khẩn cầu, La Quân, ngươi nhìn có thể hay không? La Quân buông ra Trình Kiến Hoa, hắn cũng không có trả lời Lạc Ninh, mà chính là đối Trình Kiến Hoa lạnh lùng nói ra, xem như ngươi lợi hại. Tốt, chỉ cần ngươi giúp Ninh sư tỷ thấy qua sự tình. Lần này nhiệm vụ, ta không giết ngươi. Trình Kiến Hoa nhìn về phía La Quân, hắn vẫn là quỳ. Hắn cắn răng nói ra, ta không tin được ngươi lời nói. La Quân cùng Trình Kiến Hoa đều là cẩn thận cùng cực người, nơi đó hội tùy tiện tin tưởng đối phương lời nói. Cái kia Green Ten ở một bên nhìn lấy một màn này đảo ngược, hắn cũng là có chút chưa tỉnh hồn lại. La Quân nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, vậy ngươi muốn ta thế nào? Tây Nại Pháp Điển một khi giao nhiệm vụ, mọi người thì đều không cần đến. Ngươi cũng không thể để cho chúng ta giao nhiệm vụ, lại đến xem xét a. Trình Kiến Hoa nói ra, ta trước tiên có thể thi a, chờ giao nhiệm vụ về sau, ta lại nói cho Lạc Ninh chuyện đã xảy ra. La Quân ba một bạt tay vung quá khứ, Trình Kiến Hoa lần nữa bị đánh thành đầu heo. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, Trình Kiến Hoa, ngươi coi ra ngươi ta là ba tuổi tiểu hài tử, ngươi tùy ý liền có thể lừa gạt. Hiện tại lão tử chiếm cứ chủ động, tại sao muốn chờ nhiệm vụ giao? Lại không thể giết ngươi. Đến lúc đó, ngươi nắm giữ lấy bí mật, ngược lại đến chiếm cứ chủ động. Ngươi là mình ngu ngốc, vẫn là khi người khác ngu ngốc. Trình Kiến Hoa bị La Quân như thế cái tát vung qua vung lại, hắn khuất nhục tới cực điểm, thân thể đau đớn là lần, cái kia vũ nhục là hắn lớn nhất không thể chịu đựng. Đã như vậy, vậy ngươi thì giết ta đi. Trình Kiến Hoa cắn răng nói ra. Hắc hắc, La Quân cười lạnh, nói ra, ngươi đại khái lấy vì thiên hạ chỉ có ngươi Trình Kiến Hoa. Ngươi cho rằng ta giết không được ngươi, huyền y môn bên trong, ta cũng không tin không ai có thể nhìn thấu Tây Nại Pháp Điển. Đã ngươi muốn chết, vậy thì tốt, hôm nay liền kết ngươi ta ân oán. La Quân sau khi nói xong lại nói với Lạc Ninh, Ninh sư tỷ, dưới mắt còn có 3 ngày thời gian. Ta dẫn ngươi đi huyền y môn, cũng chính là Trình Kiến Hoa sư môn. Nơi đó khẳng định có người có thể nhìn thấu Tây Nại Pháp Điển. Trình Kiến Hoa cảm nhận được La Quân rét lạnh sát ý. Hắn nhất thời dọa đến thần hồn run rẩy, không. Lạc Ninh, ta cho người biết, tại huyền y môn bên trong, không có người tinh thần lực mạnh hơn ta. Bọn họ chưa hẳn có thể giải mở, nhưng ngươi chỉ có 3 ngày thời gian, đây là ngươi duy nhất cơ hội. Lạc Ninh không khỏi có chút do dự. Nàng cắn răng một cái, nói ra, tốt, Trình Kiến Hoa, chỉ cần ngươi giúp ta nhìn thấu Tây Nại Pháp Điển, biết được ta muốn biết được. Ta lần này tuyệt không để La Quân giết ngươi, chính ta cũng sẽ không giết ngươi. Chúng ta ân oán, về sau lại tính toán. Trình Kiến Hoa nói ra, Lạc Ninh, ngươi lời nói ta tự nhiên tin được. Nhưng là La Quân nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách tới giết ta. Trình Kiến Hoa còn nói thêm, ta muốn hắn về trước Los Angeles, ta nhìn hắn lên phi cơ về sau, liền vì ngươi phá giải. Lạc Ninh nói ra, tốt. La Quân không khỏi im lặng. Lạc Ninh thật sâu nhìn một chút La Quân, trầm giọng nói ra, La Quân, chuyện này đối với ta cực trọng yếu. Mời ngươi thành toàn. La Quân phiền muộn sờ mũi một cái, nói ra, không phải ta không muốn trở thành toàn ngươi, chủ yếu là Trình Kiến Hoa quỷ kế đa đoan, ta sợ ta sau khi trở về, hắn hội sinh thêm sự cố. Lạc Ninh ngốc ngẩn ngơ, nàng hiện tại cũng đầy đủ cảm nhận được Trình Kiến Hoa đáng sợ. La Quân kiểu nói này, Lạc Ninh thật đúng là có chút không có. Mẹ trái trứng, Trình Kiến Hoa, lập tức giúp Ninh sư tỷ điều tia, a Tây Nại Pháp Điển. La Quân cũng hoàn toàn nổi nóng, nói ra, lão tử nói không giết ngươi thì không giết ngươi. Ngươi yêu tin tưởng thì tin tưởng, không tin, lão tử thì bẻ gãy ngươi hai tay hai chân, lại đâm mù ngươi mắt. Nhìn ngươi có phải hay không về sau còn có thể khôi phục. Ngươi cho rằng ngươi còn có thật nhiều có thể đàm phán thẻ đánh bạc. Đối mặt La Quân sát khí đằng đằng,
Trình Kiến Hoa trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cục gật gật đầu. Gặp tình như vậy hình, La Quân cùng Lạc Ninh mới hơi hơi thở phào. Sau đó, La Quân cùng Lạc Ninh còn có Trình Kiến Hoa liền vào một căn phòng ngủ bên trong. Cái kia Tây Nại Pháp Điển cho Trình Kiến Hoa, La Quân làm theo trông coi ước quỹ. Trong phòng ngủ, màn cửa đều đã kéo lên. Ánh đèn cũng toàn bộ dập tắt, một mảnh u ám. Lúc này, Trình Kiến Hoa ngồi ở trên ghế salon, trong tay hắn nâng Tây Nại Pháp Điển. Mà Lạc Ninh thì tại Trình Kiến Hoa đối diện. La Quân ở một bên cẩn thận cảnh giác nhìn lấy, chỉ cần Trình Kiến Hoa còn dám đùa nghịch cái gì yêu thiêu thân, hắn lập tức liền muốn xuất thủ đem Trình Kiến Hoa đánh chết. Cái kia Tây Nại Pháp Điển mở ra sau khi, bên trong là một mảnh tấm màn đen. Có chút giống là màn hình tinh thể lỏng màn. Nhìn, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Không biết, còn tưởng rằng là hai cái hợp thành một quyển sách. Cũng là tại lúc này, Trình Kiến Hoa tinh thần lực phát động. Không bao lâu, Tây Nại Pháp Điển bắt đầu có biến hóa. Bên trong bầy biện ra màu đen ánh sáng yếu ớt mang. Tiếp theo, cái kia trong Pháp Điển bắt đầu biến hóa, tựa như là cuồn cuộn thâm thúy tinh không một dạng. Ngay sau đó, vô số kỳ quái ký tự như thiểm điện biến hóa. Tựa như là máy tính khởi động máy trình tự, nhưng lại so cái kia trình tự nhanh gấp mấy trăm lần. Nhanh chóng như vậy biến hóa, khiến người ta nhìn hoa mắt. Trình Kiến Hoa sắc mặt hiện ra cố hết sức bộ dáng, hắn trên trán mồ hôi chảy ròng ròng. Sau một hồi khá lâu, từng đoạn ký tự bỗng nhiên từ Tây Nại Pháp Điển bên trong bay ra, bay vào Lạc Ninh trong não vực. Sau đó, Trình Kiến Hoa hít sâu một hơi, khép lại Tây Nại Pháp Điển. Lạc Ninh thì là nhắm mắt lại. La Quân nhìn về phía Trình Kiến Hoa, hỏi, những chữ kia phù là chuyện gì xảy ra? Trình Kiến Hoa nói ra, những chữ này phù toàn bộ đều là thuộc về Lạc Ninh tin tức, ta đem những tin tức này từ Tây Nại Pháp Điển bên trong chuyển ra, chúng nó tự nhiên mà vậy tìm đến Lạc Ninh. Những chữ này tín phù hơi thở, ta cũng không có cách nào giải mã. Chúng nó chỉ có thể tiến vào trong đầu của nàng, sau đó cùng nàng bản thân não vực tin tức dung hợp, sau đó giải mã. La Quân cảm thấy cái này rất lợi hại mơ hồ, nói ra, người nói là những chữ này tín phù hơi thở là Ninh sư tỷ trong não vực thiếu thốn trí nhớ. Trình Kiến Hoa nói ra, có thể hiểu như vậy. La Quân kỳ quái nói ra, Ninh sư tỷ trước kia chưa bao giờ thấy qua Tây Nại Pháp Điển, Tây Nại Pháp Điển sao có thể sưu tập Ninh sư tỷ trí nhớ. Trình Kiến Hoa nói ra, Tây Nại Pháp Điển bên trong thế giới là địa cầu đại thế giới một cái ảnh thu nhỏ. Chẳng khác gì là trong lúc vô hình một cái quay phim khí. Bất cứ chuyện gì đều có thể tại Tây Nại Pháp Điển bên trong thẩm tia, a đến. Lúc đầu, ta cũng có thể trực tiếp đi thăm dò nhìn Ninh sư tỷ 7 tuổi trước đó đến chuyện gì phát sinh. Nhưng vậy cần hao phí càng đại tinh thần lực, ta chẳng trực tiếp đem những này thuộc về Ninh sư tỷ thiếu thốn trí nhớ còn tới Ninh sư tỷ trong não vực. La Quân đối điểm này rất hài lòng, bởi vì nếu để cho Trình Kiến Hoa biết quá nhiều chuyện, chung quy là không tốt. Trên thực tế, Trình Kiến Hoa cũng minh bạch điểm này. Hắn cũng sợ tự mình biết không phải biết sự tình, La Quân cùng Lạc Ninh hội sát nhân diệt khẩu. Tốt, Tây Nại Pháp Điển trả lại cho ta, La Quân vươn tay nói ra. Trình Kiến Hoa ngoan ngoãn trả lại, hắn run nhẹ nhẹ nhìn về phía La Quân, nói, vậy là ngươi không nên tuân thủ lời hứa, thả ta. La Quân mắt nhìn Lạc Ninh còn tại nhắm mắt ngưng thần, bất quá nhìn cũng không có chuyện gì. La Quân liền vừa nhìn về phía Trình Kiến Hoa, hắn nói ra. Chúng ta đây là lần thứ hai giao phong a. Ngươi ngược lại là lợi hại, hai lần đều bị ta kém chút chết tại trên tay ngươi. Chỉ là đáng tiếc, ngươi vận khí thủy chung kém một chút. Bất quá tục ngữ nói tốt, mọi thứ có thể hai không thể ba. Nếu như lại có lần thứ ba, đó chính là ngươi tránh thức tử kỳ. Trình Kiến Hoa gật gật đầu, nói ra, có lẽ, chúng ta nhìn xem phải chăng có thể hóa thù thành bạn. La Quân nói ra, không có khả năng. Thứ nhất, hai người chúng ta vĩnh viễn đều khó có khả năng tín nhiệm lẫn nhau. Thứ hai, người này phẩm tính ác liệt, ta vĩnh viễn sẽ không giao ngươi dạng này bằng hữu. Bởi vì ta khinh thường, ngươi cũng không xứng. Trình Kiến Hoa trong mắt lóe lên một sợi thật sâu hận ý, hắn không có ở nói thêm cái gì, chỉ là hỏi, ta có thể đi thôi. La Quân nói ra, gấp cái gì, chờ Ninh sư tỷ tỉnh lại, xác định lại để cho ngươi đi. Ta nói lần này không giết ngươi, thì tuyệt sẽ không lại giết ngươi. Trình Kiến Hoa cũng không dám theo La Quân mạnh miệng, liền trung thực xuống dưới. Tinh thần lực của hắn tuy nhiên cường đại, nhưng là đụng tới La Quân cùng Lạc Ninh, cái kia vẫn còn có chút không thể làm gì. Lạc Ninh tại sau 10 phút mở to mắt. La Quân lập tức hỏi,
Ninh sư tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Lạc Ninh nhìn về phía La Quân, nàng ánh mắt có vẻ hơi kỳ quái bình tĩnh. Nàng lại như là không bình tĩnh nổi, nhìn kỹ La Quân nửa ngày, sau đó mới lên tiếng, ta đã biết ta muốn biết sự tình, ngươi có thể cho Trình Kiến Hoa đi. La Quân ngay sau đó liền nói với Trình Kiến Hoa, ngươi đi đi. Trình Kiến Hoa như gặp đại xá, vội vàng lui ra ngoài. La Quân tiến đến đem màn cửa kéo ra, nhất thời, long lanh ánh sáng mặt trời vẩy chiếu vào. Lạc Ninh còn tạp ngẩn người. La Quân lo lắng, hỏi, Ninh sư tỷ, làm sao? Lạc Ninh ngơ ngác nhìn về phía La Quân, nàng không nói câu nào. La Quân liền có loại rất lợi hại dự cảm không tốt. Ta muốn yên lặng một chút. Người có thể hay không trước một người mang Tây Nại Pháp Điển qua Los Angeles giao nhiệm vụ. Lạc Ninh bỗng nhiên nói với La Quân. La Quân nói ra, đương nhiên có thể, nhưng là ngươi. Ta không có việc gì, ngươi yên tâm. Lạc Ninh nói ra, ta không phải 3 tuổi tiểu hài tử, ta có thể làm được. La Quân gặp Lạc Ninh cái dạng này, hắn ngay sau đó cũng liền không tốt nói thêm gì nữa, nhân tiện nói, tốt ha. Sau đó, Lạc Ninh liền một người rời đi Green Ten biệt thự. Nàng lái một xe lao vụt rời đi, về phần nàng đến xảy ra chuyện gì, muốn đi đâu, La Quân tuyệt không biết. Lạc Ninh sau khi đi, La Quân tuân theo Sở La Môn Vương ý tứ. Hắn đem cái kia Jehovah ước quỹ dùng cường đại quyền lực vỡ nát, sau đó lấy ra nguyên thạch. Còn ước quỹ thi thể, cũng bị La Quân dùng đại hỏa thiêu cái không còn một mảnh. Mất đi thái âm La Quân, lại lấy được một khỏa ước quỹ nguyên thạch. Viên này nguyên thạch như đá cội kích cỡ tương đương, toàn thân màu mực. Nhìn không chút nào thu hút. La Quân nắm ở trong tay, cũng không có cảm giác nào. Cái này khiến La Quân cảm thấy viên này nguyên thạch giống như là tên giả mạo. Toàn bộ ước quỹ, nhìn đều là tên giả mạo. Nhưng La Quân trong mộng được chứng kiến ước quỹ lợi hại, cũng đoán trước tương lai chính mình xuyên toa mà đến. Những này mà là bởi vì nguyên thạch chi lợi hại. La Quân cũng liền khẳng định nguyên thạch lợi hại, chỉ là mình còn chưa phát giác làm sao sử dụng a. Không khỏi khả năng về sau có tác dụng lớn, chính mình trước giữ lại. Hắn liền đem cái này nguyên thạch cất giấu trong người. Sau đó, La Quân để Green Ten đặt trước vé máy bay. Tại cùng ngày 11 giờ trưa, La Quân leo lên tiến về Los Angeles chuyến bay. Tại leo lên chuyến bay trước đó, La Quân vội vàng đi một chuyến thánh cùng bệnh viện, đem Tây Nại Pháp Điển cho Khôn Cách Lâm tiến sĩ nhìn. Khôn Cách Lâm tiến sĩ gặp Tây Nại Pháp Điển, lại được biết rõ hết thảy tình huống. Hắn không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Tại La Quân rời đi về sau không bao lâu, Khôn Cách Lâm tiến sĩ liền đi thế. Nhưng bất kể nói thế nào, Khôn Cách Lâm tiến sĩ cũng coi là chết cũng không tiếc. Lúc này, chính là tháng 2, cũng là hoa hạ âm lịch năm mới. La Quân đối diện năm không có cảm giác gì, hắn rất ít ở trong nước ăn Tết, năm nay đồng dạng là không có. Hắn chỉ muốn nhanh lên đem nhiệm vụ giao, nhưng sau nhận lấy 3 khỏa cửu chuyển kim đan. Kể từ đó, cũng liền nhàn hạ,